Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh, mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Lâm Minh lăng không mà đứng, chiến ý cùng bạo bao phủ quanh thân, không gian gần như đứt gãy. Một cảm giác áp bách từ trên cơ thể Lâm Minh tỏa ra. Lâm Minh cảm nhận được trong đầu hắn như núi lửa phun trào, chiến ý cùng bạo như muốn chấn vỡ đầu hắn, làm gân xanh trên trán ngọ nguậy. Bất quá hắn vẫn cố áp chế, nhìn thân ảnh Mục Trần ánh mắt có chút nhảy dựng, chợt điềm nhiên nói, lúc này vẫn còn giả thần giả quỷ, thật sự là không biết sống chết. Tuy nói bọn hắn đều là vạn văn chiến trận sư, bất quá hắn lúc này số chiến văn của hắn nhiều hơn Mục Trần một khoảng, nên trận này hắn nắm chắc phần thắng. Bất quá tuy rằng trong nội tâm như vậy nhưng Lâm Minh lại mơ hồ cảm giác được một điểm bất an, tính cẩn thận nói cho hắn biết, Mục Trần là dạng không dễ ăn, phải biết nắm bắt cơ hội không thì lật thuyền trong mương lúc nào không hay. Trong nội tâm xẹt qua tia ý niệm, Lâm Minh hung hăng biến đổi ấn pháp liên hồi, chợt cái hắc ám khô lâu bỗng bành trướng, sâu trong hốc mắt có hỏa diễm phừng phực, oanh, chợt một luồng sóng xung kích quét ra, mang theo uy áp đáng sợ từ trong miệng của hắc ám khô lâu khuếch tán ra. Đại La Thiên Vực chư vương bàn tay đều nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm vào Mục Trần đang bất động, họ đang mong Mục Trần có lưu lại át chủ bài. Mục Trần nếu là không có thủ đoạn nào nữa thì chắc sẽ bại trong tay Lâm Minh, Yêu Môn, Vạn Thánh Sơn. Các loại siêu cấp thế lực cũng nhìn chăm chú màn này, rồi sau đó âm thầm lắc đầu, trước cục diện thế này, hiển nhiên đã đều bị Lâm Minh khống chế. Lâm Minh khóe miệng chậm rãi nhấc lên một nụ cười dữ tợn, rồi sau đó hai tay đột nhiên khép lại, tràn đầy sát ý hét to, vang dội đến, thôn ma chi pháp thôn ma tử quang, ông ông. Hắc ám khô lâu miệng đột nhiên mở ra, thấy được màu đen gợn sóng điên cuồng nhộn nhạo, cuối cùng hưu một tiếng, biến thành một đạo ước chừng trăm trượng tả hữu hắc sắc quang mang mãnh liệt bắn ra. Đạo hắc sắc quang mang cực kỳ quỷ dị, trong đó không có bất kỳ chấn động nào, dường như là một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa tại chỗ xẹt qua, ngay cả trong thiên địa linh lực dường như đều là bị hào quang xóa sạch. Không biết trước thế công như vậy, Mục Trần lại đem ứng đối như thế nào. Ông, hắc quang quét sạch chân trời lao thẳng đến Mục Trần, tốc độ không thể nào né được. Khi hắc quang đang lao tới, phần đông cường giả nghĩ rằng Mục Trần đã bỏ cuộc, đột nhiên hai mắt đóng chặt đã mở ra. Trong con mắt, mơ hồ là có lôi quang lập lòe. Chiêm Đài Lưu Ly là người thứ nhất phát giác được Mục Trần ánh mắt khẽ biến, bởi vì thân là chiến trận sư, nàng rõ ràng nhất, ý niệm là loại lực lượng kỳ lạ, nhìn như vô hình, nhưng trong mắt Mục Trần có thể cảm nhận được lực lượng của ý niệm, có thể thấy Mục Trần giờ đây đã cường hãn hơn nhiều lần. Lúc hắn nhắm mắt trong một thời gian ngắn, ý niệm của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Người này, quả nhiên làm cho người ta nắm không thấu. Chiêm Đài Lưu Ly tâm trạng thả lỏng hơn một chút, bất kể như thế nào, nàng cùng Mục Trần đều xem như đã hợp tác qua, hơn nữa cũng biết một ít bí mật của nhau, cùng Lâm Minh, Tiêu Thiên so sánh, Chiêm Đài Lưu Ly hiển nhiên vẫn là cam tâm tình nguyện cùng Mục Trần trở thành bằng hữu, cho nên trận này, trong nội tâm nàng tự nhiên là thiên hướng Mục Trần. Hai tay của hắn, vào lúc này kết ấn, tàn ảnh tung bay. Ở phía sau, năm chi quân đội tất cả dường như thân thể đều mãnh liệt run lên, lúc này bọn hắn thấy cơ thể run lên, như được ai đó đang gọi lên, chiến ý trong người tuôn ra đến cực hạn, oanh, chiến ý hải dương quét ra, lập tức ngưng tụ sau lưng Mục Trần. Đạo chiến kỳ mặt ngoài tựa hồ là quấn quanh lôi quang, trên chiến kỳ, rậm rạp chẳng chịt chiến văn trở nên sáng lên, lúc chiến kỳ xuất hiện trong nháy mắt, khắp thiên địa dường như đều lập tức ảm đạm. Một cảm giác áp bách kỳ lạ phát ra, đều từ bề mặt chiến kỳ. Bề mặt chiến kỳ, phần đông cường giả đồng tử co lại nhìn qua một mặt chiến kỳ, chợt hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn họ đều phát hiện, một mặt trên chiến kỳ, chiến văn đạt đến 16000. So với Lâm Minh thì hơn nhau một khoảng khá lớn. Giả thần giả quỷ. Lâm Minh đồng dạng gặp được một màn này, mà khi hắn phát giác được số lượng chiến văn trên chiến kỳ thì đồng tử co lại, bất quá hắn nghĩ là do Mục Trần giở thủ đoạn lừa gạt. Cho nên, Lâm Minh không có chút do dự nào, đạo ánh sáng tĩnh mịch mang theo cùng bạo liền ập xuống. Mục Trần hai tay nắm lại, phảng phất là nắm thật chặt chiến kỳ, sau đó ánh mắt sắc bén trùng trùng điệp điệp vung xuống. Chiến kỳ chi linh, cực lớn chiến kỳ phảng phất như là lưỡi dao từ phía chân trời quét xuống, mà khi chém xuống phía sau năm chi trong quân đội lại cũng là bộc phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó bàng bạc chiến ý giống như thủy triều gào thét mà đến, cuối cùng đều quán chú tiến nhập một mặt chiến kỳ. Theo chiến ý liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào, chỉ thấy được trên chiến kỳ có từng đạo chiến văn không ngừng hiện. Số lượng chiến văn đang không ngừng gia tăng. Có cường giả khiếp sợ nghẹn ngào, bởi vì bọn họ phát hiện số lượng chiến văn đang gia tăng kinh hoàng. Ngắn gọn vài phút, xây trên chiến kỳ chiến văn đã đạt tới 17000 đạo. Chiêm Đài Lưu Ly thân thể mềm mại cũng có chút chấn động, trên khuôn mặt trở nên ngưng trọng, nàng đồng dạng có chút kinh ngạc, ý niệm của Mục Trần rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, không lẽ số lượng chiến văn như thế chưa phải là cực hạn? Làm sao có thể? Lâm Minh sắc mặt vào lúc này kịch biến, trong mắt tràn đầy sự khó tin, bất quá rất nhanh hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, như vậy chứng nhãn pháp cũng muốn lừa gạt ta. Hắn biết được một ít chiến trận sư có thể lấy ngưng luyện hư giả chiến văn đến chấn nhiếp đối thủ, kể từ đó giành được tiên cơ. Cho nên trước phản ứng đầu tiên, hiển nhiên chính là cho rằng Mục Trần ý đồ dùng loại thủ đoạn này đến đánh vỡ hắn chiếm đoạt tiên cơ. Cho nên, đối mặt với Mục Trần phản công, hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu thu tay lại, tĩnh mịch hắc quang, giống như hắc ám tràn ngập, đột nhiên đem Mục Trần bao phủ xuống dưới. Lúc này, ai một khi rút lui, liền sẽ đối mặt với đối phương gần như tựa là hủy diệt thế công. Chiến kỳ chạm, mà cũng chính là vào lúc này, Mục Trần bàn tay vung xuống, trên mặt chiến kỳ cũng giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén, lập tức chém xuống. Cuối cùng ở trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng chạm tại cái kia tĩnh mịch khắc quang phía trên. Mà trong nhà chém đó, cường giả khắp nói chợt thấy được số lượng chiến văn đã đạt đến 1.8.000 đạo. Với số lượng chiến văn như thế, chiêm đài lưu ly chợt nhảy dựng lên, oanh, chiến kỳ khổng lồ mang theo chiến ý cuồn cuộn mãnh liệt không thể nào hình dung được chạm xuống hắc quang. Ở trong thiên địa vô số ánh mắt rung động, ở mặt ngoài của chiến kỳ số chiến văn đã đạt đến 1.8.000 đạo. Xùy, trong khi họ rung động, đạo chiến kỳ và hắc quang đang đối chọi giữa không trung mang theo lực trùng kích tỏa ra làn không gian như đứt gãy. Nhưng xem ra, cũng như dao chém đậu hủ mà thôi, chiến kỳ nhẹ nhàng xé tan đạo hắc quang. Chiến kỳ có chút dập dờn ánh sáng, Mục Trần hai mắt bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động, phanh, đạo hắc quang tan ra thành vô số điểm đen trên bầu trời. Trong thiên địa vô số ánh mắt đột nhiên co rút nhanh chóng, ai cũng không ngờ tới, một kích toàn lực nhất sát của Lâm Minh vậy mà trước chiến kỳ kia thì lại yếu thế vô cùng. Làm sao có thể? Lâm Minh dữ tợn vào lúc này khuôn mặt cứng ngắc, hắn khó có thể tin qua một màn này, át chủ bài cường đại nhất của hắn lại dễ dàng bị hóa giải. Số lượng chiến văn là thật hay sao? Làm sao có thể? Lâm Minh rút cuộc vào lúc này tỉnh táo lại, nhưng lập tức càng kinh hãi. Hắn phải hấp thụ hết ý niệm của các chiến ý thiên tài mới ngưng được 154 đạo, mà Mục Trần làm sao có thể ngưng ra hơn hắn tớn 4.000 đạo. Người này cuối cùng đã lấy được truyền thừa gì? Thật không ngờ quá lợi hại. Bá, bất quá Lâm Minh kinh hãi, còn Mục Trần cũng không nói nhảm, chiến kỳ xé rách hắc quang, thế đi vẫn như cũ không giảm, lập tức đã xuyên thấu không gian, trực tiếp hung hăng chém xuống Lâm Minh. An thanh bé nhọn truyền đến, lập tức Lâm Minh giật mình tỉnh lại, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vội vàng rút lui, đồng thời thúc giục chiến ý tại phía trước hình thành một đạo cực lớn chiến ý phòng hộ. Hưu hư, bất quá đối mặt với phòng hộ của hắn, chiến kỳ dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Phốc suy, lúc tất cả chiến ý phòng hộ đều bị xé nứt, Lâm Minh không chịu nổi chiến ý trùng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bắn ngược ra ngoài. Phốc suy, phốc suy. Khi Lâm Minh chật vật bắn ngược trở ra, tại phía sau, bên trong mấy vạn quân đội, vô số chiến sĩ cũng nhận lấy trọng thương mà thổ huyết. Mấy phút đồng hồ trước quân đội còn dâng trào chiến ý, cơ hồ là lúc này lập tức uể oải, dẫn đến chiến ý mênh mông phía sau cũng trở nên hỗn loạn suy yếu. Ai nấy đều thấy được quân đội đã bị thương quá nặng. Lâm Minh nhìn chiến ý hải dương tan vỡ, sắc mặt cũng trắng bệch, hắn hiểu được trận giao phong này hắn đã thua, sĩ khí quân đội đã bị triệt tiêu. Trong đầu hắn đang đau nhức kịch liệt, ý niệm đang dần suy yếu, di chứng đã bắt đầu xuất hiện, mất đi chiến ý thì dù tứ phẩm chí tôn hắn cũng không có sức kháng cự. Lâm Minh mắt mang dồn dập lóe ra, chợt hắn mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bất quá, ngay lúc thân hình hắn chạy thục mạng lui về phía sau, Mục Trần một tiếng cười lạnh, bàn tay nắm chặt, một mặt chiến kỳ căng phồng lên. Bàng bạc chiến ý trực tiếp là hóa thành một đầu chiến ý bàn tay lớn lập tức xuyên thủng hư không, lúc đầu hướng tới Lâm Minh bao phủ xuống. Tiểu bối ngươi dám! Biến cố như vậy, tại trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không nghĩ tới Lâm Minh tan tác nhanh như vậy, cường giả U Minh cũng chưa kịp định thần, duy nhất chỉ có Thiên Tà Vương hét to lên tiếng, vội vàng cũng chỉ có một chưởng đánh ra, mênh mông linh lực lập tức ở dưới chân trời hình thành một đạo ngàn trượng linh lực chưởng ấn, hung hăng đối với Mục Trần mà tới. Linh lực chưởng ấn giống như là núi cao hạ xuống, ánh mắt của Mục Trần cũng lóe lên, chợt hư lạnh một tiếng, đúng là không thể nào tránh. Hai tay kết ấn, chỉ thấy được một chiến ý cự thuẫn đối đầu, ầm ầm, lần này đối cứng dẫn tới thiên địa rung động, sóng xung kích tàn sát bừa bãi, chung quanh từng tòa ngọn núi lập tức sụp đổ xuống. Một pha va chạm kinh thiên, Mục Trần một tiếng kêu rên, nhất đạo chiến ý cự thuẫn lớn bị đánh tan mà đi, bất quá cùng lúc đó, cái linh lực trưởng ấn của Thiên Tà Vương, đồng dạng ảm đạm tiêu tán, xôn xao, trong thiên địa vang lên một mảnh âm thanh xôn xao, thế lực khắp nơi trong lòng đều có chút chấn động, lúc hai chiến trận sư dựa vào chiến ý giao phong, bọn hắn có lẽ còn chưa có quá mức cảm giác, có thể thấy Mục Trần bằng vào chiến ý lực lượng đem công kích từ Thiên Tà Vương ngăn chặn, bọn hắn trong lòng mãnh liệt khiếp sợ, một ngũ phẩm chí tôn bằng vào chiến ý lực lượng vậy mà có thể cùng một vị thất phẩm chí tôn đối kháng, thực lực cỡ này quá kinh người rồi. Hừ, chiến ý cự thuẫn bị chấn nát, Mục Trần nở hừ lạnh một tiếng, sau lưng của hắn đột nhiên có cánh phượng mở rộng ra, hai cánh chấn động, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh giống như tia chớp xuất hiện ở phía trước Lâm Minh. Lâm Minh thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng vận chuyển linh lực, một quyền oanh tạc Mục Trần. Sắc mặt Mục Trần hờ hững nhìn hắn một cái, hôm nay đã là tiến vào ngũ phẩm chí tôn, mà Lâm Minh tá trợ rất nhiều ngoại lực, mới khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm chí tôn, nếu là so đấu linh lực, không quá ba hiệp, Mục Trần có thể đem hạ thủ. Cho nên Mục Trần dùng một chưởng đánh ra, lòng bàn tay xoay tròn, liền đem quyền phong của Lâm Minh hóa giải, còn nghe cả tiếng rắc rắc. A a a a. Cổ tay bị đánh gãy, Lâm Minh phát ra có tiếng kêu thảm thiết, bị Mục Trần xách được giống như con gà con, không có lực phản kháng, bộ dáng như vậy so với trước đây thì khác một trời một vực. Tiểu tử, ngươi láo xược. Mục Trần ra tay bắt Lâm Minh, Thiên Tà Vương vừa bị Mục Trần ngăn hắn lại một cái công kích, phục hồi tinh thần lại, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, linh lực đáng sợ tuôn ra. Hừ, ngươi là cái thứ gì mà đủ tư cách đối với Đại La Thiên Vực ta kêu gào? Bất quá lúc này đây hiển nhiên liền không cần Mục Trần ra tay. Tu La Vương băng hàn cười lạnh, ngay sau đó Tu La Vương vừa sải bước ra, xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt lợi hại tập trung vào Thiên Tà Vương. Hai gã thất phẩm chí tôn ở trên trời giằng co, uy thế đúng là so với Mục Trần cùng Lâm Minh giao phong còn áp bách hơn nhiều. Tu La Vương cùng Thiên Tà Vương âm trầm đối mặt, Đại La Thiên Vực cùng với U Minh Cung rất nhiều cường giả cũng lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên, trong thiên địa bầu không khí đều căng thẳng. Ha ha, Thiên Tà Vương, Nếu như các ngươi đều muốn khai chiến, đợi tí Đại La Thiên Vực phụng bồi đến cùng, bất quá trước đó, ta xem không phải có thể đem tiền đặt cược thanh toán một phát. Ở cái bầu không khí căng thẳng, Mục Trần cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên, tiếng cười kia làm cho Thiên Tà Vương và tất cả cường giả của U Minh Cung khuôn mặt đều một hồi hung hăng run rẩy. Thế lực khắp nơi trong thiên địa ánh mắt cũng là vào lúc này chớp động, trong đó không thiếu một ít ánh nhìn có chút hả hê nhìn về phía U Minh Cung. Hắc hắc, U Minh Cung cản rỡ lâu như vậy, cuối cùng là lọt vào báo ứng rồi. Bất quá cũng không biết cái này U Minh Cung có chịu hay không nhận thức sổ sách. Hắc hắc, nếu là đã mất đi Vẫn Lạc Nguyên Đan, chỉ sợ U Minh Cung chủ sẽ không bỏ qua. Nếu không giao mà nói, mặt mũi U Minh Cung có thể đã mất hết rồi. Nghe được trong thiên địa những lời châm chọc khiêu khích, khuôn mặt của Thiên Tà Vương cũng một hồi xanh trắng luân chuyển, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Minh vậy mà lại bại thua. Mục Trần, ngươi quá phận rồi, cùng lắm thì chúng ta đem Băng Hà Vương giao cho các ngươi. Thiên Tà Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mục Trần nghe vậy, mí mắt cụp xuống, nói, việc này cũng không phải là một mình ta độc đoán, mà là trong trận tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tiền đặt cược đã là như thế, ta nghĩ nếu như bây giờ là ta thua, chỉ sợ Thiên Tà Vương có lẽ không hảo tâm như vậy à. Thiên Tà Vương mí mắt run rẩy, hắn xem như đã nhìn ra, Mục Trần cũng không ý định nhẹ nhẹ lỏng loẹt liền đem việc này cho qua, nhưng muốn cho bọn hắn giao 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nói như vậy, U Minh Cung chủ một khi biết được sẽ nổi giận, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm đường sống. Nhưng trước mặt quần hùng Bắc giới, nếu như đổi ý không trả, thể diện U Minh Cung cũng mất hết rồi. Còn lại những siêu cấp thế lực như là Thần Các, Huyền Thiên Điện, nhìn thấy U Minh Cung bị buộc đến không còn đường có thể đi, cũng thoáng có chút run lên, đồng thời lại thấy có chút may mắn. May mà hôm nay kẻ ra mặt là U Minh Cung, bằng không đổi lại là bọn hắn thì có nước tự sát. Cục diện trước mắt, U Minh Cung đã bị bức phải sứt đầu mẻ chán, tiếp theo phải xem bọn hắn cuối cùng làm thế nào để giải quyết cái cục diện rối rắm trước mắt. Trải qua trận đại chiến giữa Mục Trần cùng Lâm Minh, hai cốt sơn mạch nay đã là một mảnh hỗn độn, những khe hở cực lớn giao thoa xuất hiện ở bên trong sơn mạch. Từng ngọn núi ở đằng kia sụp đổ xuống trong lúc kịch chiến, hết thảy đều chứng minh trận giao phong trước kịch liệt đến kinh người. Bất quá may mà trận giao phong động trời này cuối cùng đã hạ màn. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc giao phong kết thúc thì chuyện hôm nay bắt đầu trở nên vô cùng thê thảm, mà căn nguyên chính là số tiền đặt cược kinh khủng kia. 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan. Cái này xem như thế lực cực mạnh cũng là không cách nào nhẹ nhàng gánh chịu số nợ to lớn đó. Bọn Mục Trần vất vả mấy tháng thời gian tranh đoạt, hôm nay có gộp lại chỉ sợ cũng khó khăn lắm mới gom được số lượng này. Cái này nếu đem nộp ra, vậy bọn họ cũng đừng hy vọng mở ra địa chí tôn bí tàng, cuốn gói hồi phủ là tốt nhất. Mà bọn họ đã như thế thì đó cũng là cực hạn của thế lực U Minh Cung. Cho nên lúc rất nhiều cường giả U Minh Cung nhìn thấy Lâm Minh bị Mục Trần bắt, đều là không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn hắn hôm nay vốn là ý định đào hố chôn Đại La Thiên Vực tại đây, nhưng không có thể nghĩ đến, cái này hố cuối cùng lại là dùng để chôn bọn họ, mà Đại La Thiên Vực ngược lại là dẫm lên đầu của bọn hắn chui ra khỏi hố. Đều là tiểu tử kia làm hại. U Minh Cung phần đông cường giả nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Trần, hôm nay cục diện như vậy quả thực chính là tại Mục Trần mà ra, nếu không có hắn mà nói, chỉ sợ tiến thoái lưỡng nan lúc này chính là Đại La Thiên Vực. Bất quá mặc kệ bọn hắn lúc này hận Mục Trần thế nào, việc đã đến nước này, U Minh Cung nhất định phải trả tiền cược. U Minh Cung chính là Bắc giới cực hạn thế lực, ta nghĩ chuyện thất tín bực này U Minh Cung cũng không có dày mặt mà làm ra. Ở giữa lúc đám người Thiên Tà Vương ánh mắt đang biến ảo, Mục Trần mỉm cười nói, câm miệng. Thiên Tà Vương hung hăng liếc nhìn Mục Trần, trong nội tâm tức giận cực kỳ, hắn như thế nào là không biết đây là Mục Trần đang dồn ép U Minh Cung. Thiên Tà Vương, ngươi giàu gì cũng là cường giả nổi danh Bắc giới, thua thì cũng nên xuất ra một điểm khí độ đến đây đi. Đương nhiên nếu như các ngươi thật tình muốn đổi ý, Đại La Thiên Vực ta đây hôm nay cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Tu La Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Tà Vương cắn răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, sau lưng hắn rất nhiều U Minh Cung cường giả cũng chỉ im lặng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế lực khắp nơi đều là nhìn chằm chằm hướng vào U Minh Cung, dĩ nhiên đều là muốn xem bọn hắn như thế nào chỉnh đốn cục diện rối rắm này. Tại trong thiên địa người người nín hơi yên tĩnh, giằng co thật lâu, Thiên Tà Vương cuối cùng chán nản thở dài một hơi, mà nhìn thấy hắn như vậy thần sắc phần đông cường giả trong thiên địa tim đập mạnh một cú. Nhìn bộ dáng này U Minh Cung thật sự định giao Vẫn Lạc Nguyên Đan ra sao? Bất quá, ngay tại nơi mọi ánh mắt tập trung, Thiên Tà Vương sắp mở miệng, một đạo thanh âm già nua hừ lạnh giống như sấm sét từ trong hư vô không gian truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng tại trong thiên địa này. Đạo tiếng hừ lạnh xuống, dường như thiên địa đều là run rẩy thoáng một phát. Sắc mặt cường giả thế lực khắp nơi đều là vào lúc này đột nhiên biến hóa, bởi vì bọn họ phát giác được một cảm giác áp bách cường đại đang xuyên thấu không gian, cuối cùng trực tiếp là bao phủ tại đây mảnh ở giữa thiên địa. Ở đằng kia khắp nơi cường giả sắc mặt kịch biến, giữa chỉ thấy được trên không U Minh Cung không gian đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó nhất đạo già nua thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia hơi có vẻ còng xuống, chính là một lão giả đang mặc áo đen, hắn một đầu tóc nâu trắng, nhìn hai mắt như đục ngầu, tay hắn cầm khô lâu trượng, lăng không mà đứng. Cỗ cảm giác áp bách làm cho tất cả cường giả trong cái mảnh thiên địa sắc mặt kịch biến, đúng là từ kia trong cơ thể phát ra mà ra, Minh lão. Mà khi đám U Minh Cung cường giả nhìn thấy cái lão giả áo đen kia, sắc mặt đột nhiên kinh hỉ, dĩ nhiên là Minh Hỏa lão nhân, một trong U Minh Cung tam lão. Đám người Tu La Vương vào lúc này sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, nghĩ đến đều là không có ngờ tới, ngay tại lúc này vậy mà lại đột nhiên lòi ra một Minh Hỏa lão nhân. Minh Hỏa lão nhân? Mục Trần khẽ giật mình, lông mày cũng nhíu chặt lại. U Minh Cung Tam Lão cùng Đại La Thiên Vực Tam Hoàng chính là các đại nhân vật nổi danh. Bất quá những cực hạn cường giả này không phải đều nên ở sâu trong Vẫn Lạc chiến trường sao? Như thế nào lại ra đây? Cẩn thận, Minh Hỏa lão nhân chính là bát phẩm chí tôn cường giả, thực lực cường hãn vô cùng. Tu La Vương lúc này căng thẳng lên rất nhiều, hai mắt đề phòng nhìn về phía lão giả áo đen, đồng thời tiến lên một bước, chắn phía trước Mục Trần, đề phòng Minh Hỏa lão nhân đột nhiên ra tay với Mục Trần. Bát phẩm chí tôn sao? Mục Trần trong lòng hơi chấn động, cái đẳng cấp cường giả loại này, trong chí tôn cảnh cơ bản cũng có thể tính là tầng thứ cao cấp nhất. Dùng thực lực của hắn hôm nay, mặc dù là tăng thêm lực lượng chiến ý, cũng không có khả năng chống lại. Các thế lực trong thiên địa còn lại cũng là ánh mắt kinh nghi nhìn qua Minh Hỏa lão nhân, bình thường mà nói loại cường giả cấp độ này, không nên đến lúc này xuất hiện mới đúng, mà hiện tại, U Minh Cung như thế nào lại lòi ra một tên? Bái kiến Minh lão. Rất nhiều U Minh Cung cường giả đều là vào lúc này nhất tề hành lễ. Hừ, một đám đồ vô dụng, nếu đem Vẫn Lạc Nguyên Đan nộp ra, cung chủ hỏi đến, lão phu xem các ngươi như thế nào nói rõ. Minh Hỏa lão nhân kia ánh mắt liếc nhìn đám người Thiên Tà Vương, dưới ánh mắt áp bách, trực tiếp làm cho đám người Thiên Tà Vương thân hình khẽ run. Minh lão, việc này. Thiên Tà Vương cười khổ một tiếng, bọn hắn nguyên bản đối với Lâm Minh tin tưởng 10 phần, nhưng nào ngờ tới Đại La Thiên Vực lòi ra một Mục Trần hung hãn, Lâm Minh không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới dẫn đến lật thuyền trong mương. Việc này giao do lão phu xử lý. Minh Hỏa lão nhân nói. Thiên Tà Vương nghe vậy lặng lẽ thở dài một hơi, cái cục diện rối rắm này, hắn đã sớm không muốn xử lý. Tiếng nói Minh Hỏa lão nhân hạ xuống, ánh mắt âm lệ quét về phía đám người Mục Trần cùng với Tu La Vương, cười lạnh nói: "Các ngươi Đại La Thiên Vực đúng là có gan phách, cũng dám đem chủ ý đánh tới U Minh Cung ta." Minh lão nói cái gì lời nói, trận giao thủ này, tất cả thế lực ở đây rõ như ban ngày, hơn nữa tiền đặt cược cũng là nói được rành mạch. Nếu như U Minh Cung không quan tâm danh vọng bị tổn thương lời nói, vậy chuyện này cũng là dễ nói. Tu La Vương thản nhiên nói: "Ha ha, danh vọng bị hao tổn." Minh Hỏa lão nhân âm lãnh cười nói, ván bài này là Lâm Minh lỗ mãng ngu xuẩn chính mình gây nên, hắn lại là một cái tứ phẩm chí tôn nho nhỏ, ở đâu ra tư cách đại biểu cho U Minh Cung lập trường. Cho nên mặc dù trận này thua, vậy cũng là chuyện của mình hắn, nếu như các ngươi muốn Vẫn Lạc Nguyên Đan, vậy cứ đòi hắn. Minh Hỏa lão nhân vừa nói lời này ra, bên này Chư Vương Đại La Thiên Vực sắc mặt trở nên khó coi, lão gia hỏa này thật không ngờ không biết xấu hổ, trực tiếp đem trách nhiệm đổ lên Lâm Minh. A, nếu là ngươi nói như thế, chúng ta có thể đem Lâm Minh tỉnh lại, hỏi một chút hắn có hay không được cao tầng U Minh Cung cho phép vừa rồi đáp ứng ván cược. Mục Trần cười giơ lên Lâm Minh bị hắn xách trong tay đã hôn mê. Nếu là ngươi cảm thấy Lâm Minh không có tư cách đại biểu U Minh Cung, ở đây có mặt các cao tầng khác của U Minh Cung, có phải cũng không có tư cách? Đám người Thiên Tà Vương sắc mặt khẽ biến. Minh Hỏa lão nhân ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần, nói: "Tiểu bối ngươi ở đâu ra có tư cách cùng lão phu nói chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Lúc Minh Hỏa lão nhân phun ra một chữ cuối cùng, thân ảnh của hắn trực tiếp là quỷ dị biến mất tại trên bầu trời. Tu La Vương sắc mặt kịch biến, trở tay vỗ một chưởng vào ngực Mục Trần, linh lực dâng lên đem Mục Trần đánh bay trở ra. Mà lúc Mục Trần bay ngược thì lập tức tại mảnh không gian vị trí của hắn, không gian trực tiếp là giống như bị bàn tay vô bóp chặt, hư vô không gian đều là vỡ vụn ra. Chỗ cái mảnh không gian vỡ vụn, Minh Hỏa lão nhân thân ảnh hiện ra, nhìn thấy một kích thất bại, trong mắt hàn quang càng lớn, chờ xong chỉ hung mãnh đâm, hư không dập dờn, nhất đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Ngay tại thời điểm đạo hắc quang kia xuất hiện, Mục Trần tóc gáy đều là dựng đứng lên. Lúc này không chút do dự cầm trong tay bắt lấy Lâm Minh chắn trước người, bùng, hắc quang xẹt qua không gian, đầu Lâm Minh nổ tung ra, máu tươi văng khắp nơi. Mục Trần vung tay áo lên đem những tia máu phóng tới đánh sơ xác, sắc mặt hắn có chút khó coi nhìn qua thi thể không đầu trong tay, lúc này Lâm Minh hiển nhiên đã chết. Hưu, ở phía sau, Cửu U, Liệt Sơn Vương nhất tề lướt đến, đem Mục Trần hộ ở trong, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Minh Hỏa lão nhân. Biến cố diễn ra nhanh như chớp, cũng là làm cho thế lực khắp nơi cả kinh, đợi đến bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Minh đã bị giết chết. Cái này làm cho mí mắt bọn hắn giật liên hồi, bởi vì ai nấy đều thấy được Minh Hỏa lão nhân muốn giết không phải là Mục Trần mà là Lâm Minh bị hắn bắt lấy. Minh lão thật đúng là thật thủ đoạn ác độc. Tu La Vương nhìn qua một màn này cũng là trầm giọng nói, kể từ đó mà nói Minh Hỏa lão nhân chính là có thể trực tiếp đem tất cả hậu quả đều đổ lên người Lâm Minh. Minh Hỏa lão nhân đạm mạc nhìn thoáng qua cái thi thể không đầu, nói: "Một tên ngu xuẩn cho rằng trở thành chiến trận sư là có thể tùy ý làm bậy. Lần này đại thú liệp chiến liên quan đến tiền đồ U Minh Cung ta, một vạn văn chiến trận sư nho nhỏ, muốn thì bỏ." Tuy nói U Minh Cung tỉ mỉ bồi dưỡng chiến trận sư, nếu nói về giá trị thì trong nội tâm Minh Hỏa lão nhân còn không bằng 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên An. Thế lực khắp nơi thấy một màn như vậy, Minh Hỏa lão nhân lòng dạ độc ác làm cho cảm thấy trái tim có chút băng giá. Ván cược lần này là do Lâm Minh gây nên, nếu là muốn Vẫn Lạc Nguyên An, vậy tìm hắn đi à. Thanh âm Minh Hỏa lão nhân ngừng lại, ánh mắt càng thêm âm hàn nhìn về phía Mục Trần, đám người Tu La Vương, nói: "Mà bây giờ, lão phu nên cùng các ngươi tính sổ, hại chết chiến trận sư của U Minh Cung ta thật là có số chứng rồi." Tiếng nói hạ xuống, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, thanh âm lạnh lạnh truyền đến: "Trước tiên đem Băng Hà Vương giết rồi chôn cùng cho ta." Ở phía sau, đám người Thiên Tà Vương nghe vậy, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, chợt người phía trước thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở bên cạnh Băng Hà Vương, bàn tay đè xuống thiên linh cái, linh lực bắt đầu khởi động định đem thân thể chấn vỡ. Mục Trần, Tu La Vương bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên. Giết! Minh Hỏa lão nhân âm trầm mà nói. Vâng, Thiên Tà Vương đáp, sau đó nhe răng cười. Bất quá, khi trưởng của Thiên Tà Vương vào Băng Hà Vương, thân thể của hắn trong nháy mắt này đột nhiên ngưng kết xuống, rồi sau đó nhất đạo thanh âm già nua cười nhạt vang lên theo. Minh Hỏa, ngươi quả là lão thất phu không biết xấu hổ, vậy mà lợi dụng sơ hở chạy đến khi dễ tiểu bối. Bất quá có lão phu ở đây, ngươi muốn giết người của Đại La Thiên Vực ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lúc thanh âm già nua vang lên, tất cả mọi người là nhìn thấy, không gian sau lưng Thiên Tà Vương có chút dập dờn. Nhất đạo thân ảnh già nua hiện mà ra, bàn tay hắn nắm nhẹ, linh lực áp bách đáng sợ bao phủ ra ngưng động không gian, trực tiếp làm cho thân thể Thiên Tà Vương không thể động đậy chút nào, trường ấn sắp rơi xuống, cũng là lơ lửng tại phía trên Thiên Linh cái Băng Hà Vương, không cách nào rơi xuống. Mục Trần, Cửu U, Tu La Vương, giám cao tầng Đại La Thiên Vực nhìn thấy đạo kia thân ảnh già nua, trong mắt lập tức có sợ hãi lẫn vui mừng bừng lên, bởi vì cái người kia, đương nhiên là một trong Đại La Thiên Vực Tam Hoàng bọn hắn, Thiên Thú Hoàng. Không gian phía trên hài cốt sơn mạch chập trùng, ánh mắt kinh ngạc khắp nơi đều nhìn về phía thân ảnh già nua vừa xuất hiện, mà đương nhiên đó là một trong Tam Hoàng, Thiên Thú Hoàng. Khắp nơi vang lên tiếng bàn tán trầm thấp ồn ào, ở sâu bên trong Vẫn Lạc chiến trường đã xảy ra chuyện gì, vì sao những cường giả đỉnh cấp này đều cùng lúc xông ra? Mục Trần, Tu La Vương, Cửu U nhìn thấy Thiên Thú Hoàng đột nhiên hiện thân thì thở dài một hơi như chút được gánh nặng, đã có Thiên Thú Hoàng ở đây, U Minh Cung dĩ nhiên không làm gì được bọn họ. Sắc mặt Minh Hỏa lão nhân tại lúc Thiên Thú Hoàng xuất hiện cũng hơi âm trầm một ít, chợt hừ lạnh. Lão bất tử nhà ngươi đúng là âm hồn bất tán. Thiên Thú Hoàng cười cười, sau đó nhìn Thiên Tà Vương đang bị hắn ngưng động lại, cười nhạt nói: "Tốt rồi, chuyện hôm nay trước hết đến đây là kết thúc đi." Đến đây là kết thúc. Minh Hỏa lão nhân âm trầm mà nói: "Đại La Thiên Vực các ngươi hại chiến trận sư duy nhất của U Minh Cung ta Vẫn Lạc, ngươi cho rằng ta tốt bụng như vậy sao? Không phải là chính ngươi giết chết sao?" Thiên Thú Hoàng cười nói: "Bất quá nể tình các ngươi tổn thất một chiến trận sư, Đại La Thiên Vực ta không cần 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan của các ngươi." Hắn hào phóng cực kỳ, vung tay lên liền miễn đi 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, bởi vì Thiên Thú Hoàng phi thường rõ ràng, muốn Minh Hỏa lão nhân giao ra 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, bản chính là chuyện không thể nào, nhất là vào lúc này khi địa chí tôn bí tàng đã bị phát hiện. Ngươi, trong mắt Minh Hỏa hung quang bắt đầu khởi động, chợt ánh mắt hắn hơi có vẻ sâm lạnh nhìn về phía Mục Trần, bị ánh mắt của hắn quét trúng, làn da Mục Trần lập tức phát lạnh, cảm giác như đang bị rắn độc nhằm vào. Cảm giác này làm cho sắc mặt của Mục Trần hơi dịu lại, bởi vì hắn biết rõ, nếu như một gã bát phẩm chí tôn quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn sẽ lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó, ngay cả Tu La Vương cũng không bảo hộ được hắn. Thiên Thú Hoàng vừa ra tay, liền đem Thiên Tà Vương thực lực đạt tới thất phẩm chí tôn chế trụ, tuy nói là tập kích, nhưng đủ để hiển lộ ra thất phẩm cùng bát phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Ha ha, Minh Hỏa, ta khuyên ngươi nên thu liễm những tâm tư này lại, tại thời điểm ngươi xuất thủ, Thiên Tà Vương sẽ bị ta lập tức giết bỏ. Bất quá ngay tại lúc nhãn mang Minh Hỏa lão nhân hung quang lập lòe, thanh âm Thiên Thú Hoàng nhàn nhạt lại lần nữa truyền đến. Hiện tại ngươi muốn làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này, ta nghĩ đối U Minh Cung mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Ánh mắt Minh Hỏa lão nhân rũ phát che lấp, hắn nhìn chòng chọc vào Mục Trần, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đi, bởi vì hắn biết rõ Thiên Thú Hoàng nói hoàn toàn chính xác. Mặc kệ hắn ra tay nhanh thế nào, nếu hắn thật sự chảm sát Mục Trần, U Minh Cung bọn họ cũng sẽ trong khoảnh khắc tổn thất một vị thất phẩm chí tôn. Chuyện này so tổn thất Lâm Minh càng thêm làm cho lòng người đau nhức. Lần này coi như Đại La Thiên Vực các ngươi giỏi, bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, cung chủ ta biết được, sẽ không tha cho các ngươi. Minh Hỏa lão nhân cười lành lạnh, chợt hừ một tiếng, tay áo vung lên, thân hình hư không tiêu thất mà đi, khi xuất hiện lại, đã ở bên U Minh Cung đại quân. Cùng lúc đó, Thiên Thú Hoàng cũng dẫn Băng Hà Vương hiện ra phía trước chư vương Đại La Thiên Vực. Hai người đều là bát phẩm chí tôn cường giả đỉnh cao, cho nên bọn hắn cũng không giở thủ đoạn vô vị, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, nếu như bọn hắn thật xuất thủ, cường giả dưới trướng hai bên đều tổn thất nặng nề. Thiên Thú Hoàng đại nhân, chư vương nhìn Thiên Thú Hoàng hiện ra phía trước, vội vàng ôm quyền hành lễ. Thiên Thú Hoàng cười khoát tay áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, cười nói: "Chúc mừng Mục Vương trở thành chiến trận sư, Đại La Thiên Vực cuối cùng đã có một chiến trận sư." Ngừng nói, hắn hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất, lần này gom góp Vẫn Lạc Nguyên Đan thế nào? Sau khi thống kê, trong tay chúng ta tổng cộng có được 43 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan, Tu La Vương trả lời. 43 vạn sao? Thiên Thú Hoàng con mắt hơi sáng, chợt vui mừng cười nói, so với lần thứ nhất đại thú liệp chiến nhiều hơn không ít, lúc này đây phát hiện địa chí tôn bí tàng mặc dù có chút kỳ lạ, bất quá cũng đủ rồi. Đại thú liệp chiến lần này, nếu không có Mục Vương dẫn dắt, sợ là chúng ta cũng rất khó gom được đầy đủ Vẫn Lạc Nguyên Đan. Liệt Sơn Vương vào lúc này cười nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên là có vì Mục Trần mà khoe thành tích ý. Đúng vậy, trong 43 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan này, phần lớn đều là do nhân mã Mục Vương thu hoạch, Tu La Vương cũng tịnh không giấu giếm. Thiên Thú Hoàng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần, không nghĩ đến tại lần đại thú liệp chiến này lại biểu hiện nổi bật. Hơn nữa Liệt Sơn Vương, Tu La Vương xưa nay cao ngạo, hiếm khi có vài phần kính trọng, khách khí như thế. Liệt Sơn Vương đánh giá cao ta rồi, nếu như không phải chư vương đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ ta cũng bất lực. Mục Trần nghe Liệt Sơn Vương có ý đề cao hắn liền hơi cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra nhiều, chỉ là mỉm cười nói: "Ha ha, xem ra vực chủ cùng Cửu U cũng không nhìn lầm người à." Thiên Thú Hoàng thấy Mục Trần là không kiêu, không nóng nảy, liên có chút tán thưởng, hắn thoáng có chút cảm thán. Lúc đầu hắn đối Mục Trần hiền lành hoàn toàn là vì mặt mũi của Cửu U, về sau thì là vì Đại La vực chủ quan tâm Mục Trần, nhưng mà hiện tại hắn mới hiểu được người trẻ tuổi này đích thật là có được một ít mị lực đặc biệt cùng với năng lực. Đoạn đường hắn đến, từng bước theo con đường thống lĩnh bình thường nhất của Đại La Thiên Vực mà từng bước leo lên. Cái tốc độ trưởng thành này làm cho người ta tắc lui cùng sợ hãi thán phục, hơn nữa không cách nào biết được tương lai hắn đến tục cùng sẽ đi đến bao xa. Cửu U nhìn thấy Mục Trần đang từng bước đạt được sự công nhận của toàn bộ Đại La Thiên Vực, trong lòng cũng vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Rồi sau đó mỉm cười nói: "Thứ lão, ngài vừa nói vực chủ đã tìm ra địa chí tôn bí tàng rồi hả?" Chư Vương nghe vậy cũng là vội vàng vẫy tai, bọn hắn tới Vẫn Lạc chiến trường liều đến ngươi chết ta sống, toàn bộ là vì mở ra địa chí tôn bí tàng. Mà loại sự tình tìm địa chí tôn bí tàng, bọn hắn không có năng lực nhúng tay, cũng chỉ có thể trông cậy vào vực chủ rồi. Thiên Thú Hoàng cười gật gật đầu, chợt có vẻ bất đắc dĩ nói: "Địa chí tôn bí tàng đã tìm được, bất quá lại xảy ra chút ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn, bọn Mục Trần nghe vậy đều là cả kinh. Ở chỗ sâu trong Vẫn Lạc chiến trường chính là địa vực cùng bạo nhất, chỗ đó bão táp linh lực tùy thời mang tất cả bao phủ, dù là địa cấp chí tôn siêu cấp cường giả cũng phải cẩn thận làm việc, mà qua mấy lần thăm dò thất bại, chúng ta cũng thực sự phát hiện dấu vết một tòa địa chí tôn bí tàng. Điểm tọa lạc của địa chí tôn bí tàng này thật sự hùng vĩ, hơn hẳn tòa địa chí tôn bí tàng khi trước chúng ta thăm dò, Thiên Thú Hoàng chậm rãi nói. Hả? Chư Vương đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Bất quá chính là bởi vì địa chí tôn bí tàng này quá mức hùng vĩ, cho nên làm cho các thế lực đỉnh cấp đương thời đều theo dõi nó, Thiên Thú Hoàng bất đắc dĩ nói. Gương mặt bọn Mục Trần ngạc nhiên rồi chợt cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì chỉ vừa nghĩ tới tình cảnh 6-7 vị địa chí tôn siêu cấp cường giả cùng ngồi chờ cái địa chí tôn bí tàng, bọn hắn liền cảm thấy đáng sợ, vậy vạn nhất động thủ, thật đúng là trời long đất lở. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Cửu U hỏi. Chuẩn bị khởi hành tiến vào sâu trong Vẫn Lạc chiến trường, bất kể như thế nào, địa chí tôn bí tàng này thể buông tha, dựa theo sự hùng vĩ của nó, địa chí tôn chủ nhân bí tàng này khi còn sống tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể đạt được linh thần dịch hắn lưu lại, vực chủ không chừng có thể đột phá đến thượng vị địa chí tôn. Mà nếu như bị thần các chi chủ hoặc như U Minh cung chủ, Liễu Thiên Đạo những người kia lấy được, đối tại chúng ta Đại La Thiên Vực mà nói không phải chuyện tốt, Thiên Thú Hoàng ngưng trọng nói. Mọi người nghe vậy cũng đều trầm trọng gật đầu, tuy bọn hắn không biết cái gọi là hạ vị địa chí tôn cùng thượng vị địa chí tôn có bao nhiêu sai biệt, nhưng có thể được Thiên Thú Hoàng lấy khẩu khí như vậy nói ra, tất nhiên là một trời một vực, toàn bộ vận mệnh Đại La Thiên Vực cũng sẽ ảnh hưởng. Thiên Thú Hoàng thấy thế, cũng liền phất tay lệnh, lập tức toàn bộ đội ngũ khổng lồ của Đại La Thiên Vực tiến hành điều động. Lúc đội ngũ Đại La Thiên Vực tiến hành hành động, ánh mắt Thiên Thú Hoàng đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó Mục Trần bọn hắn cũng là có cảm ứng liền ngẩng đầu, chợt thần sắc hơi rung động. Bởi vì vào lúc này, chỉ thấy vùng không gian ở giữa thế giới này không ngừng vặn vẹo, có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, mà những thân ảnh kia, mỗi một đạo đều tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ cực đoan, khiến cho thiên địa đều run nhẹ nhẹ. Đội ngũ các thế lực đỉnh cấp yêu môn, Huyền Thiên Điện chờ đợi, vào lúc này phát ra tiếng hoan hô, bởi vì lúc này những thân ảnh xuất hiện kia, đương nhiên đó là cường giả đỉnh cao của bọn hắn. Nương theo tòa siêu cấp địa chí tôn bí tàng bị phát hiện, những cường giả đỉnh cao cũng rảnh tay tiến hành hiện thân tiếp ứng tất cả thế lực dưới trướng. Những tên này đến cũng rất là nhanh, Thiên Thú Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có dừng lại, bàn tay vung khẽ, chỉ thấy linh quang mênh mông từ thể nội phát ra, hình thành màn sáng mấy vạn trượng, trực tiếp bao phủ nhân mã Đại La Thiên Vực. Đi! Thiên Thú Hoàng lao đi, màn ánh sáng vô cùng to lớn bao phủ nhân mã Đại La Thiên Vực trong chớp mắt liền đã biến mất ở chân trời. Theo Thiên Thú Hoàng ly khai, sau đó không lâu, các đại đỉnh cấp thế lực còn lại cũng nhanh chóng phóng lên trời. Còn lại một ít nhất lưu thế lực nhìn qua một màn này, trong lòng thở dài, bọn hắn biết rõ, kế tiếp chính là tiết mục chính của đại thú liệp chiến rồi, mà loại tiết mục này, không có địa chí tôn trấn giữ, căn bản cũng không có tư cách tham gia. Sau lần đại thú liệp chiến này bên trong Bắc giới lại sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn, những thế lực đứng đầu Bắc giới, không biết lại sẽ có mấy người sừng sững, mấy người sụp đổ. Sâu trong Vẫn Lạc chiến trường, đây là một mảnh địa vực cuồng bạo làm người ta sợ hãi, bầu trời nơi này đầy cho bụi chìm trong bóng tối, bão táp linh lực phô thiên cái địa tàn sát bãi. Cái loại bão táp linh lực này lướt qua, núi đá hóa thành đất bằng, duy có một ít ngọn núi màu đen kịt có thể thừa nhận được bão táp linh lực, bởi vì mấy ngọn núi này chính là do hàn thiết thuần túy biến thành, độ rắn chắc coi như là bát phẩm chí tôn dốc sức đánh một kích cũng không vỡ. Cả vùng đất vực sâu vạn trượng trải rộng, nhìn từ phía trên phảng phất như có con hắc cự long ẩn mình nơi tối tăm sâu thẳm, làm cho người cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Gió lạnh từ trong vực sâu gào thét xuất hiện, phảng phất mang theo tiếng khóc thê lương như ma như quỷ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng phảng phất giống như đồ vật trôi nổi. Những thứ kia do thần phách của các cường giả chết đi biến thành, chỉ có điều đã mất đi thần trí, trở thành một loại u hồn tồn tại. Những vật này, bởi vì hấp thu năng lượng đặc biệt ở Vẫn Lạc chiến trường, giữ lại một ít thực lực như khi còn sống, lại tràn đầy tính công kích, người tới gần đều gặp phải công kích điên cuồng. Phiến tử vực này bình thường không phát hiện được một tia sinh cơ. Vèo, bất quá, không khí tĩnh mịch này hôm nay dần bị phá vỡ. Chỉ thấy thiên địa mờ tối đột nhiên có một đạo hồng quang vạn trượng cuốn tới, ở trong tia sáng kia là một đại đội nhân mã. Nhóm nhân mã này, tất nhiên là quân Đại La Thiên Vực do Thiên Thú Hoàng dẫn đầu. Tuy nói có Thiên Thú Hoàng dẫn đường, nhưng đại quân tiến lên lại cực kỳ cẩn thận, bọn hắn thậm chí không dám bay lên trời mà chỉ có thể hành quân ở dưới mặt đất. Hơn nữa cứ đi được một đoạn Thiên Thú Hoàng lại thay đổi lộ tuyến, một ít lộ tuyến thậm chí còn dài hơn, nhưng vừa vặn tránh được khu vực có bão táp linh lực tàn sát bừa bãi. Ở cái chỗ sâu trong Vẫn Lạc chiến trường này, bão táp linh lực so với bên ngoài quả thực kinh khủng không dưới trăm lần. Nếu lỡ như lạc vào trong đó, cái đội ngũ Đại La Thiên Vực mênh mông cuồn cuộn sợ rằng sẽ không còn một mống. Lúc đó chỉ còn nước cầu trời, Thiên Thú Hoàng tự bảo vệ chính mình cũng khó khăn. Nhưng kể cả có Thiên Thú Hoàng dẫn đường, bọn hắn cũng không có khả năng tránh được tất cả bão táp linh lực. Cũng may Thiên Thú Hoàng sớm đoán trước, những lúc không thể tránh kịp khi phong bão xuất hiện, hắn liền dẫn theo mọi người mã trốn vào trong những toàn núi đen. Lúc đại quân đang tạm thời tránh bão, bọn Mục Trần đứng ở cửa sơn động. Lúc này trời đất bên ngoài phong bạo linh lực màu xám đã phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi tràn đến, làm cho tất cả không gian phía dưới trở nên vặn vẹo. Mục Trần, Cửu U cùng với Chư Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn ra ngoại giới bão táp linh lực tàn sát bừa bãi, âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng là có thể cảm ứng được bão táp linh lực đáng sợ, nếu như bị cuốn vào trong đó, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cũng may lúc vực chủ tìm kiếm địa chí tôn bí tàng cũng dò xét ra tuyến đường an toàn, bằng không thì lung tung xông tới, lúc này chúng ta sớm đã bị diệt. Cửu U cảm thán nói, bọn hắn ở trong Vẫn Lạc chiến trường cực khổ chiến đấu, cuối cùng đã đi đến đây, nhưng bây giờ một khi vô ý sẽ đều là công dã tràng. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỗ sâu Vẫn Lạc chiến trường này đúng là rất nguy hiểm, khó trách Thiên Thú Hoàng cẩn thận như thế. Ánh mắt hắn nhìn ra mảnh thiên địa u ám bên ngoài, hai mắt nhắm lại, có lẽ bởi vì vô số cơ duyên khiến cho ý niệm trở nên cường đại. Cảm giác của hắn cũng là trở nên nhạy cảm, cho nên hắn có thể phát giác được ở giữa thiên địa này tựa hồ là che giấu không ít chấn động cực kỳ mờ mịt. Sức chấn động kia bên trong lộ ra mùi cực kỳ nguy hiểm, làm cho Mục Trần cũng không dám dò xét nhiều, sợ đưa tới một ít tai nạn. Ở địa phương này không cẩn thận một chút chỉ sợ không kịp chăn chối. Trận hạo kiếp thời viễn cổ kia khi ngoại vực tộc xâm lấn đại thiên thế giới, nơi này chính là một chiến trường to lớn. Theo một ít trong cổ tịch ghi lại, ở chỗ này các địa chí tôn và vô số siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới ngã xuống không dưới số ngón trên hai bàn tay. Cái này cũng chưa tính tới cường giả ngoại vực tộc rơi dụng xuống đều có thể so với địa chí tôn. Thiên Thú Hoàng nụ cười nhạt nhòa nói, mọi người Mục Trần nghe được âm thầm tặc lui, số lượng địa chí tôn cỡ này đem tất cả đấy cường giả đỉnh cao Bắc giới cộng cũng không đủ. Bởi vậy có thể thấy được trận hạo kiếp thời viễn cổ kia đến tột cùng là kinh khủng bực nào quy mô, đúng thật là chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên Thú Hoàng đại nhân, chúng ta còn bao lâu đến nơi? Tu La Vương nhìn về phía Thiên Thú Hoàng, mở miệng hỏi. Dựa theo loại tốc độ này, cần phải 2 ngày. Thiên Thú Hoàng đáp, nếu là hắn một mình mà nói, tốc độ tự nhiên có thể nhanh trước mấy lần. Mặt khác, chạy loạn bên trong này, nếu như phát giác được một ít không gian ba động khác thường, không nên đi dẫn động, tại đây cường giả rơi dụng quá nhiều, mà những cường giả này phần lớn trước lúc vẫn lạc đều giấu bản thân vào trong khe hở không gian, tuy thần trí bọn hắn tiêu tán, nhưng bởi vì Vẫn Lạc chiến trường có nguồn năng lượng kỳ lạ có thể giữ lại thân thể, hơn nữa có được một ít thực lực khi còn sống, nếu như bị bừng tỉnh sẽ gặp đâu đánh đó. Thiên Thú Hoàng nhắc nhở, khi trước lúc ta và Linh Đồng Hoàng đang ra tay dò xét, lỡ tay đánh thức một đạo vong hồn, mặc dù bọn ta hai người liên thủ cũng là chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lui. Vâng, mọi người nghe vậy trong lòng cũng là hơi rét. Thiên Thú Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng liên thủ chỉ có thể tự bảo vệ mình, cái vong hồn kia khi còn sống thực lực chỉ sợ ít nhất là cửu phẩm chí tôn, thậm chí có thể đã nửa bước tiến vào địa chí tôn. Vẫn Lạc chiến trường này thật sự là nguy cơ trùng điệp. Đại quân trong lòng núi cùng đợi bão táp linh lực tán đi, lúc này lại lần nữa lên đường. Bất quá tuy nói đi đường chậm chạp gian nan, nhưng trung quy xem như hữu kinh vô hiểm. Đợi ngày thứ hai chấm dứt, đại quân từ từng tòa núi đen cao vút trong mây xuyên thẳng qua mà qua. Lại nói tiếp, bọn hắn bị một màn trước mắt hung hăng rung động. Sau những tòa núi đen, bão táp linh lực đột ngột biến mất không còn thấy gì nữa, thậm chí là linh lực ở chỗ này phảng phất đều là thay đổi được an tĩnh dị thường, làm cho bọn Mục Trần rung động. Thực sự không phải là nơi yên tĩnh này, mà là phía trước không gian giống như bị một lực lượng kinh khủng nghiền nát, từng khe hở tối tăm giống như những cái miệng rộng dữ tợn ở giữa thiên địa ngọ nguậy. Ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở màu đen, trong đó có ít ánh sáng mờ nhạt. Mục Trần tựa hồ nhìn thấy một tòa đại điện như kim tự tháp màu đen vô cùng vô tận, lẳng lặng phiêu phù ở sâu trong cái không gian bị nghiền nát kia. Tòa kim tự tháp đen này khổng lồ không thể hình dung được, so với nó bọn Mục Trần cơ hồ giống như hạt bụi. Một loại rung động bao trùm lên khiến cho được vô số người tê cả da đầu. Tòa kim tự tháp màu đen này là địa chí tôn bí tàng mà chúng ta phát hiện ra. Thiên Thú Hoàng cũng có chút cảm thán nhìn về phía không gian bị nghiền nát, nói, không gian nơi này thời viễn cổ hẳn là bị sóng linh lực khủng bố xé rách. Dựa theo suy đoán của chúng ta, tại đây có một thượng vị địa chí tôn vẫn lạc. Thượng vị địa chí tôn? Bọn Mục Trần hít một hơi lạnh. Mạn Đà La vực chủ bọn họ cũng chỉ mới là hạ vị địa chí tôn, so với thượng vị địa chí tôn còn kém một cấp bậc. Đương nhiên bên trong Bắc giới tựa hồ đều không có, nói cách khác Bắc giới vốn cân bằng như vậy, một thượng vị địa chí tôn đủ để thay đổi kết cục. Các ngươi đã đến. Lúc bọn Mục Trần đang chấn kinh vì không gian nghiền nát và tòa kim tự tháp kia, không gian phía trước bọn hắn cũng hơi nổi sóng gió lên. Ngay sau đó một giọng nói non nớt mà quen thuộc vang lên, chỉ thấy chỗ không gian kia vặn vẹo, ba đạo thân ảnh hiện ra. Đi đầu là một thân hình xinh xắn lanh lợi, đương nhiên đó là vực chủ Đại La Thiên vực Mạn Đà La, ở sau lưng Thụy Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng theo sát. Bái kiến vực chủ. Mạn Đà La vừa hiện thân, Chư Vương liền vội vàng hành lễ, ở phía sau quân đội cũng quỳ sát xuống. Mạn Đà La cua bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng, sau đó này một đôi mắt vàng óng nhìn về phía Mục Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra kinh ngạc, cười nói, ngươi trở thành chiến trận sư. Mục Trần cũng là cười gật gật đầu. Ha ha, Mục Trần không chỉ trở thành chiến trận sư, hơn nữa chiến trận sư của U Minh Cung cũng bại ở trong tay của hắn, đại thú liệp chiến lần này công lao của hắn không nhỏ. Một bên Thiên Thú Hoàng cười cười, rồi sau đó đem biểu hiện của Mục Trần tại đại thú liệp chiến nói một lần. Hả? Nghe xong lời Thiên Thú Hoàng nói, Mạn Đà La, Thụy Hoàng, Linh Đồng Hoàng ba người họ hơi kinh ngạc mà bắt đầu nghĩ đến, không ngờ tới thực lực Mục Trần trong chư vương cũng không tính là nổi bật, vậy mà tại lần này đại thú liệp chiến lại tỏa sáng. Vẫn Lạc Nguyên Đan gom góp đã đủ chưa? Mạn Đà La cười tươi, hiển nhiên đối Mục Trần cực kỳ vui mừng và thỏa mãn. Tổng cộng hơn 40 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan đều ở đây. Thiên Thú Hoàng vung tay áo lên, một đạo càn khôn khuyến bay về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La tiếp nhận, có chút cảm ứng, nụ cười trên mặt trở nên thêm nồng đậm, rồi sau đó nàng quay đầu, mắt to vàng óng nhìn về phía từng đạo khe hở hắc ám, thở ra một hơi, nói, vậy kế tiếp chúng ta có thể phá phong ấn rồi. Bọn Mục Trần nhìn theo Mạn Đà La, lúc này bọn hắn mới phát hiện, ở cái khe hắc am đằng kia phảng phất có từng đạo phù văn cổ xưa hiện hiện, những phù văn kia tạo thành lá chắn, phủ kín không gian nghiền nát ở trong đó. Hả? Mục Trần chằm chằm vào những phù văn cổ xưa, trong lúc đó tâm thần hắn khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được, tâm linh bàn vào lúc này trở nên nóng bỏng lên. Loại biến hóa này khiến cho ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng trọng, chợt tim đập nhanh hơn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại vị Tiêu Thanh Vân tiền bối kia từng nói, cái tầm linh bàn sẽ chỉ dẫn của hắn tìm đến di tích của đệ tứ điện chủ. Nói cách khác, hắc ám kim tự tháp trong cái không gian bị nghiền nát kia chính là của đệ tứ điện chủ Viễn Cổ Thiên Cung kia lưu lại. Tầm linh bàn phát ra động tĩnh, khiến Mục Trần kinh ngạc hơn kinh hỉ. Nếu như chỗ này là siêu cấp di tích Viễn Cổ Thiên Cung của vị đệ tứ điện chủ lưu lại, nói không chừng có thể ở trong đó đạt được một ít quan hệ về tin tức Viễn Cổ Thiên Cung. Có chuyện gì sao? Mạn Đà La nhìn thấy Mục Trần sắc mặt biến hóa, lúc này hỏi. Mục Trần nghe vậy cười cười, cũng không muốn có chỗ giấu giếm, liền đem hết sự tình nói ra. Viễn Cổ Thiên Cung, đệ tứ điện chủ. Nghe được những lời ấy của Mục Trần, lập tức đám người Thiên Thú Hoàng lập tức chấn động. Tuy rằng bọn họ đối với tên tuổi vị đệ tứ điện chủ cũng không có quá mức biết đến, có thể Viễn Cổ Thiên Cung cường đại, nhưng đối với bọn họ thì vẫn là chưa biết rõ được. Ở thời Viễn Cổ, bá chủ của Thiên La Đại Lục chính là Viễn Cổ Thiên Cung, mà nghe nói mặc dù Viễn Cổ Thiên Cung sớm đã bị hủy diệt, nhưng di chỉ xưa vẫn còn tồn tại ở đâu đó tại Thiên La Đại Lục, cho nên những năm gần đây, trên khắp Thiên La Đại Lục các thế lực siêu cấp vì tìm nó mà hao tổn tâm cơ. Mục Trần gật gật đầu, hắn nhìn về hướng Mạn Đà La, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia vào lúc này có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh nàng đã khôi phục lại, như suy nghĩ điều gì, nói: "Đệ tứ điện chủ à, việc này ta xem tại sách cổ có xem qua, hắn tựa hồ đích thật là vẫn lạc tại cái mảnh Viễn Cổ chiến trường này, chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Mà nghe nói năm đó hắn cùng với Thôn Thiên Tà Đế chiến đấu đến thiên thôn địa ám, cuối cùng song phương vẫn lạc." Thôn Thiên Tà Đế, Mục Trần và đám người chợt nao nao. Đó là một vị siêu cấp cường giả của ngoại vực tà tộc, thực lực có thể so với cấp bậc địa chí tôn, năm đó hắn là một trong các thống soái xâm lấn Thiên La Đại Lục. Mạn Đà La giải thích, chợt con mắt màu vàng nhìn sâu về phía không gian hắc ám kim chữ tháp, trong con người xẹt qua một vòng sáng kim sắc, chậm rãi nói, nếu như nơi đây thật sự là nơi đệ tứ điện chủ lưu lại, thì linh thần dịch ở dưới tất nhiên vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể để cho thần các và những thế lực khác đạt được, nếu không sẽ gây ra chấn động Bắc giới, mà với tính tình của bọn chúng, sẽ đem Đại La Thiên Vực của chúng ta thanh toán tức khắc. Mục Trần gật gật đầu, tâm tình dần bình phục lại, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía phương hướng khác, có chút nghi ngờ hỏi, không phải nói các thế lực siêu cấp cũng theo dõi di tích này sao, tại sao không thấy bóng dáng của bọn chúng? Cái mảnh khu vực phá toái không gian này cực kỳ bao la, mặt khác các siêu cấp thế lực đều ở phương hướng bất đồng. Tòa địa chí tôn di tích này cũng không có cửa vào, có thể nói, chỉ cần lấy đầy đủ Vẫn Lạc Nguyên Đan thì ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào trong đó. Mạn Đà La cười cười, nói, bình thường chỉ cần mở ra một cái cửa vào là có thể đem tất cả mọi người tiến vào, nhưng hiển nhiên sẽ không có thế lực ngu dốt nào nguyện ý đem Vẫn Lạc Nguyên Đan trong tay mình cho người khác hưởng thụ. Mục Trần hơi ngạc nhiên, hiểu được, tuy nói làm như vậy có thể tiết kiệm không ít Vẫn Lạc Nguyên Đan nhưng hiển nhiên cũng không phải là điều các siêu cấp thế lực mong muốn. Bọn hắn bỏ ra nhiều nỗ lực, cũng không có dại mà làm cho các thế lực kia chiếm tiện nghi, nếu như trong tay ai chưa đủ Vẫn Lạc Nguyên Đan, thì tự biết là nên dẹp đường hồi phủ a, thời điểm này có thể mất đi một đối thủ cạnh tranh thì sẽ là điều mà các siêu cấp thế lực mong muốn nhất. Vào lúc này, tốt nhất vẫn là dựa vào thực lực chính mình, nếu không thì thật sự mà nói không có đủ tư cách tranh đoạt địa chí tôn bí tàng. Bên trong địa chí tôn bí tàng nguy cơ trùng trùng, cho nên lần này chỉ có chư vương là có thể theo ta tiến vào, còn các đội ngũ thì chú đóng ở ngoài này, tùy thời mà tiếp ứng. Mạn Đà La nhìn thoáng qua quân đội trùng điệp phía sau, tại địa chí tôn bí tàng nơi hiểm địa lớn như thế này mà dựa vào quy mô lớn thì không có trợ giúp là bao nhiêu, không chỉ vậy, còn gây ra thương vong không đáng, vạn nhất lúc nguy cấp sẽ nguy hiểm vô cùng. Bọn Thiên Thú Hoàng đều gật đầu, sở dĩ sẽ đem quân đội tiếp ứng tiến đến, chẳng qua là lo lắng mất đi chư vương trấn thủ. Những quân đội ở bên ngoài rất dễ bị vây công, mà nơi đây, tuy nói nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn cực kỳ. Chỉ có điều như vậy thì người thiệt thòi là Mục Vương rồi. Liệt Sơn Vương và đám người nhìn về phía Mục Trần, không cách nào đem quân đội dẫn vào trong đó, thì người đáng tiếc hẳn là Mục Trần rồi. Dù sao hắn thân là chiến trận sư, một khi đã mất đi quân đội, như vậy sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá đối với bọn họ thì đáng tiếc, Mục Trần ngược lại là bình tĩnh cười, nói, chiến ý mặc dù là một cái đường tắt, bất quá nếu là quá mức cậy vào mà nói, sẽ không tốt, ta vốn có lực lượng, cũng không phải là cũng chỉ có chiến ý. Thanh âm của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng cũng không kiêu ngạo, màu đen trong con mắt, hào quang bắt đầu khởi động, đó là sự tự tin vào bản thân. Tuyệt đối vô a Mục Trần, chiến ý có thể giúp hắn nâng cao thực lực nhưng dù sao cũng là ngoại vật, mà trên thế giới này, chỉ có bản thân tự mình tu luyện mới là thực lực vĩnh hằng bất biến. Cho nên, mặc dù biết bản thân có thiên phú về chiến trận nhưng cũng chỉ có chút kinh hỉ mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì nó mà muốn bỏ đi tu luyện bản thân. Cho nên, mất đi chiến ý, nhưng Mục Trần vẫn tự tin, bằng vào bản thân, hắn vẫn sẽ không dễ bị đánh bại, điều đó đã được chứng minh qua những năm vừa qua. Khi bọn Liệt Sơn Vương nghe được Mục Trần bình tĩnh nói như vậy, khẽ giật mình, dần có một chút khâm phục dâng lên. Dù sao nắm giữ chiến ý đã mang lại lực lượng rất cường đại, mà vẫn có thể đủ bình thản đem vứt bỏ, tâm vững như thạch đổi lại là bọn họ chắc không thể làm được. Tới lúc này, bọn hắn vừa có chút mơ hồ hiểu được vì cái gì mà trong 2 năm ngắn ngủi người thiếu niên này có thể có uy danh vang vọng trong Đại La Thiên Vực. Nói hay lắm, cường giả chân chính không phải là bị lực lượng khống chế, mà là khống chế lực lượng. Mạn Đà La dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ca thán. Thậm chí ngay cả một tên xưa nay lúc nào cũng mơ màng ngủ nghỉ như Thụy Hoàng cũng là mở to mắt liếc nhìn Mục Trần, nghĩ đến tâm tính Mục Trần như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Mục Trần bị Mạn Đà La tán thưởng khiến cho có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng nhún vai, hắn chẳng qua là cảm thấy cũng không thể quá mức ỷ lại vào chiến ý mà thôi. Phòng cho có một ngày lúc hắn mất đi quân đội thì lại sa sút từ mây rớt xuống thì cơ hội đứng lên thật sự sẽ không có. Chuẩn bị khởi hành a. Mạn Đà La cười cười, cũng không có nói thêm gì, bàn tay nhỏ bé dương nhẹ, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi lên không. Tại phía sau, Tam Hoàng theo sát, sau đó thì là Mục Trần, Cửu U, đám người Tu La Vương cũng theo sau. Đội hình như thế, có thể nói là khủng bố, cơ bản xem như Đại La Thiên Vực chư vương Tam Hoàng đều có đủ. Chẳng may tại địa chí tôn bí tàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Đại La Thiên Vực chính là sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Mục Trần và đám người lướt đi theo sau Mạn Đà La, một lát sau, dần dần tiếp cận mảnh phá toái không gian, mà như vậy, bọn người Mục Trần mới phát hiện từng đạo năng lượng đan xen ngang dọc màu đen tại khe hở có lực lượng kinh khủng. Màu đen khe hở không ngừng chuyển động ở trên hư không, từng đạo phù văn cổ xưa du động tại khe hở đan xen lẫn nhau tản ra hào quang tương liên, tạo thành tầng một màu đỏ sậm màn sáng, đem khe hở đều phủ kín. Bị người Mục Trần đứng trước khe hở, tuy rằng vết nứt không gian có phù văn phong ấn, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra cảm giác áp bách, là làm cho bọn người Mục Trần có chút không thở nổi. Đối mặt với vết nứt không gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La thoáng có chút ngưng trọng. Cũng tại thời điểm phát hiện ra bí tàng, nàng đã thử dùng lực lượng địa chí tôn tạo thành vết rách trên phong ấn nhưng đã thất bại. Trên Vẫn Lạc chiến trường này có quá nhiều cường giả Vẫn Lạc, trong đó những người mạnh hơn nàng thật không thiếu, thậm chí còn mạnh hơn cả cấp bậc địa chí tôn cũng có. Những cường giả Vẫn Lạc dẫn đến trên toàn bộ Vẫn Lạc chiến trường đều là bao phủ một loại lực lượng cường đại kỳ lạ. Loại lực lượng này tuy rằng không thể trực tiếp công kích, nhưng có thể được lấy làm thủ hộ chi lực, giống như là bảo hộ cho các cường giả Vẫn Lại được yên giấc. Đây là quy tắc của Vẫn Lạc chiến trường, mặc dù là cường đại như Mạn Đà La, cũng không có khả năng đánh vỡ loại quy tắc này. Bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nắm chặt, một đạo càn khôn chạc xuất hiện ở trong tay, nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, vù vù một tiếng, chỉ thấy từng đạo nước lũ trực tiếp từ càn khôn chạc bên trong quét sạch mà ra. Từng đạo nước lũ giống như cự mãng bi Mạn Đà La chiếm giữ phía trước, bên trong đều là Vẫn Lạc Nguyên Đan, nhìn số lượng khủng bố như vậy, sợ là số lượng không dưới 10 vạn. Mà theo số lượng Vẫn Lạc Nguyên Đan khổng lồ như thế xuất hiện, lập tức một cỗ hương thơm nồng đậm lạ lùng tràn ngập ra. Bọn người Mục Trần hít thở bên trên một cái, liền cảm giác được trong cơ thể linh lực đều trở nên phấn khởi. 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan kia ẩn chứa linh lực chỉ sợ so với 100 vạn chí tôn linh dịch còn muốn nồng hậu hơn, cái này xem như một vị cường giả thực lực đạt tới ngũ phẩm chí tôn được luyện hóa hấp thu, chỉ sợ bản thân linh lực đều đạt được tinh tiến không nhỏ. Mạn Đà La bình thản nhìn Vẫn Lạc Nguyên Đan, bàn tay nhỏ bé khép lại, nhẹ nhàng nhất tay trà sát, lập tức những Vẫn Lạc Nguyên Đan biến thành nước lũ trực tiếp nổ tung ra, sau đó phảng phất bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại mạnh mẽ áp xúc vào một chỗ. Nước lũ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá hơn 10 hơi thở, ước chừng 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan lại biến thành từng bãi sền sệt chất lỏng. Loại chất lỏng này trong hư không chậm rãi chảy xuôi, nhưng lướt qua một lúc, không gian bắt đầu vặn vẹo, dường như chất lỏng được lấy so với núi cao còn muốn đáng sợ sức nặng bình thường. Bọn Mục Trần tặc lưỡi nhìn xem một màn này, 10 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan nếu để cho hắn đem luyện hóa mà nói, chỉ sợ tối thiểu phải cần mấy tháng, nhưng trong tay Mạn Đà La lại vẻn vẹn chẳng qua là nhất tay trà sát mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, địa chí tôn cấp bậc cường giả, cuối cùng khủng bố đến trình độ nào. Mạn Đà La nhẹ nhẹ chớp chớp con mắt màu vàng, sau đó cong ngón tay búng ra, lập tức những Vẫn Lạc Nguyên Đan biến thành chất lỏng sền sệt gào thét, từng giọt một nhỏ xuống tại vết nứt không gian phía trên chỗ phù văn cổ xưa, xì xì, mà theo sền sệt chất lỏng nhỏ xuống, phù văn cổ xưa cho dù là Mạn Đà La cũng không làm gì được, chợt nhanh chóng run rẩy lên, rồi sau đó khói xanh bốc lên. Bọn người Mục Trần nhìn thấy vô cùng kinh hỉ, phù văn cổ xưa trở nên ảm đạm, mà khi phù văn ảm đạm tới cực điểm thì triệt để tan rã. Vỏn vẹn không quá nửa phút, chất lỏng do Vẫn Lạc Nguyên Đan hóa thành chậm rã ăn mòn phù văn cho tới lúc nó dần tan biến hoàn toàn. Vào lúc đó, thông đạo dẫn vào địa chí tôn bí tàng đã triệt để khai thông. Phù văn cổ xưa biến thành chất lỏng ăn mòn xuống, dần tan rã, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, phù văn phong ấn chậm rãi vỡ ra, một khe hở ước chừng 10 trượng tả hữu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ở thời điểm khe hở xuất hiện, lập tức có một cỗ khí tức giống như mãng hoang khí bùng lên, bên trong cỗ khí tức ẩn chứa áp bách làm cho thân thể bọn họ lập tức cứng đờ. Xen lẫn trong khí tức cỗ xưa có một cỗ khí vô cùng ảm đạm thê thảm, Bọn Mục Trần phảng phất như được chứng kiến cuộc chiến hủy diệt giữa Đệ Tứ Điện Chủ và Thôn Thiên Tà Đế thời viễn cổ. Mạn Đà La vung hay trực tiếp xua tan cổ khí tức mới làm cho đám người phía sau khôi phục lại, nhưng sắc mặt cả đám hiển nhiên đã có vài điểm kinh hãi. Không hổ là địa chí tôn bảo tàng, nguy hiểm thế này, chỉ một đạo khí tức khi vào cửa cũng chấn nhiếp được bọn hắn. Hiểm địa cỡ này, nếu như không có Mạn Đà La dẫn đầu, bọn hắn căn bản cũng không dám xông đến. Đi thôi, đều cẩn thận một ít. Mạn Đà La lên tiếng lúc này liền lại đem cho nhân mã Đại La Thiên Vực cảm giác an toàn. Nói xong nàng cất bước tiến vào vết nứt không gian, ở phía sau, Tam Hoàng cùng đám chư vương cũng lập tức lũ lượt mà vào. Lúc bọn hắn bước vào vết nứt không gian, bọn hắn cảm giác được cái mãng hoang khí kia lại cuốn đến. Bất quá lúc này đã có chuẩn bị tinh thần nên không quá mức khó khăn, sau đó bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhanh, quan sát đo đạc cái mảnh không gian lạ lẫm này. Mảnh không gian này, phảng phất như là một mảnh tinh không, khắp nơi mờ mờ ảo ảo, không gian thỉnh thoảng vặn vẹo rồi tản ra chấn động hỗn loạn và cuồng bạo. Trong không gian còn có vô số đá to nhỏ nổi lơ lửng, một ít cá thể lớn như một ngọn núi. Bất quá ánh mắt bọn Mục Trần chỉ là quét qua quét lại, rất nhanh trông dừng lại tại chỗ xa xa, một tòa kim tự tháp hắc ám khổng lồ không cách nào hình dung được lẳng lặng đứng sừng sững. Mặc dù là khoảng cách còn xa, thế nhưng loại áp bách cùng rung động xuyên không mà đến vẫn làm cho bọn hắn nhẹ hít một hơi khí lạnh. Những thạch đảo trôi nổi này, chắc cũng có một ít cường giả vẫn lạc, nếu như vận khí tốt có thể sẽ đạt được một ít thượng cổ thần khí, thần thuật, thần đan. Mạn Đà La nhìn thoáng qua những thạch đảo kia nói. Nghe được chuyện đó, mắt chư vương lập tức sáng lên. Mạn Đà La thấy thế cũng cười nhạt một tiếng nói: "Ta cùng với Tam Hoàng đi trước dò đường, các ngươi cứ việc tìm kiếm, nếu như gặp phải nguy hiểm liền bóp nát linh ngọc ta cho lúc trước, ta sẽ đến đây cứu giúp." Lần đại thú liệp chiến này, chư vương đều có công lao, vất vả tiến vào bảo địa Mạn Đà La cũng vui vẻ để cho bọn hắn tìm kiếm cơ duyên riêng phần mình. "Tạ ơn vực chủ." Chư vương nghe vậy, nét mặt lộ rõ vui mừng, có thể vẫn lạc gần nơi địa chí tôn cường giả, tất nhiên cũng là những nhân vật cực mạnh. Nếu như có thể đạt được một ít di vật của bọn hắn đối với sức chiến đấu bản thân cũng sẽ tăng mạnh. Mạn Đà La gật đầu liếc nhìn Mục Trần, ý bảo hắn cẩn thận, rồi sau đó cùng Tam Hoàng hóa thành lưu quang nhanh chóng lướt đi. Chư vương nhìn thấy Mạn Đà La rời đi, cũng là liếc nhìn nhau cười cười, ngay sau đó nhanh chóng tản đi, hướng tới những thạch đảo trôi nổi trong hư không. Mục Trần cùng Cửu U ngược lại không phân tán, mà lựa chọn hai người một tổ, sau đó lướt đi không mục đích, ánh mắt nhạy cảm không ngừng quét qua những thạch đảo. Nương theo một đám người tách ra, rất nhanh cái mảnh yên tĩnh này vang lên những âm thanh vỡ vụn, chư vương cưỡng ép phá nổ nát thạch đảo để tầm bảo. Cách này mặc dù ngang ngược, bất quá đối tình huống này mà nói, tất nhiên cực kỳ hữu hiệu. Oanh, Mục Trần một quyền oanh ra, linh lực bàng bạc gào thét, một quyền hung hãn trực tiếp đem một tòa đá xanh trăm trượng bạo tạc, đá vụn bắn tung tóe ra, nhưng cũng không trông thấy có gì. Mục Trần thấy thế, hướng về phía Cửu U bất đắc dĩ nhún vai, cự thạch lơ lửng trong cái mảnh không gian này không biết bao nhiêu, tìm như vậy đúng là cầu may. Cửu U nghiêng tai, nghe thấy được trong xa xa mơ hồ truyền đến một ít tiếng cười to, lúc này cặp môi đỏ mọng nhếch lên, nói: "Tựa hồ có người tìm được gì đó rồi, không biết là gia hỏa nào vận khí tốt như vậy." Mục Trần cũng cười cười, vừa muốn tiếp tục khởi hành, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay nắm chặt, tầm linh bàn liền xuất hiện ở trong tay. Cái tầm linh bàn này đối với chấn động linh lực đặc biệt mẫn cảm, nếu như gần đây thật sự có di vật viễn cổ, nó hẳn là có thể cảm ứng. Mục Trần trầm ngâm nói. Cửu U nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc lẫn vui mừng, nếu như cái này tầm linh bàn thật sự có hiệu quả như vậy, thật sự đúng là tầm bảo lợi khí, ít nhất so với việc ngang ngược khai sơn phá thạch hiệu suất hơn nhiều lắm. Mục Trần tay cầm tầm linh bàn, bắt đầu nhanh chóng lướt đi, tuy rằng không dám xác định tầm linh bàn ở chỗ này có hay không có tác dụng, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Hai người nhanh chóng lướt qua từng tòa thạch đảo, ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, bọn hắn bay qua mấy chục tòa thạch đảo, nhưng tầm linh bàn một mực không có gì động tĩnh làm cho hai người có chút thất vọng. Xem ra cái tầm linh bàn này ở đây không có tác dụng gì. Cửu U tốc độ chậm lại một ít, có chút bất đắc dĩ nói. Mục Trần cũng là thở dài một tiếng, chuẩn bị cất đi, ngay lúc tiếng thở dài vừa dứt, nhất đạo âm thanh vù vù đột ngột vang vọng lên. Đạo âm thanh vù vù tuy rằng rất nhỏ, nhưng đều bị Mục Trần cùng Cửu U phát hiện, hai người khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía tầm linh bàn nãy giờ không động tĩnh gì, cuối cùng xuất hiện nhất đạo quang điểm. Có động tĩnh rồi, Cửu U đại hỉ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn quét qua, ước lượng, rồi sau đó ánh mắt tập trung vào một tòa thạch đảo cách đó không xa, tòa thạch đảo này cũng dễ làm người khác không chú ý. Hình thể chừng trăm trượng so với các thạch đảo tại đây rất là bình thường, bất quá Mục Trần biết được, quang điểm trên tầm linh bàn đúng là nơi này. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở tòa thạch đảo này, sau đó hai người đồng thời ra tay, một chưởng đánh ra, liền đem này tòa thạch đảo đánh vỡ vụn ra. Ầm, đá vụn bay vùn vụt, chỉ thấy trong một trời đầy đá vụn, hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra, hai người phân tán lóe lên liền xuất hiện ở phía trước hào quang, một chưởng vung ra, linh lực hình thành khe hở, lập tức đem hào quang kia phong tỏa ở trong đó. Bang, bang, bên trong khe hở linh lực, đạo hào quang giống như châu điên húc lung tung, làm cho khe hở linh lực khe bị đâm nhộn nhạo lên từng trận rung động. Cái loại mãnh lực này làm cho Mục Trần chấn kinh, vội vàng thúc giục linh lực mới dần dần đem hào quang kia trấn áp. Đợi đến lúc cái hào quang trở nên tĩnh lặng, Mục Trần mới chăm chú nhìn vào, chỉ thấy được bên trong hào quang có một cây kim dài nhỏ như lông châu màu huyết hồng, huyết châm tuy rằng nhìn qua tầm thường, nhưng ánh mắt lợi hại của Mục Trần có thể nhìn thấy, ở phía trên thân châm có khắc hàng hà phù văn, hơn nữa, mỗi một đạo phù văn mơ hồ nhìn giống như một cái mặt thú dữ tợn. Hào quang đỏ sậm ở phía trên bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế hung ác làm cho Mục Trần có chút kinh hãi. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí thúc giục linh lực, dũng mãnh quán chú vào bên trong huyết châm. Trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, huyết châm này sớm đã là vật vô chủ, cho nên Mục Trần dễ dàng lấy được quyền khống chế. Lúc Mục Trần lấy được quyền khống chế, chính là có một ít tin tức dũng mãnh từ huyết châm chui vào trong óc. Vạn thú châm, thượng phẩm thần khí dạng tiêu hao, lấy tinh huyết vạn thú luyện chế, hung lệ bá đạo cần dùng tinh huyết bản thân thúc giục, tinh huyết càng mạnh uy lực càng mạnh. Ra là một kiện thượng phẩm thần khí dạng tiêu hao, không thích tiêu hao thì đừng có phóng, cầm đi trích tụi nó đi không. Mục Trần nhếch miệng cười cười, loại thần khí tiêu hao này tuy không dùng mãi được, nhưng cũng có chỗ lợi chính là uy lực của nó so với thượng phẩm thần khí bình thường càng thêm cường đại. Hơn nữa vật ấy cực kỳ bí ẩn, khó có thể phòng ngự, nếu dùng đúng lúc sẽ chiếm được tiên cơ. Mục Trần đang âm thầm kinh hỉ, Cửu U lã lướt quay về, bản mặt lãnh đạm lúc này tươi cười ra vẻ vui mừng, có lẽ đã lấy được vật không tệ. Cửu U nhìn về phía Mục Trần, không đợi hắn hỏi thăm, liền mở ra bàn tay như bạch ngọc, trong lòng bàn tay một miếng long nhãn lớn nhỏ, vậy là lớn hay nhỏ? Màu xanh biếc, mặt ngoài đan dược tản ra quang mang nhàn nhạt, hào quang hình thành ảnh phượng xoay quanh, trong lúc mơ hồ giống như là có thêm tiếng phượng gáy vang lên. Một luồng đan hương cổ xưa nồng đậm từ viên đan dược phát ra, làm thể nội linh lực Mục Trần có chút dấu hiệu tăng vọt. Đây là, Mục Trần kinh ngạc nói, Hóa Phượng Thần Đan, dùng tinh huyết phượng hoàng nhất tộc luyện chế, nếu là đồng loại thần thú phục dụng luyện hóa, sẽ tăng cường huyết mạch chi lực, nếu là cơ duyên đầy đủ, đủ để quạ đen hóa phượng hoàng. Cửu U mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy, không khỏi chật chật tán thưởng, hiển nhiên là không nghĩ tới Cửu U lại có thể đạt được thần đan như thế, bản thân là Cửu U minh tước, thể nội có được bất tử điều huyết mạch, mà bất tử điều cũng thuộc về phượng hoàng nhất tộc, cho nên loại này thần đan đối với Cửu U quả thực là thần vật. Lần này tầm bảo, được tâm linh bản trợ giúp, làm cho hai người Mục Trần thu hoạch tương đối khá. Tranh thủ thời gian, dò xét thêm một chút đi. Cửu U đem cất Hóa Phượng Thần Đan, vẫn chưa thỏa mãn nói, xem ra thu hoạch lần này đã khơi gợi lên trong nàng tầm bảo chi tâm, nói trắng ra là tham ăn đi. Phiến khu vực này, đối với bọn hắn mà nói, chính là bảo địa. Mục Trần cũng là cười cười gật đầu, tốn công tốn sức trăm cây nghìn đắng mới tiến vào được, nếu như không kiếm thêm một ít, đúng là có lỗi với công sức đã bỏ ra. Vì vậy hai người lại lần nữa lướt đi, tâm linh bàn lần nữa thể hiện ra công dụng, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đã có chỗ đáp lại, hơn nữa lần này làm cho Mục Trần cùng Cửu U hai người khiếp sợ. Bởi vì quang điểm trên tầm linh bàn lúc này trở nên giống như một vòng mặt trời chói mắt, tình huống như vậy, mặc dù lúc trước phát hiện ra nhất cấp di tích cũng chưa từng xuất hiện qua, so với kết quả dò xét thạch đảo lần trước, đúng là giống như ngày và đêm. Mục Trần cùng Cửu U khiếp sợ nhìn vào tầm linh bàn, hít sâu một hơi, đến tột cùng là vật gì làm ra động tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là tuyệt phẩm thần khí, hoặc là hàng khủng? Ánh sáng chói mắt từ tầm linh bàn bắn ra, cái hào quang mạnh liệt kia cũng không làm cho Cửu U và Mục Trần phục hồi lại được, ngây người sau một hồi khá lâu, hai mặt nhìn nhau. Đi xem a. Mục Trần liếm môi, tuy nói hắn bị động tĩnh của tầm linh bàn làm cho sợ hãi, nhưng bất kể thế nào, cơ hội kiểu này hắn tuyệt không bỏ qua. Cẩn thận một chút. Cửu U cũng là điểm nhẹ lên trán, bất quá nàng vẫn là cẩn thận dặn dò một tiếng. Mục Trần gật gật đầu, sau đó sử dụng tầm linh bàn định vị, ánh mắt hướng về phía tây, thoáng nhìn Cửu U một cái, hai người không chút do dự lao đi. Hai người nhanh chóng xẹt qua từng tòa thạch đảo trôi nổi, không ngừng quét mắt, tìm kiếm điểm làm cho tầm linh bàn tỏa ra luồng sáng, mà có tầm linh bàn định vị, tìm kiếm đã có kết quả. Đây là một thạch đảo khổng lồ. Mục Trần cùng Cửu U lơ lửng phía trước, liếc mắt nhìn nhau, tầm linh bản khóa phương vị là tại đây, cho nên có lẽ là nó rồi. Bàng, hai người không chút do dự ra tay, linh lực bàng bạc hóa thành trường ấn cực lớn, ngắn ngủn một cái hô hấp, tòa thạch đảo đã bị phá tan tành. Nhan thạch vỡ vụn bắn tung tóe, còn Mục Trần và Cửu U thì quét mắt qua những đá vụn kia, tìm kiếm bảo vật. Bất quá, theo thời gian trôi qua, những đá vụn kia đều bắn đi hết, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chuyện gì xảy ra? Cửu U ngạc nhiên mà hỏi. Mục Trần nhíu mày, bọn hắn dò xét cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bỏ sót, nhưng cũng không phát hiện được gì. Hắn nhìn vào phía tầm linh bàn, lập tức khẽ giật mình, bởi hắn phát hiện trên mặt tầm linh bàn nguồn sáng chói mắt vẫn như trước chưa từng ảm đạm, như vậy nói cách khác, nguồn gốc ánh sáng vẫn còn tồn tại. Cái tòa thạch đảo này tựa hồ không phải mục tiêu, Mục Trần đoán. Phương vị không phải đánh dấu tại đây sao? Cửu U hỏi ngược lại. Phương vị đích thật là tại đây, ánh mắt Mục Trần có chút lập lòe, chợt hắn đột nhiên chuyển di ánh mắt, nhìn về nơi thạch đảo xuất hiện, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, thân hình chậm rãi tiến phía trước, sau đó hắn phát hiện nơi thạch đảo vỡ vụn, không gian đang trong tình trạng vặn vẹo, bất quá cường độ thì không thể hình thành vết nứt không gian. Nhưng một không gian vặn vẹo như vậy lại giấu ở trong một tòa thạch đảo, cái này đủ để cho người cảm thấy hồ nghi rồi. Mục Trần gắt gao chằm chằm vào không gian kia, sau đó chậm rãi giơ tầm linh bàn lên, lập tức ánh sáng trên tầm linh bàn mãnh liệt bắn ra. Cửu U cũng phát giác được dị trạng, nhanh chóng tiến tới, khuôn mặt kinh ngạc nhìn qua không gian kia. Tựa hồ là cái không gian này dẫn phát dị tượng. Mục Trần có chút ngạc nhiên, nguyên lai cái thạch đảo ở ngoài chỉ là để che mắt thiên hạ, cái này phiến không gian này mới thật sự là ngọn nguồn. Bảo bối ở trong này? Cửu U nghi hoặc hỏi. Mục Trần trầm ngâm một chút, chợt hai mắt nheo lại, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói, ngươi có thể xé ra một vết nứt không gian từ đây không? Cửu U cả kinh, nói, ngươi hoài nghi bảo bối bị giấu ở trong cái không gian này? có người hao tổn tâm cơ đem giấu ở đây, tất nhiên là có mục đích, đã như vậy, trong đó hẳn là có chút huyền cơ. Mục Trần gật đầu. Để ta thử xem. Cửu U nghe vậy, ngọc thủ nắm chặt, chỉ thấy được tấm lụa linh lực bàng bạc oanh kích vào cái không gian kia, rồi sau đó linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ, ý đồ đem cái không gian kia xé rách ra một đạo. Mà lúc linh lực Cửu U oanh kích vào, trong nội tâm phảng phất hơi kinh hãi, bởi vì nàng phát giác được cái phiến không gian vặn vẹo này vậy mà cứng rắn ngoài dự đoán. Thực lực nàng hôm nay đã là lục phẩm chí tôn, muốn xé rách không gian cũng không khó khăn, nhưng mà hiện giờ phải gắng sức mà làm, xem ra là cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra chỗ này quả thật rất cổ quái. Cửu U khẽ cắn răng, linh lực trong cơ thể vào lúc này không hề giữ lại đều bộc phát mà lên, lập tức chỗ không gian kia kịch liệt rung lên, cuối cùng khe nứt chừng một tấc tả hữu đã rách ra. Cuối cùng khe hở kia bị Cửu U dốc sức mà phá ra, đạt đến 2 thước tả hữu, nhưng lúc này Cửu U phát hiện ra, đây đã là cực hạn của nàng, hơn nữa cái kia vết nứt không gian phảng phất vẫn còn phản phệ, ý đồ dần dần đem khe hở chữa trị. Nhanh lên, ta kiên trì không được quá lâu, Cửu U thúc giục nói. Mục Trần thấy thế, nhanh chóng xòe bàn tay ra, lòng bàn tay giống như miệng hổ, đối với hung hăng kéo một cái, lập tức linh lực tại lòng bàn tay hắn hình thành vòng xoáy, hấp lực khủng bố bạo dũng tiến ra, hưu, hưu, hấp lực cường đại tràn vào bên trong không gian, lập tức hàng loạt nham thạch lại bắn ra, bất quá khi đến gần khe hở, đều là hóa thành bột phấn. Phía sau vết rách không gian có gì, Mục Trần cũng không biết, bởi vậy hắn cũng không dám xông bừa vào, vạn nhất ở trong không gian loạn lưu bị mất phương hướng, ngay cả Mạn Đà La cũng khó cứu hắn trở về. Cho nên hiện tại chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này, mượn hấp lực xem có thể hút ra được vật trong đó. Phốc phốc, vô số nham thạch không ngừng bắn ra, cuối cùng bị vòng xoáy linh lực cắn nát thành bụi phấn, nhưng lại thủy chung chưa từng xuất hiện vật gì đặc thù. Theo thời gian trôi qua, Cửu U ngọc thủ cũng là khẽ run lên, bắt đầu khó duy trì. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất quá ngay tại khoảnh khắc hắn định thu tay lại, một đạo thanh âm lạ đột nhiên theo cái vết nứt không gian chuyển đến, vèo, một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, sau đó hung hăng đụng vào vòng xoáy linh lực bên trên, bất quá lúc này vòng xoáy linh lực lại không thể đem nó cắn nát, ngược lại là bị nó chấn vỡ. Mục Trần nhanh tay lẹ mắt quán chú linh lực vào bàn tay, chớp mắt đem đạo hắc quang kia nắm trong tay. Cùng lúc đó, Cửu U cũng đã kiệt lực, vết nứt không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỗ đó không gian lại trở về trạng thái vặn vẹo. Cửu U lau mồ hôi trên trán, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, ở thời điểm cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy đạo hắc quang kia đột nhiên bắn ra. Mục Trần mở ra bàn tay, chỉ thấy được trong lòng bàn tay hắn có một vật màu đen, vật kia như khối sắt hình tam giác có chút thô ráp, ở mặt ngoài khối sắt có khắc lấy một ít phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp, bất quá Mục Trần cùng Cửu U không phát giác được chút chấn động linh lực nào. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ thứ đồ vật này là gì, tựa hồ cũng không hề giống là cái gọi là thần khí. Mục Trần nhíu mày, thúc giục linh lực quán chú, nhưng hắn lại phát hiện linh lực tiến vào trong đó, căn bản cũng không có chút phản ứng nào. Hai người buồn rầu, tốn bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng cái khối tam giác tối tăm chút động tĩnh gì đều không có, cuối cùng Mục Trần cùng Cửu U cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Làm cả buổi, lấy ra một thứ không thể hiểu được. Mục Trần cùng Cửu U đối với loại kết quả này giờ khóc giờ cười, tuy vẫn cảm giác vật ấy tựa hồ không đơn giản, nhưng không cách nào thúc giục, vậy thì chẳng khác nào phế vật. Được rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại dò xét tiếp. Mục Trần cười khổ một tiếng, cũng không buông tha, đem khối sắt ném vào càn khôn trạc, sau đó bắt đầu sử dụng tầm linh bàn dò xét. Mà trong lúc dò xét, Mục Trần nhìn thoáng qua chỗ xa xa, cái kim tự tháp hắc ám khổng lồ lơ lửng giữa không trung mang lực trấn áp đến kinh người. Trong nhất thời, hắn cảm thấy cái khối sắt kia rất giống cái kim tự tháp khổng lồ này. Bất quá chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Mục Trần đã nhanh chóng quên đi, cười cười tự giễu, sau đó rất nhanh đuổi theo Cửu U, hai người bắt đầu tiếp tục tầm bảo. Thời gian kế tiếp, Mục Trần cùng Cửu U với sự trợ giúp của tầm linh bàn, hai người lại lần nữa có chỗ thu hoạch. Bất quá những thu hoạch kia có vẻ yếu kém, tổng tính ra cũng làm cho người cảm thấy vui mừng một ít. Lúc hai người đang tầm bảo, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền đến, Mục Trần cùng Cửu U nghe thấy, cũng ngừng lại, liếc nhau, nhanh chóng đi theo hướng âm thanh. Mạn Đà La phát ra thanh âm triệu hoán, có lẽ đã tìm được thông lộ. Trên một tòa thạch đảo, chư vương lại lần nữa hội tụ, Mạn Đà La nhìn qua mọi người trên mặt tươi cười, cũng biết được bọn hắn đều có thu hoạch, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, cũng không bắt mọi người đem nộp lên. Chuẩn bị khởi hành tiến về địa chí tôn bí tàng, khi trước ta đã cảm ứng được ở nơi khác đã có thế lực cũng tiến nhập mảnh không gian này. Nghe được chuyện đó, trong lòng mọi người cũng hơi run sợ, trận chiến cuối cùng của đại thú liệp chiến lần này, cơ bản là ở cái địa chí tôn bí tàng này rồi. Vì tranh đoạt chi vật, tất cả đại đỉnh thế lực chắc chắn đem hết toàn lực tranh đoạt, tất nhiên sẽ thảm thiết vô cùng. Đi. Mạn Đà La không có nhiều lời, vung tay lên, lờ hóa thành ánh sáng âm u bạo lướt dẫn đầu mà đi, mà đích đến chính là hắc ám kim tự tháp phía xa. Mục Trần nhìn thấy Mạn Đà La lăng lệ phong hành như vậy, cũng không có thời gian đưa cái kia vật kỳ quái ra hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cùng bọn người Cửu U nhanh chóng đi theo. Mục Trần nhìn đến chư vương dần dần căng cứng khuôn mặt, cũng không khỏi thở khẽ một hơi, kế tiếp chính là lần tranh đoạt thảm thiết nhất đại thú liệp chiến. Trong không gian mờ tối, hơn 10 đạo quang ảnh nhanh như tia chớp từ hư không xẹt qua. Quang ảnh dẫn đầu khí thế hùng hồn giống như thiên thạch gào thét, phàm là vật chắn trước mặt vừa chạm vào liền tan nát thành cát bụi. Mà những người này tất nhiên là những cường đại La Thiên Vực, mà người cầm đầu không ai khác chính là Mạn Đà La. Đám người Mục Trần như tia như chớp, cơ hồ tiến đến kim tự tháp hắc ám bằng tốc độ cao nhất. Đương lúc di chuyển với tốc độ cao như vậy, Mục Trần mới cảm nhận được sự bao la của không gian này. Lúc trước nhìn bằng mắt thường, tựa hồ cái hắc ám kim tự tháp không có quá mức xa xôi, nhưng từ lúc bắt đầu di chuyển, hắn mới phát giác dường như khoảng cách có hơi bị xa. Bọn hắn dùng tốc độ cao nhất phi hành gần nửa giờ, nhưng cái kim tự tháp như trước vẫn là trông thấy xa xa, cái này làm cho Mục Trần âm thầm kinh ngạc. Ha ha, nơi này không gian vặn vẹo cho nên chúng ta lầm tưởng về khoảng cách, chúng ta cách cái kim tự tháp kia sợ là không dưới mấy vạn dặm. Phát giác được Mục Trần kinh ngạc, Thiên Thú Hoàng đột nhiên cười nhạt nói: "Bất quá dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ nửa canh giờ nữa thì có thể đến, xung quanh bí tàng không gian ba động càng thêm hỗn loạn cuồng bạo, các ngươi không nên va chạm lung tung, tránh bị hút vào không gian loạn lưu bên trong." Thiên Thú Hoàng đối với đám Mục Trần, Cửu U, đoàn người tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lưu quang phảng phất xẹt qua phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Mục Trần rốt cục phát giác được Mạn Đà La phía trước từ từ giảm tốc độ, hắn trong lòng cũng hơi rung, hắn cảm giác được một mảnh bóng mờ phảng phất vô biên vô tận từ trên trời phủ xuống, đem thân hình của bọn hắn đều bao phủ vào. Bọn Mục Trần nhìn lên hít nhẹ một hơi, trước mặt bọn hắn, hắc ám kim tự tháp lẳng lặng sừng sững ở hư không, một cảm giác áp bách đáng sợ từ trong đó phát ra. Tuy nói lúc trước đã biết được hắc ám kim tự tháp này rộng lớn, lúc này tiếp cận, bọn hắn mới thật sự cảm thấy rung động, cái trạng thái mênh mông vô tận này đủ để khiến người cảm thấy kính sợ. Hư không xung quanh hắc ám kim tự tháp phảng phất không chịu nổi cái loại áp bách này, trở nên vặn vẹo cực đoan, từng đạo vết nứt không gian không bất quy tắc ngừng xuất hiện và biến mất. Đây chính là chúng ta mục tiêu lần này rồi. Mạn Đà La đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn cái hắc ám kim tự tháp. Vực chủ, chúng ta chuẩn bị động thủ sao? Sau lưng Mạn Đà La, sau lưng Thụy Hoàng luôn lờ đờ buồn ngủ cũng mở hai mắt ra, cái cặp mắt ngái ngủ khi trước lúc này lóe ra tinh mang lợi hại, một cổ cảm giác áp bách nhàn nhạt tràn ngập ra, so với Thiên Thú Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng muốn mạnh hơn không ít. Mạn Đà La gật đầu nói: "Mấy thế lực khác cũng đã đến nơi, chúng ta cũng mau động thủ, miễn cho người khác đoạt tiên cơ." Thoại âm rơi xuống, Mạn Đà La chậm rãi tiến đến hắc ám kim tự tháp, vô số vết nứt không gian cùng bạo xuất hiện xung quanh kim tự tháp, dường như ý đồ ngăn trở Mạn Đà La tới gần. Bất quá loại ngăn trở này, nàng chỉ là vung tay lên, liền đem từng đạo vết nứt không gian xóa đi. Thân hình của nàng cuối cùng đã hiện ra gần hắc ám kim tự tháp, ở chỗ này nàng đã có thể nhìn thấy bên trên kim tự tháp tràn ngập phù văn cổ xưa, một loại chấn động cực đoan cường hoành, như có như không phát ra. Cái loại sóng linh lực mạnh mẽ, ngay cả Mạn Đà La hai mắt màu vàng óng đều hơi híp lại, phong ấn nơi này so với đạo phong ấn lúc trước kia còn phải mạnh hơn. Bất quá nàng đối với cái này sớm có chuẩn bị. Mạn Đà La nhấc bàn tay nhỏ bé, càn khôn chạc lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó lại có thêm Vẫn Lạc Nguyên Đan hình thành nước lũ gào thét xuất hiện, hơn nữa quy mô lúc này đây so với lúc trước còn phải hùng hồn. Nước lũ xoay quanh Mạn Đà La, số lượng như vậy nhìn sơ qua sợ là không dưới 20 vạn, số lượng Vẫn Lạc Nguyên Đan khổng lồ như thế, bọn người Mục Trần phía sau là có chút thốn, dù sao cái này nếu như đổi thành chí tôn linh dịch mà nói, đây chính là 200 vạn khủng bố số lượng à. 200 vạn chí tôn linh dịch, kể cả cường giả như Thiên Thú Hoàng cũng sẽ động tâm. Mạn Đà La lại lần nữa nhẹ nhàng trà sát bàn tay, 20 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan lại lần nữa bị áp xúc đã thành từng đạo linh dịch xiên xệt nặng nề. Mạn Đà La cong ngón búng ra, chỉ thấy từng giọt linh dịch nặng nề như núi lớn mãnh liệt bắn ra. Mạn Đà La biết rõ cái phong ấn này cực kỳ cường đại, dựa vào 20 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan hiển nhiên không có khả năng đem phong ấn phá giải, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn công phá một điểm, cho nên từng đạo Vẫn Lạc linh dịch bắn ra được nàng khống chế xảo diệu, đều bắn vào một khu vực nhỏ ngoài mặt, xùy, xùy, Vẫn Lạc linh dịch bắn lên hắc ám kim tự tháp, lập tức dẫn phát động tĩnh, chỉ thấy phù văn ngoài mặt hắc ám kim tự tháp tan rã một chút, mà theo phù văn tan rã, cái kia hắc ám kim tự tháp phảng phất cũng là bị hòa tan ra, đúng là từ từ một vết nứt, rồi sau đó khe hở tại linh dịch ăn mòn xuống, nhanh chóng mở rộng. Ngắn ngủn mấy phút, Vẫn Lạc linh dịch đã tiêu hao hầu như không còn, mà vết nứt cũng đã gần một trượng nhỏ, vừa vặn có thể cho người chui vào. Chuẩn bị tiến vào, tự mình cẩn thận. Mạn Đà La nhìn qua cái khe hở, sau đó xoay đầu lại, đối với Mục Trần đám người nói: "Vâng." Mục Trần bọn người nghiêm nghị đáp. So với địa chí tôn bí tàng này, mấy cái di tích bọn hắn gặp trước kia quả thực không đáng đề cập tới, đương nhiên nguy hiểm trong đó cũng vậy, đủ để trong khoảnh khắc biến bọn họ tan thành mây khói. Mạn Đà La gật gật đầu, không cần nhiều lời nữa, trực tiếp quay người, sau đó liền cất bước đi về hướng cái khe kia. Ở đằng sau, Tam Hoàng cùng Chư Vương cũng là nhanh chóng đuổi theo. Tại lúc Mục Trần bước vào cái khe, hắc ám càng thêm thâm trầm, cái này làm cho bọn người Mục Trần hơi tim đập nhanh. Lúc này chỗ hắc ám kim tự tháp phảng phất như là viễn cổ hung thú hung dữ há mồm chờ bọn họ tiến vào. Bóng tối bao trùm con mắt, Mục Trần thở mạnh một hơi, hắn phảng phất ngửi được một mùi máu tanh, ở trong bí tàng, cuộc chiến thảm thiết kia sợ là không thể tránh được. Mà vào lúc này, không biết có phải ảo giác, Mục Trần mơ hồ cảm giác được, cái vật hình kim tự tháp kỳ quái hắn lấy được lúc trước, tựa hồ là vào lúc này hơi nhúc nhích một chút. Sau khe hở là một mảnh hắc ám thâm thúy, hắc ám thâm sâu khó dò, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Mục Trần có thể cảm giác được, bọn hắn cũng chưa đến nơi mà là phảng phất hành tẩu ở trong hư không. Không gian bên trong kim tự tháp kỳ diệu cực kỳ. Tuy nói địa chí tôn bí tàng huyền diệu, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng mất phương hướng, dù sao tại tiền phương của bọn hắn còn có một vị địa chí tôn thứ thiệt dẫn đường. Cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà phảng phất lực lượng cường đại, đưa tất cả mọi người là thủ hộ ở trong đó, khiến cho người cảm thấy an tâm. Ngay tại lúc Mục Trần đang trầm tư, Mạn Đà La đột nhiên dừng bước, ánh mắt bọn hắn cũng là quang bắn đi, lúc này mới phát hiện, trước mặt của Mạn Đà La chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, cánh cổng ánh sáng vặn vẹo, tản ra mãnh liệt không gian ba động, không biết thông về đâu. Mạn Đà La vươn tay nhẹ nhàng vuốt tia sáng kia, chợt cau mày nói, xuyên qua cánh cổng này, chúng ta sẽ chân chính tiến vào điểm tọa lạc của địa chí tôn bí tàng này rồi, mà đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ chính thức được trải nghiệm sự nguy hiểm của địa chí tôn bí tàng, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mục Trần bọn người nghe vậy, trong lòng lập tức dùng mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mạn Đà La thấy thế, không do dự nữa, tiêu sái bước chân dẫn đầu tiến vào trong cánh cổng, quang mang chớp nháy, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở tại phía sau, Tam Hoàng lập tức đuổi theo, Chư Vương liếc nhau, cũng là nhanh chóng nhảy vào cánh cổng ánh sáng. Cửu U cùng Mục Trần nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời lao ra, quang mang chớp động, liền đã biến mất tại quang trong cửa. Mà theo hai người tiến vào, cánh cửa ánh sáng cũng là nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất, mảnh không gian này lại lần nữa trở nên tối om om. Cùng thời khắc bọn Mục Trần tiến vào, tại hướng khác, không gian ba động cũng nhộn nhạo, lần lượt từng bóng người, vẫn kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện mà qua, mục tiêu của bọn hắn đều giống nhau, toàn bộ đều là trực chỉ địa chí tôn bí tàng. Bí tàng yên lặng hơn vạn năm, rốt cục vào lúc này bị mở ra. Bàn chân của bọn hắn rốt cục bước lên mặt đất. Linh lực Mục Trần cùng lúc bừng lên, đem thân thể bảo hộ ở trong đó, đợi đến cũng không có cái gì phát sinh, lúc này mới dám đem ánh mắt nhìn về phía trước rồi quét qua quét lại, sau đó Mục Trần bọn người liền nao nao. Hiện ra trước mặt là một tòa đại điện to lớn tới cực điểm, tòa đại điện như núi đứng sừng sững, bên trong đại điện có 10 cái cột, cao gần mấy ngàn trượng, phảng phất như kình thiên nhất trụ. Mọi người ở trong đại điện, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Cái này là ở trong địa chí tôn bí tàng sao? Mục Trần bọn hắn nhìn nhau. Mạn Đà La hờ hững nhìn quanh rồi lao vút vào sâu trong đại điện, cái vẽ lãnh đạm không chút lo lắng. Dù sao thực lực của nàng cũng là địa chí tôn, chỉ cần không xuất hiện cường giả đồng cấp, nàng căn bản là không có chút nào kiêng kỵ. Tam Hoàng, Chư Vương bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người chậm rãi đi vào đại điện cổ xưa, mà vào càng sâu, bọn hắn mới phát hiện, cái tòa đại điện này bất luận là phiến đá dưới chân hay vách tường, cột đá đều có phù văn che kín, có cảm giác như không thể phá vỡ. Liệt Sơn Vương hung hăng dậm mạnh bàn chân, lực lượng của một cước có thể phá núi, nhưng chỉ làm phiến đá xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này bọn Mục Trần kinh hãi không thôi. Lúc bọn hắn đang khám phá tòa đại điện, Mạn Đà La đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, mọi người cũng nhìn theo. Tại cuối đại điện xuất hiện một cánh cửa đồng cực lớn đóng kín, ở bên trên cánh cửa tựa hồ là có dấu vết máu tươi. Những vết máu kia ẩn chứa chấn động linh lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn mí mắt đều là một hồi run rẩy. Cường giả khỉ gì mà suốt ngày kinh hãi với run rẩy. Mạn Đà duỗi tay, lăng không nhẹ nhàng điểm xuống, bang, nương theo ngón tay Mạn Đà La điểm xuống, chỉ thấy phiến không gian kia giống như có đá rơi xuống mặt hồ nổi lên từng gợn sóng rung động. Sau một khắc, linh lực khủng bố phô thiên cái địa hội tụ mà đến, một ngọn núi tinh thể khổng lồ mà bé nhọn chậm rãi chui ra. Ngọn núi tinh thể trực tiếp nhắm ngay đại môn, tinh sáng lóng lánh, có thể hình dung ra sắc bén thế nào. Phía sau, bọn Mục Trần thấy thế, đều là giật giật mí mắt, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, cái ngọn núi tinh thể chính là Mạn Đà La đã hút linh lực ở cái phiến thiên địa này, sau đó áp xúc hóa hình. Ra tay một cách đơn giản tựa hồ đã hiển thị ra sự cường đại của địa chí tôn. Dù sao lấy thực lực bọn hắn bây giờ, muốn hấp thụ thiên địa linh lực cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể ngưng tụ thiên địa linh lực, hóa thành các loại công kích hình thức, nhưng bảo hóa linh lực thành tinh thể, thật là biết nói chơi. Trong mắt địa chí tôn cường giả, thần khí tầm thường đối với bọn hắn mà nói, giống như rơm rác, bởi vì bọn họ tiện tay là có thể đem linh lực hóa tinh thể, uy lực cùng với độ chắc chắn đủ để sánh ngang với thần khí tầm thường. Thử nghĩ thoáng một phát, một vị địa chí tôn phát động thế công phô thiên cái địa thì tương đương với mấy đạo thần khí đổ ập xuống, uy lực cỡ đó sẽ là hạng gì hủy thiên diệt địa. Oanh, trong lúc bọn hắn rung động, đạo tinh thể dùng đỉnh núi làm mũi, mãnh liệt bắn ra, đập mạnh vào cánh cửa, ầm ầm, sóng xung kích đáng sợ lan ra, đại địa đều chấn động, vách đá chung quanh đều có thêm vết dạn lan tràn ra. Mạn Đà La nhìn chăm chú vào ngọn nguồn sóng xung kích, một lát sau ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ, bởi vì nàng nhìn thấy, lúc linh lực trùng kích tán đi, đại môn vẫn như trước vững vàng sừng sững, xem ra công kích vừa rồi đã vô ích. Phía sau Chư Vương thần sắc cũng ngưng trọng lên, cái này thanh đồng đại môn này, quả nhiên không đơn giản, địa chí tôn cũng không phá được. Xem ra chúng ta bị cái tòa địa chí tôn bí tàng này vây khốn rồi, Thụy Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Dùng Vẫn Lạc Nguyên Đan được không? Mục Trần đề nghị. Mạn Đà La lắc đầu, nói, Vẫn Lạc Nguyên Đan chỉ có thể hòa tan đồng nguyên phong ấn, cái này thanh đồng cự môn này không giống nhau. Vết máu trên kia tựa hồ có chút cổ quái, đôi mắt Cửu U đột nhiên lóe lên. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn lại, cẩn thận quan sát, quả nhiên là phát hiện từng đạo vết máu trên cái thanh đồng cự môn giống như chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa, nhìn là từ xa, những vết máu kia tựa hồ là cấu thành từng đạo mặt thú dữ tợn, mà những cái mặt thú kia vừa lúc là 10 đạo. Mạn Đà La nhìn qua cái kia 10 đạo mặt thú dữ tợn, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, thập hung cổ trận sao? Thoại âm rơi xuống, Mạn Đà La đột nhiên dương mắt nhìn về hướng đỉnh 10 cây cột chống trời, sau đó nàng là nhìn thấy, trên đỉnh cột đá đều có tượng đá cực lớn chiếm ngữ. Đó là cái gì? Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng là ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Mục Trần hai mắt nhắm lại, lúc này mới nhìn rõ ràng, nhắm mắt rồi còn nhìn rõ. Quả là khó hiểu, 10 bộ tượng đá đều là thân người mặt thú, toàn thân đều là màu xanh xám, từ xa nhìn lại giống như là pho tượng thanh đồng. Bất quá cẩn thận cảm ứng mới có thể cảm giác được những ẩn trong những pho tượng thanh đồng, tựa hồ sát khí kinh người phóng ra. Những khuôn mặt trên tượng cùng vết máu mặt thú trên đại môn giống nhau như đúc. Tu La Vương trầm giọng nói, đó là thượng cổ thiên cung thập đại hung thú. Mạn Đà La rủ xuống tầm mắt, thản nhiên nói, thập đại hung thú. Chư vương hai mặt nhìn nhau, đây là thủ hộ trận do đệ tứ điện chủ bày ra. Mạn Đà La nói, ngọn nguồn lực lượng trên đại môn là từ thập đại hung thú, chỉ có đem chúng diệt trừ, mất đi lực lượng duy trì đại môn sẽ mở ra. Vậy thì diệt trừ chúng a. Linh Đồng Hoàng không quá để ý, thập đại hung thú nếu còn sống, có lẽ hắn còn kiêng kỵ một chút, nhưng nay sớm đã tọa hóa, bởi vì dùng một ít phương pháp đặc thù để lưu lại lực lượng, nhưng tất nhiên cũng sẽ giảm xuống. Nơi đây có quy tắc, lỗ mãng hành sự có khi không được việc. Mạn Đà La lắc đầu, chợt nàng bấm tay, một chùm tia sáng trực tiếp là bắn về phía một pho tượng thanh đồng. Bất quá lúc tia sáng thứ hai sắp bắn trúng, chỉ thấy phía trên cột đá đột nhiên có phù văn cổ xưa xuất hiện chằng chịt, rồi sau đó hình thành màn sáng, đem pho tượng hộ tại phía sau, đồng thời cũng triệt tiêu đạo công kích của Mạn Đà La. Linh Đồng Hoàng thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, mày nhăn lại. Đã có quy tắc, cứ dựa theo quy tắc mà đến đi. Mạn Đà La ngược lại là có chút lạnh nhạt, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về mặt đất phía trước, mới phát hiện là có thêm rất nhiều phù văn minh khác. Mạn Đà La lần nữa bấm tay, linh lực bắn ra, bắn vào trong phiến phù văn minh khác. Ầm ầm, khi đạo linh lực bắn vào phiến đại địa kia, lập tức mặt đất vào lúc này ầm ầm chấn động, sau đó nhanh chóng bay lên, cho bụi tràn ngập. Ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy một bệ đá xuất hiện ở trong tòa đại điện. Xung quanh bệ đá, phù văn cổ xưa phóng lên trời, hóa thành màn sáng cực lớn bao phủ xuống đến, đem trọn tòa bệ đá bảo hộ ở trong đó. Đài chiến đấu sao? Mạn Đà La thấy thế, ánh mắt lóe lên, hiểu rõ ra, rồi sau đó nàng nhìn về phía Thụy Hoàng. Thụy Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lập tức phi lên đài. Bất quá ngay khi Thụy Hoàng vừa mới tiếp xúc với màn hào quang phủ xung quanh đài chiến đấu, chỗ đó linh lực chấn động lập tức điên cuồng nổi lên, ngay sau đó hào quang lóe lên, bắn ngược Thụy Hoàng trở lại. Thụy Hoàng đáp xuống bên cạnh Mạn Đà La, nhướng mày, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Mạn Đà La nói, ngươi linh lực quá mạnh mẽ, cái tòa đài chiến đấu có hạn chế linh lực, đệ tứ điện chủ cũng thú vị, xem ra hắn là không có ý định xem người khác cường hoành phá trận. Tu La Vương, ngươi đi đi. Mạn Đà La nhìn về phía trong chư vương, thực lực mạnh nhất là Tu La Vương, chính là hàng thật giá thật thất phẩm chí tôn, tuy nói thực lực không bì được với Tam Hoàng, nhưng sức chiến đấu lại dẫn đầu trong chư vương, xuất chiến đầu tiên, tự nhiên là hắn ra tay. Vâng, Tu La Vương cung kính lĩnh mệnh, rồi sau đó bàn chân đập mạnh, thân hình xông lên, trực tiếp phóng lên đài chiến đấu. Lần này thân thể của hắn tiếp xúc đến hào quang, không bị đánh bật ra mà đáp xuống trên chiến đài. Phía sau mọi người nhìn thấy Tu La Vương thuận lợi tiến vào đài chiến đấu, cũng là chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Ầm ầm, mà lúc Tu La Vương ngạo nghễ đứng ở trên chiến đài, trong đại điện đột nhiên có chấn động vang lên, ánh mắt bọn Mục Trần nhìn theo ngọn nguồn mãnh liệt ngưng tụ, chỉ thấy phía trên cột đá một pho tượng thanh đồng toàn thân vào lúc này chậm chạp chóc ra, theo thanh đồng rơi xuống, một người mặc áo giáp màu đen, hình thể cường tráng giống như là hắc tháp hung hãn, liền là xuất hiện trong tầm mắt bọn Mục Trần. Giống nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ như lôi đình, âm âm chấn động cả đại điện đều là đang rung động. Oanh, bàn chân nó đạp mạnh, cột đá liền hiện một khe nứt, thân thể của nó hung hăng bay xuống trên chiến đài. Bụi mù tràn ngập, nó giống như một viễn cổ hung thú, khí hung sát ngập trời. Lúc sát khí phủ xuống, ánh mắt Tu La Vương bắt đầu ngưng trọng. Một trong thập đại hung thú, thôn Thiên Ma Giao, Mạn Đà La thản nhiên nói. Ở ngoài đài chiến đấu, Mục Trần và chư vương mặt sắc cũng ngưng trọng, trong chư vương thực lực mạnh nhất là Tu La Vương, đấu với thôn Thiên Ma Giao, đến tột cùng cuối cùng ai sẽ thắng? Một trận chiến này, tất u đầu chảy máu. Trên chiến đài to lớn, Tu La Vương tùy ý mà đứng, thân ảnh cường tráng vào lúc này giống như một tòa núi cao, trầm trọng mà hùng hồn, linh lực bàng bạc mênh mông tuôn ra quanh thân, cái loại linh lực cường đại áp bách, mặc dù ở bên ngoài Mục Trần cũng có thể cảm ứng được. Ở trước mặt Tu La Vương, một thân ảnh giống như là hung thần đứng sừng sững, nó khỏa thân lộ ra, trên thân thể đầy những vết sẹo dữ tợn giao thoa với nhau, làm cho nó có thêm vài phần khí thế hung ác. Đạo thân ảnh này, tuy thân hình cũng như nhân loại, nhưng đầu của nó lại là một đầu dao long, hàm răng sắc bén tới cực điểm. Hai đạo thân ảnh đều là khí thế kinh người, đối chiến như vậy, tương đối kích thích ánh mắt. Kia chính là thôn Thiên Ma Giao, một trong thập đại hung thú sao? Sắc mặt bọn Mục Trần ngưng trọng, thôn Thiên Ma Giao kia trên thân thể phát ra khí thế hung ác, bọn họ đều cảm nhận được một ít áp lực. Xem ra những cái gọi là thập đại hung thú này, mặc dù sớm đã vẫn lạc, có thể dùng một ít phương pháp đặc biệt bảo tồn đa phần thực lực như khi còn sống. Thôn Thiên Ma Giao này trong thập đại hung thú cũng là nổi bật, nghe nói khi còn sống hắn cũng là bát phẩm chí tôn cường giả, chẳng qua hiện nay đã vẫn lạc, thực lực có lẽ chỉ còn lục phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng nương tựa theo thể chất thần thú vẫn có thể chống lại thất phẩm chí tôn. Mạn Đà La nhìn qua hai đạo thân ảnh trên chiến đài giằng co, chậm rãi nói. Mục Trần bọn hắn nghe vậy âm thầm sợ hãi thán phục, thượng cổ thiên cung thật không hổ là bá chủ thiên la đại lục thời viễn cổ, chỉ riêng dưới trướng đệ tứ điện chủ đã có nhiều cường giả tụ tập, thập đại hung thú so với đại la thiên vực chư vương rõ ràng cao hơn một cấp độ, thật sự là đủ để so sánh cùng Tam Hoàng. Oanh, lúc bọn Mục Trần còn đang thán phục, trên chiến đài tinh mang trong mắt Tu La Vương mãnh liệt bắn ra, linh lực cường đại phóng lên trời, nháy mắt sau đó hắn sải bước ra, phiến đá dưới chân vỡ vụn, thân ảnh của hắn giống như một tia chớp, mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp đối với thôn Thiên Ma Giao. Dựa vào thực lực thất phẩm chí tôn, hắn cũng không quá e ngại thôn Thiên Ma Giao. Vào, thôn Thiên Ma Giao nhìn thấy Tu La Vương xông đến, gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hung quang bắt đầu khởi động, bàn tay đầy lân phiến nắm chặt, linh lực giống như huyết hồng điên cuồng khởi động, rồi sau đó một quyền oanh ra. Một quyền kia, linh lực huyết hồng giống như là hóa thành dao long, không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ầm, hai đạo nhân ảnh hung ác đối quyền, cường ngạnh chống trả, sợ sóng xung kích lan ra, từng đạo vết dạn dưới chân hai người tràn ra, rồi cả hai người đều là bị chấn ngược trở ra. Thân hình cả hai vừa mới ổn định, trong nháy mắt lại lần nữa bạo bắn ra, giống như hai đạo linh lực cùng bạo quấn vào nhau tại trung tâm đài chiến đấu. Oanh, oanh, thế công của cả hai đều cuồng mãnh, từng quyền, ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, cũng đã giao thủ trên trăm hiệp, mỗi một lần quyền phong đối chọi, đều trực tiếp đem không gian chấn đắc vặn vẹo không chịu nổi. Ở bên ngoài, Chư Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn hai đạo thân ảnh, lúc này Tu La Vương hiển nhiên đã đem linh lực bản thân thúc giục ở mức cao, giơ tay nhấc chân đều phát ra linh lực cường đại, đủ để bạt sơn, lại phối hợp lấy thế công hung ác, hắn hiện tại so với kia thôn Thiên Ma Giao còn giống hung thú hơn. Mà thôn Thiên Ma Giao đồng dạng cũng chưa từng lui ra phía sau, tuy đại đa số lần đối chọi đều là nó có chút chịu thiệt, cái khí thế cường ngạnh này lại đủ để đem một ít đối thủ tâm trí không kiên định. Trên chiến đài giao phong vừa mới bắt đầu đã hung hiểm và kịch liệt. Mạn Đà La cùng Tam Hoàng ngược lại là có chút bình tĩnh nhìn qua chiến đài, nhãn lực của bọn hắn siêu việt hơn bọn Mục Trần nhiều, tự nhiên là có thể nhìn ra được cục diện trước mắt, Tu La Vương đang từng bước chiếm ưu thế, Tu La Vương thắng chỉ còn là thời gian. Đúng như những gì Mạn Đà La nghĩ, trên chiến đài hai đạo nhân ảnh lại đụng vào nhau, bất quá lúc này đây, Tu La Vương một bàn tay trở nên huyết hồng, khí thế sát phạt nồng đậm, rồi sau đó một chưởng đánh ra, lại trực tiếp là xuyên thấu không gian, nhanh giống như là tia chớp đánh vào lồng ngực thôn Thiên Ma Giao. Tu La huyết chưởng ấn, oành, thôn Thiên Ma Giao bắn mạnh về phía sau hơn trăm mét, chỗ lồng ngực lõm xuống khôi giáp vỡ ra, máu tươi vương vãi, tiếng gầm gừ thống khổ vang vọng, rồi sau đó nó vỗ mạnh trên mặt đất, thân hình lại lao đi, huyết quang tràn đầy trong ánh mắt, cực kỳ thô bạo. Nó căn bản là không hề để ý đến chỗ ngực bị lõm xuống, giống như là châu điên, linh lực huyết hồng bao phủ thân hình hắn, gào thét, cả người như một đầu huyết giao long. Bang, bang, cả đài chiến đấu vì thôn Thiên Ma Giao trùng kích xuống, run rẩy không ngừng. Cái khí thế bạo phát này, coi như là phía trước có một tòa núi cao, cũng sẽ thôn Thiên Ma Giao bị đâm xuyên. Tu La Vương nhìn thôn Thiên Ma Giao xông đến, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên khép lại. Linh lực cường đại từ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt một đạo quang ảnh cự đại tê xuất hiện ở bên ngoài thân hình Tu La Vương. Đạo cự ảnh có ngưu đầu chi hình, khí thế sát phạt ngập trời, phảng phất như một Tu La chi thần. Đó là Thiên Tu La pháp thân. Mục Trần thấy thế, ánh mắt lập tức ngưng tụ, cái này là pháp thân của Tu La Vương sở tu, ở trong 99 loại chí tôn pháp thân bài danh thứ 69. Bò o, Tu La pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét, rồi sau đó cự quyền hung hăng chém ra, huyết quang trào lên, không gian trực tiếp là bị hắn ngạnh xanh đánh vỡ, hung hăng đập vào thôn Thiên Ma Giao đang xông đến. Ầm, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích bộc phát mà ra, trực tiếp oanh kích vào màn hào quang, làm cho màn hào quang kịch liệt chấn động lên. Hưu, Tu La Vương thân hình mãnh liệt bắn ngược trở ra, bàn chân giẫm mạnh trên mặt đất từng vết thật sâu. Trái lại thôn Thiên Ma Giao trực tiếp chấn bay ngược về sau, đập mạnh vào màn hào quang, sau một hồi run rẩy liền nổ tung đầy trời quang điểm. Thôn Thiên Ma Giao chiến bại. Ở bên ngoài, Chư Vương nhìn thấy Tu La Vương thủ thắng, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tu La Vương quanh thân linh lực chấn động dần dần thu liễm, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy quang điểm đầy trời đột nhiên hội tụ, cuối cùng phô thiên cái địa tràn vào thân thể của hắn. Biến cố làm cho Tu La Vương hơi thất kinh, vừa muốn phản kháng, thanh âm Mạn Đà La truyền đến, đây tinh hoa linh lực còn sót lại của thôn Thiên Ma Giao đem nó hấp thu, đối với ngươi rất có ích lợi. Nghe vậy Tu La Vương lúc này mới đổi sợ thành vui, vội vàng vận chuyển công pháp, đem tinh hoa linh lực dũng mãnh hấp thu. Giằng co gần nửa canh giờ, Tu La Vương mới chậm rãi dương đôi mắt, lập tức trong mắt tinh mang bắt đầu khởi động, quanh thân linh lực chấn động càng thêm hùng hồn. Hiển nhiên sau khi hấp thu tinh hoa linh lực của thôn Thiên Ma Giao còn sót lại, linh lực trong cơ thể Tu La Vương cũng đã tinh tiến không ít. Hấp thu hoàn tất, không đợi Tu La Vương nói gì, đài chiến đấu đột nhiên bộc phát ra lực bài xích, liền đem hắn bắn ra khỏi đài chiến đấu. Cùng lúc đó, bên trên cự môn truyền đến thanh âm xèo xèo, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên cự môn đã tan rã một đạo mặt thú, mà một đạo kia đúng là thôn Thiên Ma Giao. Xem ra mỗi đả bại một đầu hung thú, phong ấn sẽ tan rã một tầng. Thiên Thú Hoàng nhìn qua một màn này, nói: chẳng qua nếu như những con hung thú này đều có thực lực như thôn Thiên Ma Giao, sợ là phần thắng của chúng ta không cao. Linh Đồng Hoàng trầm ngâm nói. Chư Vương bên này chỉ có Tu La Vương có được thực lực thất phẩm chí tôn, những người còn lại đều là chưa đạt tới cấp độ này, một khi giao thủ phần thắng không cao. Thôn Thiên Ma Giao trong thập đại hung thú cũng là người nổi bật, chiến lực tự nhiên bất phàm, cho nên không cần lo lắng những con hung thú sau này khó giải quyết như thế. Mạn Đà La nhẹ nhàng lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta không cần thủ thắng toàn bộ, chỉ cần tiêu trừ 4 đạo phong ấn, ta có thể cưỡng ép mở ra. Nàng liếc nhìn về phía Chư Vương nói, cho nên chúng ta chỉ cần có thể thắng 4 trận là có thể mở ra Thanh Đồng Cự Môn. Chư Vương nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, 10 trận thắng 4 hẳn là tỷ lệ không nhỏ. Cái này kế tiếp trận thứ hai là ai đây? Chư Vương nghe vậy nhìn nhau một hồi, rồi sau đó Liệt Sơn Vương chậm rãi đi ra, trầm giọng nói, cái này trận thứ hai này giao cho ta đi. Liệt Sơn Vương trong chư vương thực lực gần với Tu La Vương, lục phẩm chí tôn đỉnh phong, cũng đích thật là có tư cách xuất thủ trước. Liệt Sơn Vương nhìn thấy mọi người không phản đối, thân hình khẽ động, trực tiếp là lướt lên đài chiến đấu. Ầm ầm, theo Liệt Sơn Vương tiến vào, mọi người lập tức nhìn thấy, ở đỉnh một cột đá lớn, lại là một pho tượng chấn động lên, sát khí tràn ngập, một đạo thân ảnh cự đại, mang theo bộ pháp làm cho đất rung núi chuyển, trùng trùng điệp điệp nhảy vào trên chiến đài, sát khí ngập trời bắt đầu khởi động, sát khí khuếch tán, phảng phất là có long ngâm vang vọng, long uy tràn ngập. Lúc bọn Mục Trần trông thấy thân ảnh này, sắc mặt khẽ biến, hắn so với thôn Thiên Ma Giao còn cường đại hơn. Huyết Ma Long, đứng đầu thập hung thú, Mạn Đà La cũng là vào lúc này nhíu mày lại, chậm rãi nói. Mục Trần bọn hắn nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới Liệt Sơn Vương lại nhỏ như thế, vừa lên đi liền thỉnh ra một đại gia hỏa đứng đầu. Trên chiến đài, sát khí trên thân ảnh cường tráng dần thu liễm lại, đồng thời hiện rõ ra cũng là thân người đầu thú. Khi còn sống nghe nói có thực lực cửu phẩm chí tôn, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng thực lực bảo tồn được so với thôn Thiên Ma Giao còn cường hoành hơn. Hình thể của nó so với thôn Thiên Ma Giao có phần khôi ngô hơn, chỉ là đứng lẳng lặng trên đài, mọi người cũng có thể phát giác được một cảm giác áp bách tràn ngập mà đến. Trên chiến đài, Liệt Sơn Vương méo mặt bởi vì Huyết Ma Long xuất hiện, từ trên người hắn toát ra khí tức nguy hiểm. Hắn đối với thực lực bản thân rất rõ ràng, nếu như là gặp đối thủ thực lực ngang tầm, hắn còn có thể liều mạng một phen, ai ngờ đâu hắn thỉnh ra Huyết Ma Long. Căn bản cũng không cần phải nghĩ nhiều, thua chắc. Liệt Sơn Vương âm thầm kêu khổ, bất quá lúc này hắn đã không có đường lui, đành phải đi thử một chút. Hô, quán triệt ý niệm, Liệt Sơn Vương hít sâu một hơi, đem tâm tình áp chế xuống, ánh mắt dần trở nên lợi hại, tuy nói là biết đối thủ cực kỳ khó giải quyết, nhưng hắn giàu gì cũng là cường giả thành danh trong Đại La Thiên Vực đã lâu, không có khả năng mất hết ý chí chiến đấu. Linh lực bàng bạc tỏa ra từ Liệt Sơn Vương, cách thất phẩm chí tôn chỉ còn một bước, bất quá một bước ngắn ngủn, so với Tu La Vương là có chênh lệch không nhỏ. Đông, Liệt Sơn Vương bàn tay nắm chặt, một thanh khai sơn cự phủ màu đỏ sậm liền xuất hiện trong tay, cự phủ hiển nhiên là một thanh thần khí không tệ. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, Liệt Sơn Vương không có khả năng chơi ngông như Tu La Vương, hung hãn trực tiếp dùng thiết quyền nghênh đón địch. Liệt Sơn Vương bạo lướt tới ý đồ đánh phủ đầu, xuất hiện ở trên Huyết Ma Long, cự phủ chém xuống. Liệt Thiên thần thuật, Liệt Thiên trảm. Thanh âm tràn đầy sát khí, quang phủ khổng lồ to mấy trăm trượng khổng lồ gào thét xuống, chỗ hào quang xẹt qua, không gian đều bị xé thành từng đạo vết rách. Liệt Sơn Vương biết rõ Huyết Ma Long cường đại, cho nên vừa ra tay căn bản cũng không có ý định thử sức, toàn lực thi triển sát chiêu. Ầm ầm, đạo quang phủ mạnh mẽ phảng phất Phật quang, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, hung hăng bao trùm lên Huyết Ma Long. Mọi người hai mắt vào lúc này đều nhíu lại. Bụi bặm tan đi, mọi người chăm chú nhìn vào nơi Huyết Ma Long đột nhiên co rụt lại, Liệt Sơn Vương khuôn mặt càng tối thui. Huyết Ma Long y vẫn đứng sừng sững, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, hiển nhiên là dùng hai tay đỡ đòn của Liệt Sơn Vương. Mặc dù cứng rắn nhận lấy một kích này, chỗ cánh tay Huyết Ma Long chỉ xuất hiện một chém sâu, hơn nữa huyết quang trong vết thương lưu chuyển, dùng một loại tốc độ khôi phục kinh người mà liền lại. Huyết Ma Long thân thể không chỉ mạnh mẽ mà còn có năng lực phục hồi cường đại kinh người. Chư vương đều là cười khổ lắc đầu, Huyết Ma Long quả thật là khó gặp, nếu như đổi lại Tu La Vương có lẽ còn đánh được một trận, còn Liệt Sơn Vương mà nói, dù sao vẫn là kém một bước. Chết tiệt, Liệt Sơn Vương sắc mặt âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, rồi sau đó nắm chặt cự phủ, linh lực trong cơ thể bạo động trào dâng. Hắn muốn thử xem, cái con hung thú chết tiệt kia mạnh cỡ nào. Liệt Sơn Vương, lui đi, ván này chúng ta bỏ. Ngay tại Liệt Sơn Vương định dốc sức liều mạng đánh cược một lần, thanh âm Mạn Đà La từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm Mạn Đà La, Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, không cam lòng cắn răng một cái, cầm chặt cự phủ bàn tay nới lỏng, sắc mặt đen tối xoay người lướt khỏi đài chiến đấu. Hắn biết, hắn có đem hết toàn lực, phần thắng cũng không lớn, thậm chí nếu như miễn cưỡng, rất có thể bị trọng thương. Mà theo Liệt Sơn Vương lướt đi, Huyết Ma Long trên thân thể có hào quang nở rộ, chợt lại lần nữa phóng lên trời, đáp xuống đỉnh cột đá, hóa thành một bộ pho tượng như cũ. Liệt Sơn Vương sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Mạn Đà La, nói: "Thuộc hạ vô năng." Mạn Đà La phất bàn tay, nói: "Cái này trách không được ngươi, nếu nghĩ địa chí tôn bí tàng dễ dàng như thế, thì quá coi thường vị đệ tứ điện chủ kia rồi." Ha ha, lúc này chẳng qua là mới thua trận đầu mà thôi. Thiên Thú Hoàng cũng là cười nói: "Chỉ cần chúng ta có thể lại thắng 3 trận, vực chủ có thể cưỡng ép phá trận. Tuy rằng chúng ta thất bại nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất Huyết Ma Long kia xuất hiện nữa." Mạn Đà La gật đầu, nói: "Từ quy tắc mà xem ra, tựa hồ bất luận là người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến, đều chỉ xuất trận một lần, bất luận thắng bại, cho nên Huyết Ma Long về sau không xuất hiện nữa." Chư vương nghe vậy, cũng là có chút thở dài một hơi, dù sao Tu La Vương không thể ra tay, trong bọn họ hoàn toàn không có người có thể chống lại Huyết Ma Long. Mục Trần thở dài một tiếng, nếu như lúc này hắn có quân đội, có thể mượn chiến ý lực lượng có thể cùng Huyết Ma Long đánh một trận, đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có mỗi thực lực của bản thân. Tiếp theo còn có 8 trận khiêu chiến, các ngươi ai lên trước? Mạn Đà La lại lần nữa nhìn về phía còn lại chư vương, chậm rãi nói. Còn lại chư vương liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, Huyết Ưng Vương tiến lên một bước, trầm giọng nói, cái này trận thứ 3, để thuộc hạ thử xem. Tuy rằng bọn hắn đều hiểu 8 trận khiêu chiến cũng sẽ không đơn giản, nhưng thân là cao tầng Đại La Thiên Vực, thời điểm bọn hắn hiển nhiên không có khả năng lùi bước, cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn đều động thân mà ra, bằng không thì không vào được bên trong bí tàng, dẫn đến việc linh thần dịch của đệ tứ điện chủ rơi vào tay các thế lực khác. Như vậy đối với Đại La Thiên Vực mà nói không hay chút nào. Huyết Ưng Vương co chân phóng vút lên này, mà theo Huyết Ưng Vương lên này, cổ điện phát chấn động, một pho tượng nhanh chóng phục sinh, cuối cùng mang theo sát khí đã rơi vào trên chiến này. Đó là Thiên Long Hùng, lục phẩm chí tôn, thực lực có thể bạt sơn. Mạn Đà La nhìn đối thủ của Huyết Ưng Vương, chậm rãi nói, không biết phần thắng của Huyết Ưng Vương như thế nào. Thiên Thú Hoàng nhíu mày nói. Mạn Đà La rủ mắt xuống, trong lòng thở dài. Cả hai đều là lục phẩm chí tôn, nhưng tên kia lại là thể chất thần thú, so với Huyết Ưng Vương chỉ có mạnh chứ không yếu hơn, nên nàng cũng không đặt hy vọng quá nhiều nơi Huyết Ưng Vương. Mà cũng hoàn toàn chính xác, chính như Mạn Đà La đoán trước, trên chiến đài giao phong từ lúc bắt đầu đã diễn ra kịch liệt, song phương công thủ đều có. Theo thời gian kéo dài, Huyết Ưng Vương dần dần yếu thế, cuối cùng lộ ra sơ hở, bị Thiên Long Hùng một chưởng cứng rắn đánh bay ra ngoài. Trận thứ ba, Huyết Ưng Vương bại. Mà phía sau Huyết Ưng Vương, Chư Vương bắt đầu nóng máu, thất bại liên tục cũng đả kích ngạo khí của bọn hắn. Nhưng giận thì giận, không thể không thừa nhận, thực lực của thập đại hung thú đích thật so với Chư Vương mạnh hơn một bậc. Điểm này trong lần giao thủ tiếp theo rõ ràng có thể nhận thấy. Trận thứ tư, Linh Kiếm Vương ra tay đối mặt Tam Đầu Ma Mãng, lại bại. Thứ năm, Băng Hà Vương ra tay đối mặt U Minh Linh Khuyển, lại bại. Liên tục 4 trận bại, Đại La Thiên Vực toàn bộ chiến bại, duy có trận đầu Tu La Vương tạm thời thủ thắng. Trong đại điện cổ xưa, bên ngoài chiến đài, Chư Vương thần sắc đều khó coi, 4 trận thất bại liên tục làm cho bọn hắn sắc mặt như có lửa đốt. Mạn Đà La nhìn qua một màn này cũng là khẽ thở dài một tiếng, bất quá nàng cũng không trách cứ, chỉ nói không cần quá mức lo lắng, nếu như cuối cùng chúng ta đều thất bại, ta liền cưỡng ép ra tay phá trận. Nghe được Mạn Đà La có thể cưỡng ép phá trận, đám người Mục Trần lại không có gì vui mừng, bởi vì bọn họ cũng biết, mặc dù Mạn Đà La có thể cưỡng ép phá trận, tất nhiên đối với nàng sẽ tạo thành tiêu hao không nhỏ, đến lúc đó gặp mặt các thế lực khác, khó đảm bảo bọn kia không thừa gió bẻ măng, cũng có nghĩa là toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn hắn nhất định tận khả năng trợ giúp Mạn Đà La bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi tìm thấy linh thần dịch. Mục Trần nhìn chằm chằm vào pho tượng đồng xanh trên cột đá, bàn tay chậm rãi nắm chặt, bất quá, ngay tại lúc hắn định bước lên, Cửu U đã tiến lên trước. "Vực chủ, cái này thứ 6 trận, để ta thử." Cửu U nhìn về phía Mạn Đà La, nói. Mạn Đà La nhìn Cửu U, có chút trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Nếu không địch nổi, liền lui về, ta có biện pháp phá trận." Cửu U liếc mắt nhìn Mục Trần một cái, còn không đợi hắn nói cái gì, thân thể mềm mại biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến đài. Thứ 6 trận, Cửu U xuất chiến. Lúc thân ảnh Cửu U xuất hiện trên chiến đài, lại lần nữa có pho tượng bị kích hoạt, rồi sau đó một đạo thân ảnh cường tráng sát khí trùng trùng điệp điệp ngút trời mà hạ thấp, đã rơi vào chỗ này trên chiến đài. Mục Trần đám người ánh mắt nhanh chóng nhìn qua, đạo thân ảnh kia cường tráng như tháp, thân thể của nó kim quang sáng chói, giống như tạo thành từ hoàng kim, có cảm giác đánh đâu thắng đó. Đầu của nó là một đầu sư tử, hơn nữa đầu sư tử đồng dạng cũng là hoàng kim, duy có đôi mắt màu đỏ như máu. Lúc đạo thân ảnh này, một cỗ hung sát chi khí cương mãnh chính là tràn ngập ra. Một trong thập hung thú, Hoàng Kim Ma Sư. Mạn Đà La nhìn thoáng qua thân ảnh hoàng kim, chậm rãi nói, hung thú này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thật thực lực chỉ sợ so với những tên trước hung hãn hơn một phần. Chư Vương nghe vậy, ánh mắt cũng là nhịn không được ngưng tụ. Bất quá bản thể Cửu U chính là Cửu U Minh Tước, thần thú huyết mạch so với Hoàng Kim Ma Sư chỉ mạnh hơn không yếu, một khi chính thức động thủ, cũng không chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Mạn Đà La nhẹ nhàng gật đầu, nói, Cửu U chính là thiên tài trong Cửu U Tước nhất tộc, trẻ tuổi như thế đã tiến hóa thành Cửu U Minh Tước, trong Cửu U tộc cũng hiếm thấy. Tương lai nếu gặp cơ duyên thỏa đáng, có thể phá tan xiềng xích hạn chế, tức tỉnh bất tử điều huyết mạch. Thiên Thú Hoàng cũng là gật gật đầu, nói. Chư Vương bọn hắn nghe vậy đều là âm thầm tặc lưỡi, bất tử điều chính là siêu cấp thần thú trong đại thế giới, trên thần thú bảng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách, mà những thần thú từng tiến hóa thành công đến một bước này, ai cũng là cường giả lừng danh trong đại thiên thế giới. Mục Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Cửu U, hắn cảm thụ được từ người nàng phát ra linh lực cường đại, cũng là có chút cảm thán, nhớ ngày đó hắn giúp Cửu U tiến hóa bị sét đánh cháy đen gần chết. Lúc vừa đến Đại La Thiên Vực, một người vừa đạt cảnh giới chí tôn, một kẻ vừa tiến hóa thành thần thú, khó khăn lắm mới có thể cùng ngũ phẩm chí tôn giao phong. Khi đó Mục Trần không ai biết đến, mà Cửu U lại đứng cuối trong Chư Vương, nhưng có lẽ ai cũng chưa từng ngờ tới, 2 năm ngắn ngủi, thiếu niên tầm thường được phong vương, Cửu U thực lực cũng là tinh tiến đến rồi lục phẩm chí tôn. Tuy nói Mục Trần có vẻ tiến bộ nhanh hơn Cửu U, nhưng Cửu U chính là thần thú tu luyện cùng nhân loại có chút bất đồng. Bọn hắn bình thường tiến triển chậm chạp, một ngày kia đột phá gông cùm xiềng xích, tốc độ trưởng thành đủ để cho người líu lưỡi. 1 năm qua, phần lớn thời gian Cửu U đều khổ tu, người khác có lẽ không biết, nhưng Mục Trần rõ ràng, thực lực Cửu U lúc này, trong Chư Vương, ngoại trừ Tu La Vương cùng Liệt Sơn Vương có thể áp đảo nàng, những người còn lại ai cũng làm không được điểm này. Trận chiến hôm nay có lẽ địa vị của Cửu U sẽ thay đổi. Trên chiến đài, Cửu U nhìn về phía đạo thân ảnh hoàng kim, ánh mắt trở nên lợi hại, bọn họ đã bại 4 trận, nói cách khác, 5 trận còn lại phải thắng 3 mới có thể phá trận mà ra. 5 trận thắng 3 trận, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên nếu như trận này nàng còn thua tiếp, như vậy tỷ lệ trở nên cực thấp. Cho nên trận chiến này, nàng không được thua. Cửu U hít một hơi khí lạnh, bàn tay như bạch ngọc nắm chặt, một thanh hắc vũ trường kiếm hiện ra, trên trường kiếm ngọn bất tử hỏa đang bốc cháy. Oanh, Hoàng Kim Ma Sư hai mắt đỏ ngầu phóng đến, nó không chờ Cửu U phát động thế công, mà là trực tiếp ra tay. Hoàng kim sáng chói bạo phát đi ra, Hoàng Kim Ma Sư bàn chân đạp mạnh, âm thanh xé gió lên, liền xuất hiện trước mặt Cửu U, sau đó Hoàng Kim Thiết Quyền không chút lưu tình trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một quyền rơi xuống, không khí chấn bạo, các loại áp lực trực tiếp chấn vỡ sàn nhà, có thể thấy được một quyền của Hoàng Kim Ma Sư có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu hung hãn. Hoàng kim quang mang tràn ngập ánh mắt, Cửu U đôi mắt đẹp cũng là hơi rét, hắc vũ trường trong tay giơ lên trước người, đem Hoàng Kim Chi Quyền ngăn cản. Keng, âm thanh khô khốc vang lên, hắc vũ trường kiếm bị một quyền nện đến cong queo, nhưng vẫn chưa gãy. Xùy xùy, tử viêm hừng hực dâng lên dính vào kim quyền, nhất thời tiếng xèo xèo vang lên. Nắm đâm của Hoàng Kim Ma Sư đúng là vào lúc này trở nên ảm đạm một ít. Hoàng Kim Ma Sư phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bất tử hỏa hiển nhiên cũng không phải là phàm vật, giống cảm giác nóng cháy thiêu đốt từ trên nắm tay chuyển đến, cũng là dẫn tới Hoàng Kim Ma Sư nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đúng là một quyền đem Cửu U chấn động bắn ngược trở ra. Lê lê, lúc Cửu U bắn ngược trở ra, linh lực bàng bạc sau lưng đột nhiên ngưng tụ, trong lúc mơ hồ biến thành một đạo Cửu U Minh Tước cực lớn. Cửu U Minh Tước dường như triển khai hai cánh, một loáng sau tử viêm hắc vũ lập tức phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bao phủ lấy Hoàng Kim Ma Sư. Những hắc vũ này toàn bộ đều là bản thân linh lực Cửu U ngưng tụ biến thành, đủ để xuyên kim liệt thạch, đặc biệt là hôm nay có bất tử hỏa bá đạo, uy lực của nó càng là cường hãn khó lường, coi như là ngang cấp lục phẩm chí tôn cũng không dám lòng mang khinh thường, giống Hoàng Kim Ma Sư đồng dạng kiên kỵ uy lực bất tử hỏa. Gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, rồi sau đó hào quang hoàng kim từ trong thể nội tràn ngập ra, cuối cùng biến thành một cái chuông lớn đem hắn bảo hộ ở trong đó. Cái chuông toàn thân luân chuyển sắc màu hoàng kim, nhìn như không thể phá vỡ, hiển nhiên là cái này thủ đoạn hộ thân của Hoàng Kim Ma Sư. Keng, keng, tử viêm hắc vũ bắn mạnh vào chuông vàng phát ra những âm thanh giòn tan, chỉ thấy cái chuông kia vặn vẹo dao động, không có vẻ gì sắp vỡ. Gia hỏa này phòng ngự thực mạnh mẽ, Cửu U Vương nàng. Huyết Ưng Vương đám người nhìn thấy một màn này, lập tức mày nhăn lại, thế công của Cửu U dường như hoàn toàn không phá được phòng ngự Hoàng Kim Ma Sư. Hơn nữa tiếp tục như vậy còn có thể tiêu hao đại lượng linh lực, đến lúc đó một khi bị Hoàng Kim Ma Sư nắm được sơ hở, chỉ sợ một lần hành động định thắng bại. Bất quá khi bọn hắn nhíu mày giữa, Mạn Đà La nhìn chằm chằm vào trên chiến đài, đôi mắt đột nhiên có chút sáng ngời. Mục Trần đồng dạng cũng phát hiện, ánh mắt di động, chính là nhìn thấy hắc vũ phô thiên cái địa bao phủ, bất trí bất giác, chung quanh chỗ Hoàng Kim Ma Sư đã cắm đầy hắc vũ. Những hắc vũ này đều có tử viêm thiêu đốt, hơn nữa nhìn hắc vũ có vẻ lộn xộn, nhưng Mục Trần nhờ vào sự nhạy cảm của một linh trận sư, từ bên trong lộn xộn đã nhận ra một ít chấn động khác thường. Keng keng, thế công dồn dập đã đến lúc ngừng lại, đợi đến một cây hắc vũ cuối cùng bắn xuống, Hoàng Kim Trung cũng lung lay vỡ nát ra. Hoàng Kim Trung vỡ ra, thân ảnh Hoàng Kim Ma Sư tràn ngập sát khí, đứng sừng sững tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu tập trung vào Cửu U, trên khuôn mặt dữ tợn phảng phất như đang cười. Thế công cường hãn của Cửu U đã hết, kế tiếp nó sẽ thi triển thế công cuồng bạo như lôi đình, đem đối thủ này xé rách thành từng mảnh. Giống Hoàng Kim Ma Sư hai tay vỗ vỗ vào ngực, lập tức có tiếng động lớn vang dội, kim quang sáng chói, cũng là phô thiên cái địa bạo phát đi ra, toàn thân nó linh lực vào lúc này trở nên cực đoan cuồng bạo. Bất quá, ngay lúc Hoàng Kim Ma Sư định phát động thế công, trên khuôn mặt lãnh diễm của Cửu U khẽ nhếch môi cười, rồi sau đó nàng hai tay đột nhiên kết ấn, hừng hực, Cửu U ấn pháp vừa mới kết thành trong nháy mắt đó, vô số hắc vũ bừa bãi xung quanh Hoàng Kim Ma Sư, đột nhiên lăng không bốc cháy lên, rồi sau đó hừng hực tử viêm gào thét, đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành một đạo hỏa lô màu tím, đem Hoàng Kim Ma Sư bao phủ tại trong đó. Bất tử viêm lô, ngay lúc hỏa lô màu tím vừa mới thành hình, Hoàng Kim Ma Sư lập tức phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, chỉ thấy thân hình nó giống như đang bị hòa tan, mà mặt DT chỗ hỏa lô màu tím, đồng dạng bởi vì cỗ này kinh khủng nhiệt độ cao, do đó trở nên khô ráo, cuối cùng đã nứt ra từng đạo khe hở. Ở ngoài chiến đài, chư vương đều nhịn không được lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên bọn họ đều nhận ra cái hỏa lô màu tím đáng sợ, nếu như bị giam ở trong đó, như bọn hắn thúc giục chí tôn pháp thân chỉ sợ cũng sẽ bị cứng rắn hòa tan. Bất tử hỏa, thật không ngờ bá đạo, giống Hoàng Kim Ma Sư điên cuồng gào thét, cuối cùng ý đồ thúc giục linh lực liều chết một trận chiến. Bất quá Cửu U không cho nó cơ hội này, bàn tay đột nhiên nắm chặt, lập tức tử viêm hỏa lô thu nhỏ lại, cuối cùng nổ tung tạo thành một âm thanh vang dội. Tử viêm phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, tung tóe ra màn sáng chung quanh chiến đài, lập tức đem màn sáng thiêu cháy thành từng trận rung động. Nhiệt độ trong đại điện dường như đều là vào lúc này trở nên nóng rực lên. Cửu U xinh đẹp đứng trên chiến đài, nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy được Hoàng Kim Ma Sư chỗ thân hình sớm đã biến mất mà đi, lưu lại trên mặt đất một bãi chất lỏng hoàng kim. Xùy xùy, chất lỏng hoàng kim cuối cùng vỡ tan, hóa thành hàng ngàn quang điểm màu vàng tiến vào thân Cửu U. Những cái quang điểm màu vàng đương nhiên là tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư. Cửu U lặng lặng đứng trên chiến đài, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, lúc này mới chậm rãi dương đôi mắt, ở đằng kia một thoáng cái kia, Mục Trần phát giác được, linh lực Cửu U càng thêm hùng hồn ngưng luyện, hiển nhiên là đạt được chỗ tốt không nhỏ. Đám người Huyết Ưng Vương thấy thế, đều là cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng biết, phần cơ duyên này, Cửu U dựa vào năng lực bản thân đổi lấy, bọn hắn nguyên bản cũng có thể có cơ hội này, đáng tiếc là đều bị đánh đến méo mồm. Mặc kệ như thế nào, trận thứ 6 bọn hắn Đại La Thiên Vực, cuối cùng là lần nữa đã lấy được thắng lợi. Kế tiếp, bọn hắn còn cần thắng 2 trận mới có thể phá vỡ cái phong ấn, tiến vào địa chí tôn bí tàng, nhưng trải qua cái này 6 trận trước, thập phương chỉ còn vẻn vẹn 4 người chưa ra tay, mà 4 người này cũng là yếu nhất trong thập phương. Thật sự có thể lấy được 2 trận thắng sao? Thân ảnh mảnh rẻ của Cửu U lướt xuống, lúc này quanh thân tràn ngập chấn động linh lực cường đại. Sau khi hấp thụ tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư, thực lực của nàng hiển nhiên cũng là lại có chỗ tinh tiến. Chư Vương nhìn Cửu U thần sắc đều là tự giác trịnh trọng một tí, đặc biệt đám Huyết Ưng Vương nhìn về phía Cửu U ánh mắt đều cũng có lấy một phần kính trọng tự đáy lòng. Bởi vì trải qua lần khiêu chiến, bọn hắn đã minh bạch, hôm thực lực Cửu U sớm đã vượt qua bọn hắn, trong Chư Vương có thể áp chế Cửu U chỉ còn có Tu La Vương và Liệt Sơn Vương. Thậm chí, nếu cho Cửu U một ít thời gian, chỉ sợ Liệt Sơn Vương sẽ bị nàng vượt qua. Nghĩ tới đây, bọn Huyết Ưng Vương nội tâm nhịn không được có chút cảm thán, nhớ ngày đó Cửu U trở thành Đại La Thiên Vực Vương, địa vị ngang nhau, bất quá chẳng qua là dựa vào Thiên Thú Hoàng đề cử, cùng với bối cảnh Cửu U tước tộc, đối với cái loại dựa vào bối cảnh và đề bạt vào chức vương, Huyết Ưng Vương bọn hắn tự nhiên là có chỗ khinh thường, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ân oán dây dưa nhiều năm về sau. Nhưng trải qua trận chiến này, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái người bọn hắn đã từng khinh thường, bất trí bất giác đã vượt qua bọn họ, cho nên lúc này trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi có cảm giác phức tạp. Ha ha, cực khổ rồi. Thiên Thú Hoàng ngược lại là vui mừng nhìn về phía Cửu U, nàng biểu hiện ưu tú, cũng làm cho hắn một phen hãnh diện. Mạn Đà La cũng gật gật đầu, lúc trước Cửu U linh hoạt chiến đấu, như xuất kỳ bất ý, nước chảy hoa trôi, Thiên Thú Hoàng nói không sai, Cửu U thiên phú kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Cửu U cười cười, sau đó nhìn về hướng 4 vương chưa xuất thủ, trong đó là có Mục Trần. Trải qua 6 trận, nhưng bọn hắn thắng 2 trận, khoảng cách để phá trận ra cần 2 tháng nữa, nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi tứ vương còn lại thực lực yếu nhất trong chư vương, về phần Mục Trần, nếu như lúc này có quân đội nơi tay, hắn dùng chiến ý lực lượng kỳ thật có thể mạnh hơn Liệt Sơn Vương, gần với Tu La Vương. Nhưng đáng tiếc chính là nơi đây không cách nào vận dụng quân đội, cái Mục Trần có thể dựa vào chính ngũ phẩm chí tôn thực lực, nhưng nơi này chư vương hầu như toàn bộ đều là bước chân vào lục phẩm chí tôn, cho nên xem như nói Mục Trần đừng bét. Mạn Đà là nhíu mày, 4 trận khiêu chiến, sợ rằng cũng khó. Bất quá đến thời điểm này, buông tha là không thể nào, mặc dù biết rõ thất bại tỷ lệ thật lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Cho nên ánh mắt của nàng cũng là nhìn về tứ vương, Thiết Mãng Vương, Kim Cương Vương, Hồng Nhai Vương cùng với Mục Trần. Tuy rằng biết rõ phần thắng không lớn, bất quá Mạn Đà La vẫn là nhẹ phất tay, ý bảo tiếp tục, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Bất quá, loại này may mắn tâm tính, hiển nhiên cũng không có làm cho tỷ lệ thắng trở nên cao hơn, sau Cửu U, Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương lần lượt xuất trận, bất quá kết quả như cũ là làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Thiết Mãng Vương bại, Kim Cương Vương bại. Tuy rằng không ngoài dự định, nhưng lúc kết quả xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên đen tối đi một tí. Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương sắc mặt xấu hổ lui trở về, bọn hắn đối mặt đối thủ thực lực đều muốn mạnh mẽ bọn hắn một bậc, đứng ra đối chiến, bọn họ thật là khó có thể chiếm được thượng phong. Địa chí tôn bí tàng này, quả nhiên là khu vực cao nguy, chỉ mới cửa thứ nhất đã ngăn bước tiến của bọn họ. Trận thứ 9, liền để ta làm a. Nương theo Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương thảm bại, Hồng Nhai Vương cũng là hít sâu một hơi, xông lên chiến đài. Mọi người nhìn qua thân ảnh Hồng Nhai Vương, chỉ có thể thầm than một tiếng, hiển nhiên đối với người sau cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao bàn về thực lực, Hồng Nhai Vương cùng Thiết Mãng Vương bọn hắn cũng chỉ là cùng cấp độ thôi. Ầm ầm, lúc Hồng Nhai Vương xông lên đài chiến đấu, trong đại điện lại một cây cột đá nổ vang run rẩy lên, cuối cùng một đạo hắc ảnh rơi vào trên chiến đài, sát khí tràn ngập. Mọi người ánh mắt lập tức phóng đi, chỉ thấy được đạo thân ảnh kia có chút nhỏ gầy, nhưng toàn thân ngăm đen, giống như là làm bằng hắc thiết bình thường, đầu của nó chính là một cái đầu khỉ. Hắc Thiết Ma Hầu. Mạn Đà La nhìn qua đạo hắc ảnh kia, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng. Hắc Thiết Ma Hầu trong thập hung thú trong tuy rằng không tính là mạnh, nhưng có chút khó chơi, bởi vì tốc độ của nó như quỷ mị, đủ để đem lục phẩm chí tôn cho đùa được. Chít chít, Hắc Thiết Ma Hầu vừa xuất hiện, hướng về phía Hồng Nhai Vương nhe hàm răng sắc bén, phát ra tiếng cười quái dị. Khi tiếng cười vang lên trong một thoáng, thân hình của nó như là lập tức biến mất. Tốc độ nhanh thật. Đại La Thiên Vực chư vương cả kinh, thất thanh nói, bang. Ngay bọn hắn vừa dứt lời, trên chiến đài, Hồng Nhai Vương thân thể như là bị trọng kích bắn ngược trở ra, trên hai tay xuất hiện một đạo vết cào thật sâu, nhìn thấy xương, máu tươi chảy ròng. Chít chít, Hắc Thiết Ma Hầu quỷ mị xuất hiện ở vị trí trước đó của Hồng Nhai Vương, nó phát ra bé nhọn tiếng cười, một loáng sau lại lần nữa hóa thành hắc quang biến mất đi. Bang, bang, bang. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Hồng Nhai Vương lâm vào cảnh chật vật, đối mặt với Hắc Thiết Ma Hầu xuất quỷ nhập thần. Hồng Nhai Vương triệt để rơi vào thế hạ phong, hắn toàn thân đều là vết thương, máu tươi hầu bao bọc cả người. Nhìn thấy màn này, hầu như tất cả mọi người đã triệt để mất đi tin tưởng. Bất quá, lúc mọi người cười khổ thất vọng, ánh mắt đang quan sát trận chiến của Mạn Đà La hào quang lóe lên, nàng phát giác được, tuy rằng Hồng Nhai Vương đang chịu trận, nhưng Hồng Nhai Vương đối với phòng ngự rất am hiểu, không có thương thế nào gọi là chí mạng. Hơn nữa, Mạn Đà La còn mơ hồ phát giác được, tựa hồ là có một cỗ cùng bạo linh lực đang tại điên cuồng ngưng tụ trong người Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng là đang âm thầm chờ đợi cơ hội, ẩn nhẫn bậc này cũng không phải phàm nhân. Oanh, lại một cái trọng kích, Hồng Nhai Vương bắn ngược ra tầm 10 trượng, không đợi hắn phục hồi tinh thần, một cái mặt khỉ dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt. Hàn quang xẹt qua, chỉ thấy móng vuốt Hắc Thiết Ma Hầu hung hăng đâm vào lồng ngực Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương chợt giơ tay lên, ý đồ dùng tay ngăn cản, phập, máu tươi bắn tung tóe, móng vuốt Hắc Thiết Ma Hầu giống như mũi kiếm cắm vào bàn tay Hồng Nhai Vương, bất quá cũng lúc đó khuôn mặt của Hồng Nhai Vương chợt nhe răng cười dữ tợn. Trên bàn tay còn lại của hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng hội tụ, ngắn ngủn trong chốc lát, ngưng tụ ra rồi một tòa lớn cỡ bàn tay núi cao. Núi cao cỡ bàn tay, đúng là văn chương cõi trên. Toàn núi nhỏ cực kỳ tinh xảo do Hồng Nhai Vương áp xúc linh lực bản thân hội tụ thành, một cỗ chấn động đáng sợ phát ra, không gian dập dờn. Nghiệt xúc, đến lượt ta đến rồi. Hồng Nhai Vương lạnh lạnh cười, một quyền như thiểm điện đấm ra nhắm vào đầu Thiết Hầu. Chi cảm nhận được một kích này khủng bố, Hắc Thiết Ma Hầu vội vàng định thi triển tốc độ tránh né, nhưng ngay lúc này nó phát hiện móng vuốt không cách nào rút ra, huyết nhục trên cánh tay Hồng Nhai Vương tự như keo, cả bàn tay nắm chặt lấy ma chảo của Thiết Hầu khiến nó không thể nào rút ra được. Tốc độ Hắc Thiết Ma Hầu trực tiếp bị loại bỏ. Bốp, thiết quyền của Hồng Nhai Vương gào thét mà đến, không chút do dự hung hăng oanh tạc vào đầu Hắc Thiết Ma Hầu, chỉ nghe một tiếng bốp, đầu nó nổ tung như dưa hấu. Thân thể Hắc Thiết Ma Hầu ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành quang điểm đầy trời phiêu tán ra, liên tục tràn vào thân thể Hồng Nhai Vương. Bên ngoài chiến đài, chư vương đều trợn mắt há mồm, cục diện xoay chuyển, ai cũng không nghĩ tới Hồng Nhai Vương chật vật như thế, như là trực tiếp ẩn nhẫn đến thời khắc cuối, rồi dùng phương thức hung hãn, một kích đả bại Hắc Thiết Ma Hầu. Trên chiến đài, Hồng Nhai Vương hấp thu tinh hoa linh lực xong, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đài chiến đấu. Mạn Đà La phất tay, linh lực hóa thành tấm lụa đón lấy. Hiển nhiên, mặc dù hắn lực phòng ngự siêu cường, nhưng bị Hắc Thiết Ma Hầu điên cuồng công kích, hắn cũng là đạt đến cực hạn. May mắn không làm nhục mệnh. Hồng Nhai Vương khó khăn nhếch miệng cười cười. Khổ cực cho ngươi rồi. Mạn Đà La khẽ cười, trận này thắng lợi hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất quá điều này cũng có ít nhiều may mắn. Hắc Thiết Ma Hầu am hiểu tốc độ, nhưng lực công kích lại yếu, nếu đổi lại một hung thú khác, chỉ sợ hắn lúc này đã không còn sức nói chuyện. Trò chơi này dừng ở đây a, tiếp theo ta sẽ phá nó. Mạn Đà La hàn ý bắt đầu khởi động, cái cảnh đứng nhìn xem thủ hạ ở trước mặt mình dốc sức liều mạng tranh đấu, chính mình không thể can thiệp, đã bắt đầu làm nàng tức giận. Coi như là thật sự sẽ tạo thành tiêu hao thật lớn, nàng hôm nay cũng phải đem cái này đại môn cứng rắn này phá nát ra. Mạn Đà La tiến lên, trong lòng bàn tay linh lực nhanh chóng hội tụ đến. Bất quá sắp sửa ra tay lúc, một đạo thân ảnh bên cạnh xẹt qua, sau đó cầm cánh tay của nàng, đem linh lực ngăn lại xuống. Vực chủ thân là đại vương, người cũng không nên cướp đoạt quyền lợi của ta à? Mục Trần mỉm cười, hắn biết Mạn Đà La là không muốn lại để cho hắn đi làm chuyện vô ích, nhưng ở thời điểm này, thân là mục vương của Đại La Thiên Vực, hắn hiển nhiên là không thể nào lùi bước đấy. Ngươi? Mạn Đà La khẽ giật mình, nàng nhìn vào con mắt Mục Trần, ánh mắt như trước sáng ngời, trong đó thập phần kiên nghị. Ánh mắt của hắn làm cho nàng minh bạch, hắn có thể một đường đi đến hiện tại cũng không phải là dựa trốn tránh. Mạn Đà La bàn tay nhỏ bé chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cẩn thận một chút, nếu không địch nổi thì lui về." Mục Trần cười gật đầu, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xông lên trên chiến đài, rồi sau đó nhìn về phía cột đá, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần thương, nhuệ khí ngút trời. Trận cuối, để ta xem một chút, cái gọi là thập hung thú, có đánh thắng được vai chính như ta không? Thân ảnh Mục Trần đứng thẳng tắp trên chiến đài, nhuệ khí lộ ra, đây là trận khiêu chiến thứ 10, cũng là trận mấu chốt. Nếu như Mục Trần có thể thủ thắng, như vậy Mạn Đà La có thể thuận lợi phá trận, nếu như bằng không thì Mạn Đà La cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Nói như vậy, tất nhiên sẽ tiêu hao không nhỏ, cái này nếu như tại về sau cùng chủ nhân các thế lực khác tranh đoạt linh thần dịch sẽ rơi vào thế hạ phong, mà điểm này đối với Đại La Thiên Vực mà nói không thể nghi ngờ sẽ là đả kích có tính chất hủy diệt. Bởi vậy bất luận như thế nào, bọn hắn đều phải để cho Mạn Đà La bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi chính thức tranh đoạt linh thần dịch, cho nên cuộc chiến đấu này của Mục Trần rất là trọng yếu. Bên ngoài, chư vương nhìn qua Mục Trần, sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng. Tuy nói bọn hắn cũng hiểu Mục Trần muốn thắng trận khó thế nào, nhưng trong mơ hồ, ở sâu trong nội tâm như là cất giấu một tia hy vọng. Mà nguồn gốc cái tia hy vọng kia là vì Mục Trần suốt quãng đường đến đây đã không ít kỳ tích. Tại Vẫn Lạc chiến trường, chư vương 3 lần 4 lượt chứng kiến Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích cho người rung động, mà ai cũng không thể cam đoan loại này kỳ tích lúc này đây có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Ầm ầm, không lâu sau, đại điện cổ xưa lại lần nữa rung lên, tầm mắt của mọi người nhanh chóng tập trung tại đỉnh một cây cột đá. Pho tượng chỗ đó toàn thân đồng xanh nhanh chóng bong ra từng mảng, cuối cùng một đạo thân ảnh giống cột sắt gào thét hạ xuống, đáp xuống trên chiến đài, lực trùng kích đáng sợ trực tiếp làm cho đài chiến đấu kịch liệt chấn động. Một cỗ hung sát chi khí đáng sợ, giống như thực chất từ đạo thân ảnh khuếch tán ra, làm lòng người kinh hãi. Bên ngoài chiến đài, ánh mắt mọi người đều phóng đến, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, chỗ đó sát khí dần dần thu liễm, đạo thân ảnh kia cũng là trở nên rõ ràng. Đạo thân ảnh kia toàn thân phủ đầy long lân tối tăm, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực như cự long say ngủ trực chờ bạo tạc nổ tung. Đầu hổ dữ tợn tràn đầy sát khí cùng cảm giác áp bách dữ dội, nhưng ở trên trán lại có long giác tối tăm chui ra hàn quang bắt đầu khởi động. Thiên Long Hổ, Mạn Đà La nhìn chằm chằm vào đạo kia áp bách thân ảnh, đôi mắt hoàng kim cũng là có chút ngưng tụ. Thiên Long Hổ tại Thượng Cổ Thiên Cung rất là có hung danh, nghe nói như vậy thân thể hung thú chảy xuôi Thiên Long huyết mạch, mà Thiên Long tộc tại trong Long tộc gần với chân long, gần như là đứng vào hàng ngũ siêu cấp thần thú. Tuy nói Thiên Long Hổ có Thiên Long huyết mạch không nồng hậu dày đặc, nhưng đủ để khiến được nó có được thực lực đáng sợ. Lần này Mục Trần gặp phải đối thủ khó nhằn. Tu La Vương, Cửu U đám người đồng dạng là vào lúc này phát giác được cảm giác áp bách của Thiên Long Hổ, trong lòng đều có chút trầm xuống. Thực lực Thiên Long Hổ hẳn là ở vào lục phẩm chí tôn, lại phối hợp với hung uy, sợ là Huyết Ưng Vương bọn họ đều cảm thấy không bằng. Mà loại đối thủ này, bằng vào ngũ phẩm chí tôn thực lực của Mục Trần, thật có thể thắng sao? Giống, lúc trong lòng mọi người tâm thần bất định. Trên chiến đài, Thiên Long Hổ mãnh liệt phát ra tiếng hổ gầm, sóng âm quét ra, không gian bởi vì sóng âm trùng kích mà trở nên chấn động. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái khí thế kinh người của Thiên Long Hổ, cũng là hít sâu một hơi. Đối mặt với loại này đối thủ, hắn đồng dạng là không dám ôm lấy chút nào khinh thường. Tâm thần Mục Trần khẽ động, hai mắt hắn nhanh chóng trở nên giống như hắc động thâm sâu hắc ám, nét mặt hắn cũng trở nên hờ hững. Vô thượng tâm ma kinh, tiểu tâm ma trạng thái. Cùng lúc đó, linh lực hùng hồn chấn động quanh thân bắt đầu trở nên nội liễm. Nếu như nói lúc trước Mục Trần như núi lửa cuồng bạo, thì bây giờ trở thành một vòng xoáy nước trên biển rộng, nhìn trầm lắng mà nguy hiểm. Đám người Liệt Sơn Vương nhìn linh lực quanh thân thể Mục Trần biến hóa, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Khống chế linh lực tinh diệu như thế bọn hắn không làm được. Hắn khống chế linh lực thật xảo diệu, Tu La Vương trầm giọng nói. Dưới sự khống chế linh lực tinh diệu, mặc dù là linh lực giống nhau, có thể bạo phát ra uy lực, nhưng không thể so sánh nổi. Mục Trần có thể nhiều lần chiến thắng đối thủ mạnh hơn hắn, đích thật là có cơ sở để tự tin. Oanh, trong nháy mắt tại Mục Trần thúc giục trạng thái tiểu tâm ma, Thiên Long Hổ dường như cũng nhận ra Mục Trần linh lực biến hóa, gầm nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh đem phiến đá dưới chân chấn cho dạn nứt, mà thân hình trực tiếp xuất hiện ở phía trước Mục Trần, một quyền tung ra, linh lực cuồn cuộn gào thét, ngưng tụ đã thành một đầu mãnh hổ gào thét như là bôn lôi bắn tới Mục Trần. Mục Trần màu dưới chân khẽ động, thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh được quyền phong cương mãnh, bất quá quyền phong dư kình, đem bả vai hắn chấn ra một đạo vết máu. Hai đạo thân ảnh giao thoa như chớp, Mục Trần song chỉ như là một cây trường thương, linh lực quan chú, chỉ phong kéo lê nhất đạo dấu vết trong không gian, tàn nhẫn mà đâm tới cổ họng Thiên Long Hổ. Công kích của Mục Trần nhanh như bôn lôi, bất quá Thiên Long Hổ tuy thần trí đã tiêu tán, khi còn sống cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu ngấm vào trong xương tủy. Lúc này hổ trưởng như thiểm điện thu hồi, chặn ngay trước cổ họng. Keng, Mục Trần chỉ điểm lên hổ trưởng, giống như là kim loại đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Long Hổ nhe răng cười một tiếng, hổ trưởng phản đòn, một phát bắt được cổ tay Mục Trần, lực lượng đáng sợ bạo dũng mà ra, muốn đem cánh tay Mục Trần kéo đứt. Bành, bất quá vào lúc này, nhất đạo thối phong lăng lệ ác liệt gào thét mà đến, mang theo bàng bạc linh lực, lướt nhanh phía dưới, không gian chấn động, nhắm vào đầu Thiên Long Hổ. Thế công như vậy đã cắt đứt tiết tấu của Thiên Long Hổ, hổ trưởng vung lên ngăn cản, mà Mục Trần thì là mượn dư chấn của hổ trưởng kia, thân hình phóng lên trời, bàn tay nắm chặt, đại tu di ma trụ hiện mà ra, rồi sau đó linh lực quán chú, ma ảnh cực lớn trực tiếp là đem Thiên Long Hổ bao phủ tại phía dưới. Đại tu di ma trụ gào thét hạ xuống, Thiên Long Hổ thì là gào thét lên tiếng, chỉ thấy chỗ trán long giác tối tăm đột nhiên bộc phát ra hắc mang, long giác đón gió tăng vọt, trực tiếp cùng đại tu di ma trụ đối cứng. Đông, tiếng động lớn vang dội, sóng xung kích tàn sát bừa bãi ra, trên chiến đài, sàn nhà từng khối bị chấn vỡ ra. Mục Trần bị sóng xung kích chấn động bắn ngược trở ra, bàn chân bám lấy mặt đất trượt dài mấy chục thước rồi ổn định. Hắn nắm chặt đại tu di ma trụ trong tay, lòng bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, có máu tươi chảy xuống. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngọn nguồn sóng xung kích, chỗ đó, Thiên Long Hổ đứng sừng sững, mắt hổ đỏ thẫm hung tàn, nhìn hắn chằm chằm. Chư Vương nhìn không chớp mắt, trận chiến đấu này, lúc trước Mục Trần cùng Thiên Long Hổ giao phong, song phương thế công đều tàn nhẫn, hơn nữa xảo trá cực kỳ, bất quá trong ngắn ngủi giao phong, vẫn là Mục Trần chịu lỗ. Bất kể thế nào, Thiên Long Hổ thực lực lục phẩm chí tôn, nếu như đổi lại ngũ phẩm chí tôn bình thường, chỉ sợ hắn đã bóp chết từ sớm. Cũng chỉ có tên Mục Trần biến thái này mới có thể dựa vào ngũ phẩm chí tôn thực lực cùng Thiên Long Hổ giao thủ, nhưng vẫn là như trước, hiển nhiên không có khả năng chiến thắng Thiên Long Hổ, lấy được thắng lợi cuối cùng. Oanh, trong lúc ý niệm chuyển động trong đầu mọi người, trên chiến đài, đại tu di ma trụ đột nhiên rời khỏi tay Mục Trần, đón gió tăng vọt, giống như kình thiên nhất trụ nhằm vào đầu Thiên Long Hổ trấn áp mà xuống. Giống, Thiên Long Hổ một tiếng hổ gầm, đuôi cọp sau lưng giống như là roi thép cũng là đón gió tăng vọt, hóa thành trăm trượng, hất lên phía trên liền đem đại tu di ma trụ đánh bay đi. Bất quá ngay tại lúc Thiên Long Hổ đánh bay đại tu di ma trụ, nhất đạo long tượng tề khiếu thanh âm mãnh liệt từ phía trước vang vọng dựng lên, chỉ thấy Mục Trần lăng không, sau lưng không gian vặn vẹo, Chí Tôn Hải dập dờn, ngay sau đó tám đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Ùng ùng bò ò, tám đạo hào quang lao ra, phát ra long ngâm giống như tiếng bò giống, mọi người tập trung nhìn vào, tám đạo hào quang rõ ràng là bốn đầu cự long cùng với bốn đầu cự tượng đạp không mà đứng. Chuẩn đại viên mãn thần thuật, Cửu Long Cửu Tượng thuật. Bốn long bốn tượng vừa ra, lập tức linh lực đáng sợ chấn động phóng lên trời, bậc này chấn động, Huyết Ưng Vương đám người mí mắt đều là hơi nhảy, hiển nhiên bọn hắn cũng biết được, Mục Trần rút cuộc đã thi triển bản lĩnh còn ẩn giấu. Bốn long bốn tượng sao? Cửu U đôi mắt lóe lên, nàng tự nhiên là biết Mục Trần tu luyện Cửu Long Cửu Tượng thuật, bất quá đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy Mục Trần có thể đồng thời thi triển ra bốn long bốn tượng. Bất quá, giữa lúc Cửu U đang chớp mắt, chỉ thấy trên không trung chiến đài, Mục Trần nhìn thoáng qua cái kia bốn long bốn tượng, đột nhiên hít sâu một hơi, biến hóa ấn pháp tiếp tục thúc giục. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngưng luyện ra long tượng? Cửu U phát giác được một màn này, trong lòng lập tức cả kinh. Giống, Mục Trần bàn chân mãnh liệt dậm xuống hư không, trong đôi mắt tinh mang bắt đầu khởi động, Nháy mắt sau đó, sau lưng không gian vặn vẹo, Chí Tôn Hải mênh mông bên trong lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, cuối cùng lại là hai đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Long ngâm giống như tiếng kêu gào, vang vọng khắp đại điện cổ xưa. Huyết Ưng Vương bọn hắn ngẩng đầu nhìn, đều là nhịn không được động dung đứng lên. Chỉ thấy trong hư không, Mục Trần hai mắt đen kịt giống như là vòng xoáy lăng không mà đứng, mà ở kia sau lưng, năm long năm tượng khổng lồ đứng sừng sững, một cỗ linh lực uy áp kinh người, giống như Thái Sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa mà đến. Thế công bậc này, coi như là lục phẩm chí tôn, cũng đủ để kinh hãi. Chỉ là không biết, long tượng chi lực bậc này có thể hay không cùng Thiên Long Hổ chính thức chống chọi. Long âm giống như rít gào vang vọng trong đại điện, Mục Trần lăng không mà đứng, tại kia sau lưng, 10 đạo quái vật khổng lồ lơ lửng, năm long năm tượng tản ra linh lực chấn động kinh người. Chuẩn đại viên mãn thần thuật, Cửu Long Cửu Tượng thuật. Đạo thần thuật này, lúc trước Mục Trần ở Thương Chi đại lục đoạt được, tuy nói chẳng qua là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, nhưng một khi có chỗ thành tựu, như vậy kia bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ sẽ không thua kém đại viên mãn cấp thần thuật. Mục Trần lăng không mà đứng, đôi con mắt màu đen giống như vòng xoáy, thâm sâu khó lường, hắn ở đây ngưng luyện ra năm long năm tượng, hai tay như thiểm điện khép lại, biến ảo xuất ra đạo ấn pháp, Cửu Long Cửu Tượng thuật, Long Tượng chi luân. Thanh âm quát khẽ, năm long năm tượng lập tức bộc phát ra gầm nhẹ, rồi sau đó hóa thành 10 đạo hồng quang gào thét, một loáng một cái, đã là trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ô ô ông, hào quang chói mắt từ chỗ va chạm quét ra, bên trong hào quang, nhất đạo quang luân vô cùng to lớn ngưng tụ mà thành, ở ngoài viền đạo quang luân, có long tượng chi văn, một cỗ linh lực cực kỳ cùng bạo chấn động nhộn nhạo mà ra, làm cho không gian chấn động. Đi, Mục Trần cong ngón búng ra, đạo long tượng chi luân lập tức hóa thành lưu quang bắn mạnh tới, tốc độ như bôn lôi, xuyên thủng rồi không gian, xuất hiện ở này phía trước Thiên Long Hổ. Tốc độ như vậy, linh lực chấn động hung hãn mạnh mẽ như vậy, làm Huyết Ưng Vương bọn hắn những lục phẩm chí tôn đều thấy mí mắt giật liên tục, đối mặt với thế công bực này, đổi lại bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường, giống Thiên Long Hổ tựa hồ cũng là đã nhận ra thế công lần này lăng lệ ác liệt, lúc này ánh mắt ngưng tụ, hai chân giẫm mạnh, trong mắt tinh mang đỏ thẫm lập lòe, mãnh liệt há miệng, linh lực điên cuồng ngưng tụ trong miệng, trong lúc mơ hồ, miệng của nó, một cỗ hung sát chi khí gào thét mà ra. Thiên Long Hổ khiếu âm, làm như có tiếng gầm gừ trầm thấp từ Thiên Long Hổ truyền ra, long ngâm lập tức bộc phát long trời lở đất, đám người Huyết Ưng Vương khiếp sợ nhìn thấy, nhất đạo sóng âm phong bạo trăm trượng từ hổ khẩu phát ra, ầm ầm, sóng âm bàng bạc mênh mông gào thét mà ra lúc, phảng phất là có long hổ chi ảnh lao nhanh mà qua, sóng âm lướt qua, không gian trực tiếp là bị chấn nát thành từng đạo vết rạn. Bực này thế công, cực kỳ cuồng bạo, bành, long hổ sóng âm mãnh liệt bắn ra, rồi sau cùng long tượng chi luân cứng rắn đánh vào nhau. Va chạm chốc lát, tiếng động vang dội, sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, sàn chiến đài vô cùng cứng rắn, vào lúc này bị thổi bay sốc lên một tầng. Phanh, hai đạo thân ảnh đều bị sóng xung kích ảnh hưởng đến, lúc này hai người thân hình đều chấn động mạnh, chật vật bắn ngược mà ra. Mục Trần đụng mạnh vào màn sáng phía trên đài chiến đấu, đem màn sáng chấn ra trận rung động, hắn rên nhẹ, tựa vào màn sáng, đem thân hình ổn định, con mắt màu đen hướng về phía trước. Chỉ thấy được chỗ đó, Thiên Long Hổ quỳ một chân trên đất, hai tay cắm vào sàn đấu đầy phù văn, một vết rách thật dài xuất hiện ở dưới mặt sàn chiến đài. Giống Thiên Long Hổ ánh mắt đỏ thẫm, đồng dạng là tập trung vào Mục Trần, nó gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi rút bàn tay cắm thật sâu vào sàn nhà, trên cánh tay vết máu che kín. Lúc trước hai người cứng rắn va chạm, đúng là chẳng phân biệt được ngang ngửa nhau. Bên ngoài chiến đài, Chư Vương nhìn qua va chạm kịch liệt như thế, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn không có ngờ tới Thiên Long Hổ khó giải quyết như thế, Mục Trần thi triển ra thần thuật lợi hại như thế, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Thực lực của Thiên Long Hổ này có lẽ cũng nằm trong top đầu của thập hung thú. Chư Vương âm thầm cảm thán, ít nhất so với Hắc Thiết Ma Hầu, Thiên Long Hổ quả thực là mạnh hơn không ít. Ùm, trên chiến đài, Thiên Long Hổ chợt bộc phát ra tiếng gầm kinh người, sau đó mọi người nhìn thấy huyết hồng hào quang trong cơ thể tràn ngập mà ra, trong huyết hồng hào quang tràn ngập hung sát chi khí, mà nương theo huyết quang hiện lên, mọi người đột nhiên phát hiện thân hình Thiên Long Hổ lúc này cũng bành trướng, mặt ngoài long lân màu đen cũng là trở nên càng thâm trầm. Ngắn ngủn bất quá mấy tức thời gian, Thiên Long Hổ thân hình khổng lồ gấp đôi, nó đứng sừng sững tại trên chiến đài, giống như viễn cổ hung thú, chỗ long giác càng thêm tối tăm. Chết tiệt, Thiên Long Hổ linh lực trở nên mạnh hơn, xảy ra chuyện gì vậy? Chư Vương phát giác được Thiên Long Hổ biến hóa, sắc mặt lập tức biến đổi. Nó đang thiêu đốt Thiên Long huyết mạch, Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng lông mày cũng nhăn thoáng một phát, huyết mạch thiêu đốt kiểu này, chỉ có một ít hung thú mới có thể làm được. Những hung thú trước đều chưa làm được một bước này, không nghĩ tới Thiên Long Hổ lại có thể làm được. Mà kể từ đó, thực lực của nó cũng được tăng phúc một ít, đây đối với Mục Trần mà nói, quả thực là tin xấu nhất. Lúc trước Mục Trần hao rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ đủ để chống lại Thiên Long Hổ, lúc này nó trở nên mạnh hơn, cục diện này đối với Mục Trần không ổn rồi. Mục Trần khuôn mặt hờ hững vào lúc này có chút nhúc nhích, hiển nhiên đồng dạng là đã nhận ra Thiên Long Hổ biến hóa. Oanh, bất quá Thiên Long Hổ cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian, mắt nó đỏ thẫm hung quang lập lòe, bàn chân đạp mạnh, thân thể cao lớn bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, lóe lên liền là xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, thân hình khổng lồ như bóng ma, trực tiếp bao phủ Mục Trần. Hổ trưởng gào thét hạ xuống, mang theo linh lực đáng sợ, một trưởng trực tiếp chụp về phía Mục Trần, không gian nổ tung. Mục Trần nhanh chóng di chuyển, hai tay giống như tấm thuẫn đem hổ trưởng ngăn lại. Bang, thanh âm trầm đục vang vọng, thân hình Mục Trần bị Thiên Long Hổ một trưởng đập đánh bay. thân thể kéo lê trên mặt đất hơn 1000 mét, hắn một chưởng đập trên mặt đất, sàn nhà vỡ vụn, lúc này mới đem thân hình ổn lại. Mục Trần chau mày, hai ống tay áo đã là rách nát, phía dưới làn da kim quang lưu chuyển, một chưởng lúc trước của Thiên Long Hổ đủ để đem lục phẩm chí tôn bình thường đập nát. Mục Trần bởi vì có Long Phượng thể, cho nên thân thể mạnh mẽ cũng không thua kém một ít thần thú, dù vậy cánh tay lúc này cũng từng trận kịch liệt đau nhức. Oanh, lúc Mục Trần đang nhíu mày, âm thanh xé gió lập tức kéo tới, Thiên Long Hổ thế công cùng bạo lại lần nữa như dông bão tập kích mà đến. Mục Trần thân hình nhanh lùi lại, Thiên Long Hổ đuổi theo không bỏ, quyền phong đáng sợ mang theo linh lực chấn động, không gian rung động không ngừng. Trên chiến đài, thế cục biến hóa, Mục Trần cơ hồ là triệt để lâm vào hạ phong. Chư Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng đều nhịn không được trầm xuống. Theo như đà này, mặc dù Mục Trần thân thể mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không chịu được Thiên Long Hổ công kích cuồng bạo lúc này. Cửu U bàn tay nắm lại, trận khiêu chiến này của Mục Trần rất là trọng yếu, nếu như hắn cũng thất bại, như vậy Mạn Đà La phá trận cũng sẽ khó khăn. Bang, hổ quyền lần nữa hung hăng oanh kích lên tay Mục Trần, giữa không gian dập dờn, thân hình Mục Trần bay ngược ra, hắn trở tay một chưởng vỗ vào không gian hư vô, linh lực chấn động, đem thân thể cưỡng ép ổn định. Hắn nhìn hai tay đã là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, thiêu đốt huyết mạch, cho nó tăng cường linh lực rất mạnh, tốc độ, phòng ngự, lực lượng do đó tăng phúc rồi. Mục Trần ánh mắt lập lòe, tuy rằng đang ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng bởi vì tiểu tâm ma trạng thái tồn tại, hắn cũng không có cái gì chấn động, ngược lại trong lòng không ngừng phân tích biến hóa của Thiên Long Hổ. Thiên Long Hổ ở trạng thái này, ta phần thắng cực thấp. Bất quá thiêu đốt huyết mạch cũng sẽ xuất hiện di chứng, đợi đến lúc huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, nó sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu. Ta không cách nào chống đỡ đến thời điểm đó, cho nên nhất định gia tăng tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó. Nhưng mà làm thế nào để gia tăng tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó đây? Mục Trần nội tâm của hắn xoay chuyển ở bên trong, linh quang không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng kia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, oanh, lại là một lần đối cứng, thân thể Mục Trần trực tiếp là bị đánh bay, đụng vào màn sáng phía trên. Bất quá hắn không chút nào để ý, hai tay đột nhiên kết nhất đạo cổ ấn pháp xưa huyền bí, oanh, bàng bạc linh lực giống như phong bạo từ trong cơ thể Mục Trần gào thét mà ra. Trong con người màu đen, phảng phất có kim sắc hỏa diễm xẹt qua, một loáng sau, chỉ thấy một đạo hào quang tối tăm mãnh liệt từ thiên linh cái Mục Trần bạo hướng mà ra. Đạo hào quang đón gió tăng vọt, ngắn ngủn lập tức chính là hóa thành khổng lồ mấy ngàn trượng. Ở đằng bên ngoài đài chiến đấu, mọi người ánh mắt phóng mà đi, đều là nhịn không được ngưng tụ. Đó là một tòa cự tháp tối tăm, trên thân tháp khắc rõ một mảnh thiên long bay vút lên cổ xưa dài hẹp chiếm giữ, mà theo hắc tháp xuất hiện, một cỗ mãng hoang cổ xưa chấn động tràn ngập mà ra. Hắc tháp này, đương nhiên đó là Đại Phù Đồ Tháp. Mục Trần ấn pháp biến hóa, Đại Phù Đồ Tháp phóng lên trời, cuối cùng như thiểm điện trấn áp xuống, trực tiếp bao phủ Thiên Long Hổ. Một loáng sau, mấy chục kim thiên long gầm thét từ trên thân tháp trôi nổi ra, hóa thành kim sắc hỏa diễm, vọt vào trong hắc tháp, đem Thiên Long Hổ trùng trùng điệp điệp bao bọc. Bất quá lúc này, những thứ kim sắc hỏa diễm tựa hồ không trực tiếp công kích Thiên Long Hổ, mà hóa thành hỏa diễm lượn lờ, theo hơi thở Thiên Long Hổ tràn vào rồi bên trong thân thể của nó. Giống, Thiên Long Hổ hai mắt trong khoảnh khắc trở nên huyết hồng, trong nháy mắt, trong cơ thể nó Thiên Long huyết mạch phảng phất là bị đều bốc cháy lên, một cỗ linh lực kinh khủng chấn động bộc phát dựng lên. Chư Vương phát giác được linh lực chấn động, sắc mặt đều là biến đổi, thậm chí ngay cả Tu La Vương đồng tử cũng có chút co rụt lại. Mục Trần đang làm cái gì? Như thế nào lại làm Thiên Long Hổ trở nên mạnh mẽ? Chư Vương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ dụng ý Mục Trần, duy có Mạn Đà La có chút kinh ngạc, chợt cặp mắt vàng lóe sáng. Người này có thể nghĩ như thế này, bất quá ăn thua ở chỗ hắc tháp, phía trên Thiên Long chi văn biến thành Thiên Long chi hỏa, cùng Thiên Long huyết mạch trong cơ thể Thiên Long Hổ tương đồng, như vậy mới có thể thổi bùng huyết mạch. Mạn Đà La ánh mắt hướng về Đại Phù Đồ Tháp, lông mày đột nhiên nhíu một cái, thời gian dần trôi qua thần sắc có chút ngưng trọng lên. Hắc tháp này, tựa hồ là có chút quen mắt, Phù Đồ thần tháp của Phù Đồ thần tộc một trong thái cổ tộc, tựa hồ nhìn giống. Mục Trần làm sao lại có được Phù Đồ thần tháp, đây chính là vật của Phù Đồ thần tộc, chẳng lẽ hắn là người của Phù Đồ thần tộc? Hừng hực, hỏa diễm màu vàng trong Đại Phù Đồ Tháp hừng hực thiêu đốt, bên trong hỏa diễm, Thiên Long Hổ thân hình bắt đầu bành trướng, từng cỗ hung sát chi khí cực kỳ mạnh mẽ quét ra, Đại Phù Đồ Tháp chấn động đều là phát ra âm thanh vù vù. Thiên Long huyết mạch trong cơ thể vào lúc này bị Mục Trần sử dụng Thiên Long chi hỏa đều thổi bùng lên, Thiên Long Hổ thực lực cũng điên cuồng tăng vọt, lúc này ngay cả Tu La Vương cũng cực kỳ khó giải quyết. Mà bên ngoài chiến đài, đám người Huyết Ưng Vương ra đầu run lên, bọn hắn cũng là nhìn ra, Thiên Long Hổ thực lực tăng cường chính là bởi vì Mục Trần. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Mục Trần có mục đích gì, nhưng người này không ngu, làm loại sự tình này tất nhiên là có hắn suy tính, thế nhưng Mục Trần làm như vậy, không sợ sẽ nuôi hổ gây họa à? Lúc tâm trí Chư Vương đang quay cuồng, Mục Trần nhìn chằm chằm vào Đại Phù Đồ Tháp, hắn tất nhiên cảm giác được linh lực Thiên Long Hổ càng ngày càng cuồng bạo. Nếu như hắn lúc này cùng Thiên Long Hổ cứng đối cứng, dù cho hắn có được Long Phượng thể, cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc này Thiên Long Hổ chỉ sợ đã tiếp cận thất phẩm chí tôn rồi. Tăng phúc cỡ này, tương đối kinh người, bất quá Mục Trần không chút kinh hoàng, trong cặp mắt đen ngược lại có chút tinh mang sạch qua. Tăng phúc càng lớn, huyết mạch lại càng nhanh cháy sạch, nếu như Thiên Long Hổ eo con có thần trí, chắc chắn sẽ nhìn ra ý đồ của hắn, cưỡng ép áp chế huyết mạch thiêu đốt. Như nay Thiên Long Hổ chẳng qua chỉ là cái xác sống, thần trí sớm đã tiêu tán, giống, bất quá tuy rằng thần trí tiêu tán, nhưng Thiên Long Hổ dường như cũng là đã nhận ra một cỗ nguy cơ, gào to như sấm, chợt nó thân hình bạo hướng mà đi, trùng trùng điệp điệp oanh tới đại phù đồ tháp. Ầm ầm, quyền vung xuống, linh lực bàng bạc giống như là phong bạo quét ra. Tu La Vương mí mắt nhảy dựng, đây có thể xem như Thiên Long Hổ hội tụ tất cả lực lượng công kích. Mục Trần cũng phát giác được Thiên Long Hổ điên cuồng phản kích, lúc này ấn pháp biến đổi, chỉ thấy công kích rơi vào đại phù đồ tháp rồi từ từ tiêu tán, kim sắc hỏa diễm cũng tiêu tán. Oanh, quyền phong lăng lệ ác liệt mang theo cuồng bạo linh lực gào thét mà ra, trực tiếp là oanh tạc vào màn hào quang bao quanh đài chiến đấu, lập tức đem màn sáng chấn ra giống như là sóng nước rung động. Mục Trần lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn qua Thiên Long Hổ ở giữa chiến đài, tại lúc thi triển ra một đạo khủng bố công kích này, thân hình Thiên Long Hổ đúng là bắt đầu một chút thu nhỏ lại, long lân cũng bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Đến lúc này ai cũng phát hiện Thiên Long Hổ thực lực đang nhanh chóng suy yếu. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, Thiên Long Hổ vốn sát khí đằng đằng lập tức uể oải xuống, dưới long lân thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên suy yếu đến cực hạn. Mục Trần nhướng lông mày, hắn tuy rằng biết Thiên Long Hổ thiêu đốt huyết mạch sẽ có di chứng nhưng lại không nghĩ rằng di chứng sẽ mạnh như thế. Bây giờ Thiên Long Hổ hoàn toàn chính là một con hổ giấy. Đám người Huyết Ưng Vương vào lúc này mở to hai mắt một lúc lâu rút cuộc hiểu ra, nhịn không được có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về hướng Mục Trần. Bọn hắn hiển nhiên là không có ngờ tới Mục Trần vậy mà sử dụng loại biện pháp này lấy được thắng lợi. Thật không hổ là Mục Vương, lợi hại. Kinh ngạc qua đi, chính là một hồi tán thưởng tự đáy lòng, lúc trước kịch liệt giao phong, nhiều lần rơi vào thế hạ phong, Mục Trần lại có thể tỉnh táo tìm được sơ hở của Thiên Long Hổ. Cuối cùng dùng phương pháp xử lý tinh diệu giành được chiến thắng, tâm cơ sâu như thế, coi như là chư vương kinh nghiệm phong phú, đều cảm thấy kinh diễm. Mục Trần thân hình cũng là chậm rãi hạ xuống, mà theo hắn hạ xuống, Thiên Long Hổ như phóng đến, mãnh liệt lao đi giống như muốn cắn người, nhưng mà lúc này, nó linh lực uể oải bất luận là tốc độ hay sức lực đều đã giảm nhiều, rút cuộc không còn tạo thành chút nào uy hiếp. Cho nên, Mục Trần chẳng qua là bước chân lóe lên, liền tránh đi, cùng lúc đó, lòng bàn tay dán vào cái trán chỗ Thiên Long Hổ. Đắc tội, Mục Trần nhẹ nói, trong lòng bàn tay linh lực cuồng bạo giống như núi lửa bộc phát ra, oanh, Douthin Long Hổ lập tức nổ tung, rồi sau đó cả người vỡ vụn thành đầy trời quang điểm, những điểm sáng này bên trong đều tràn ngập linh lực tinh thuần, đó là tinh hoa linh lực của Thiên Long Hổ. Mục Trần vung tay áo, linh lực tinh hoa vọt tới dũng mãnh vào thân thể của hắn. Mục Trần đứng yên, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, bởi vì linh lực tinh hoa thật sự là vô cùng bàng bạc, hấp thu như thế, thời điểm hắn bế quan hấp thu 2 vạn Vẫn Lạc Nguyên Đan cũng vô pháp so sánh. Thiên Long Hổ khi còn sống cũng hẳn là bát phẩm chí tôn, nói cách khác, nếu không linh lực lưu lại không tinh thuần như này. Mục Trần trong nội tâm một tiếng tán thưởng, chợt nhắm mắt, vận chuyển công pháp, đem bàng bạc linh lực tinh hoa đều hút vào chí tôn hải, rồi sau đó đem đều luyện hóa. Mà lúc hấp thu linh lực tinh hoa, Mục Trần cũng có thể cảm giác được chí tôn hải trở nên càng thêm hùng hồn, so với trước cũng là dày đặc thêm mấy phần. Nếu là có thêm vài đạo linh lực tinh hoa, rất nhanh là có thể đạt tới ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Mục Trần mở hai mắt, lúc này vòng xoáy hắc động trong mắt của hắn cũng là từ từ tiêu tán, hiển nhiên là thoát khỏi tiểu tâm ma trạng thái. Xì xì, trong đại điện đột nhiên có âm thanh vang lên, mọi người ánh mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy trên đại môn lại là một đạo máu mặt thú chậm rãi tan rã. Đó là bởi vì Thiên Long Hổ chiến bại. Kể từ đó, phong ấn trên cửa chính, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, xuất hiện một ít hỗn loạn chấn động, không còn yên tĩnh như ban đầu. Mục Trần thân hình khẽ động, từ trên chiến đài lướt xuống, mà nhìn thấy hắn đắc thắng trở về, chư vương cũng là nhao nhao cười chúc mừng. Ha ha, lần này may mắn mà có Mục Vương a. Thiên Thú Hoàng cười tủm tỉm gật đầu, cảm thán nói, trận cuối đối với bọn hắn quá mức trọng yếu, nếu như thất bại, chỉ sợ phải để Mạn Đà La cưỡng ép phá trận rồi, nhưng nói như vậy, nhưng là sẽ lưu lại họa ngầm. Nếu không có chư vương trước xuất lực, một cuộc thắng lợi cũng là không là gì. Mục Trần mỉm cười, cũng không cuồng vọng đem những công lao này đều đeo ở trên đầu của mình. Mạn Đà La nãy giờ khuôn mặt một mực căng thẳng, cũng rút cuộc vào lúc này cũng nở một nụ cười, nàng nhìn về phía Mục Trần, nhẹ gật đầu, nói, lần này làm việc, chư vị đều cũng có công, đợi đến LA khi chuyện thành công, tất sẽ luận công ban thưởng. Tiếng nói tuy rằng non nớt thanh tịnh, nhưng vang vọng vào tai chư vương, bọn hắn sắc mặt vui mừng dâng lên, Mạn Đà La đã nói như thế rồi, nghĩ đến lúc ban thưởng tất nhiên sẽ đặc biệt phong phú, thượng phẩm thần khí, thậm chí tuyệt phẩm thần khí, hoặc là chuẩn đại viên mãn thần thuật hoặc hơn nữa cũng có thể làm phần thưởng xuống. Mục Trần đối với cái này so với mặt khác chư vương hơi chút bình tĩnh một ít, chẳng qua là cười gật gật đầu. Vực chủ, lúc này có khả năng phá trận hay không? Linh Đồng Hoàng nhìn về phía cái đại môn đóng chặt, phía sau chính là thông đạo dẫn đến địa chí tôn bí tàng. Mạn Đà La con mắt cũng là chuyển hướng đến đại môn, trong mắt có chút ít hàn ý bắt đầu khởi động, trước bởi vì đại môn này cùng tòa cổ điện phối hợp chặt chẽ, nàng cũng có điểm bó tay, mà phong ấn đã bị phá hư, cái đồ chơi này muốn lại ngăn trở nàng, buồn cười. Tiếp theo giao cho ta là được. Mạn Đà La thanh âm lạnh như băng nói, chợt nàng lại lần nữa duỗi ra bàn tay nhỏ bé, hung hăng nắm chặt một cây cột đá trong đại điện, ầm ầm, cái cột đá có phủ văn bảo hộ. Trong tay Mạn Đà La mềm như đậu hũ, nắm chặt là đứt gãy ra, cuối cùng nương theo bàn tay của người này vung lên, chỉ thấy linh lực mênh mông bao trùm trên cột đá, hóa thành một tầng ánh sáng long lanh, hưu, cột đá phát ra linh quang sáng chói, mãnh liệt bắn ra, hung hăng oanh kích vào đại môn, đùng đùng. Cột đá nát thành từng đoạn, phong ấn trên đại môn bắt đầu ảm đạm, từng đạo vết máu mặt thú, phảng phất phát ra tiếng gầm gừ linh quang, rồi sau đó dần dần vặn vẹo. Mạn Đà La trực tiếp là xuất hiện ở sau cái cột đá, nắm tay trắng nõn mãnh liệt chém ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào cột đá. Oanh, cột đá lập tức nổ tung thành cho tàn, một cỗ lực lượng chấn nát không gian trực tiếp trùng kích vào phía trên đại môn, rắc rắc, vết dạn trong khoảnh khắc nổi lên, sau đó dọc theo đại môn lan tràn ra, từng đạo mặt thú huyết hồng thì vỡ vụn ra trong tiếng thét chói tai. Đại môn khoa trương bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng đột nhiên nổ tung, đám Mục Trần ánh mắt cũng nóng bỏng lên, thông đạo dẫn đến địa chí tôn bí tàng cuối cùng đã rộng mở. Bất quá, bọn hắn cũng biết, thông qua được nơi đây, đại thú liệp chiến sẽ đạt tới tình trạng kịch liệt nhất. Vì linh thần dịch, những địa chí tôn siêu cấp cường giả đều không cách nào nhịn được. Khi đó tranh đấu, phải đem hủy diệt thiên địa, đi, lúc đại môn nổ tung, Mạn Đà La quát nhẹ, đám người nghe vậy lập tức lao ra, hóa thành hơn 10 đạo quang ảnh, trực tiếp bắn về phía đại môn. Mạn Đà La xung trận ngựa lên trước, bước vào trong đó. Trong nháy mắt khi thân hình lướt qua đại môn, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng không gian xung quanh truyền đến chấn động, chớp mắt một cái, sau đó đột nhiên rõ ràng. Bất quá, tại một khắc này, một cỗ khí tức sát phạt vô cùng mênh mang thê thảm cuồng bạo lan tới, giống như địa hung thú hủy diệt thiên địa, trực tiếp là từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ở đằng kia các loại kinh khủng vô cùng thê thảm sát phạt chi khí phía dưới, đám người Mục Trần phía sau lưng, trong khoảnh khắc đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Giống, bọn hắn đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trước mắt đã xuất hiện biến hóa giống như nghiêng trời lệch đất, phảng phất là một mảnh bình nguyên đại địa vô biên vô tận, mà lúc này, không gian bình nguyên đại địa bắt đầu bị xé nứt ra từng đạo khe hở cực lớn. Mà trong khe hở, bọn Mục Trần nhìn thấy tà khí ngập trời tỏa ra, giống nước lũ màu đen, liên tục từ trong cái khe không gian này bừng lên. Tiếng gào thét quái dị từ trong nước lũ màu đen truyền ra, cái loại thanh âm này dường như cùng đại thế giới không tương thích nhau, bởi vì lúc thanh âm vang lên, linh lực trong thiên địa đều nhao nhao chạy trốn, giống như là bài xích. Mục Trần chăm chú nhìn dòng nước lũ màu đen, trong lòng chấn động, hắn nhìn thấy ở bên trong nước lũ màu đen xuất hiện vô số đạo bóng đen mơ hồ, những hắc ảnh này tựa hồ cực kỳ cường tráng, chẳng qua thân thể của bọn nó tựa hồ như sương mù biến thành, mơ hồ có chút dấu hiệu vặn vẹo, ở vị trí đầu lâu, ánh mắt đỏ sậm, tràn đầy thôn phệ cùng dục vọng tham lam. Mà cái loại âm thanh quái dị bị thiên địa linh lực bài xích chói tai này đúng là do bọn chúng phát ra. Chút ít hắc thủy không ngừng lao ra vết nứt không gian, xuất hiện ở cái mảnh thiên địa này, trong thiên địa, linh lực phảng phất là bắt đầu trở nên sôi trào lên. Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng kia chỗ xa xa phía chân trời tầng mây cuồn cuộn gào thét mà đến, trong tầng mây, quang ảnh phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời, nhìn kỹ lại rõ ràng là vô số cường giả quanh thân tản ra cường đại linh lực chấn động đại thế giới, giống hắc thủy vô tận như thấy được cường giả đại thế giới, cũng là phát ra tiếng gầm, nháy mắt sau đó, hai cỗ lực lượng kinh khủng, dùng một loại tư thái hủy diệt thiên địa, hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa đều bị phá nát ra. Hai cỗ lực lượng đối đầu, bọn Mục Trần rõ ràng nhìn thấy, mấy đạo sương mù màu đen giống như xuyên thẳng qua không gian mà ra, nhìn như giống như là cánh tay sương mù. Trong nháy mắt xuyên thủng phòng vệ của một gã cường giả, sau đó tay cánh tay như là lưỡi dao sắc bén vô cùng cắm vào người sau. A. Cường giả kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng héo rũ, ngắn ngủn mấy tức, bùm một tiếng, hóa thành bột phấn phiêu tán ra, màn xương đen kia thì là phát ra tiếng cười quái dị. Thấy một màn này, đám người Mục Trần lập tức tóc gáy dựng đứng lên. Mà cuộc chiến thảm liệt phát sinh ở mọi nơi trong cái mảnh thiên địa. Sát phạt chi khí bao phủ thiên địa tại, bực này sát phạt chi khí trùng kích xuống, ánh mắt đám người Mục Trần vào lúc này xông lên một vòng đỏ thẫm chi sắc. Keng, bất quá ngay tại lúc bọn hắn con mắt càng đỏ thẫm, đột nhiên một đạo tiếng chuông thanh tịnh vang vọng lên. Tiếng chuông làm cho đầu óc đám người Mục Trần lập tức thanh tĩnh, màu đỏ thẫm trong ánh mắt cũng biến mất, lúc này mới thoát khỏi ảnh hưởng của sát phạt chi khí. Bất quá dù là như thế, cũng là khiến cho bọn hắn một hồi tim đập nhanh, ngẩng đầu lên. Mạn Đà La đứng ở tiền phương của bọn hắn, người sau bàn tay nhỏ bé gảy nhẹ, linh lực chấn động, phát ra tiếng chuông thanh thúy. Hiển nhiên lúc trước đúng là nàng ra tay đem bọn hắn từ trong ảnh hưởng sát phạt kéo ra. Năm xưa ngoại vực tộc xâm lấn đại thế giới, Vẫn Lạc chiến trường này chỗ bộc phát chiến tranh. Mạn Đà La trên cao nhìn xuống, trong thiên địa vô cùng thê thảm, chậm rãi nói. Bọn Mục Trần trước tuy rằng đã có chỗ nghĩ đến, nhưng lúc nghe được Mạn Đà La xác nhận, đồng tử vẫn nhịn không được co rụt lại. Những thứ sương mù màu đen giống như bóng người, cái gọi là ngoại vực tộc sao? Ngoại vực tộc không biết từ chỗ nào xuất hiện, những nơi đi qua giống như châu chấu nuốt chửng linh lực trong thiên địa. Nếu bọn chúng có thể xâm chiếm đại thế giới, tất nhiên toàn bộ đại thế giới đều sẽ tan vỡ, tiến tới ảnh hưởng đến phía dưới đại thế giới, vô số hạ vị diện. Ta đã từng trông thấy qua một đại lục bị ngoại vực tộc xâm chiếm, chỗ đó linh lực đều biến mất, đã không thích hợp tu luyện linh lực, những sinh linh ở trên đại lục cũng bởi vì linh lực biến mất trở nên dị thường. Mạn Đà La khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, nói, hí, đám Mục Trần nghe vậy nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng được trong thiên địa không có linh lực sẽ là cảnh tượng gì. Đối với đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là chính thức tận thế. Khó trách đối mặt với ngoại vực tộc xâm lấn, toàn bộ đại thế giới đều liên hợp lại, bởi vì cái loại này hậu quả đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều mang tính diệt tuyệt. Chiến trường cổ nơi đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi, không nên để bị sát phạt chi khí ảnh hưởng, nếu không các ngươi cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đó, Mạn Đà La nhắc nhở. Đám người Mục Trần vội vàng gật đầu, lúc trước nếu không phải là có Mạn Đà La ở một bên che chở, chỉ sợ người có thể chạy trốn chưa tới một nửa. Địa chí tôn bí tàng quả nhiên là khắp nơi hung hiểm. Mạn Đà La thấy thế cũng không nói thêm lời nào, quay người lao đi, bàn tay nhỏ bé vung khẽ giữa, trực tiếp là đem khí sát phạt ngập trời cuốn đến, che đậy mà đi. Đám người Mục Trần lập tức đuổi theo, linh lực vận chuyển bảo vệ quanh thân, không dám chậm trễ chút nào. Mà ở lúc bay vút qua chiến trường, Mục Trần mới phát hiện phiến chiến trường này bao la, bọn hắn bay không biết bao lâu, nhưng mà chiến trường vẫn nhìn không thấy phần cuối. Toàn bộ thiên địa dường như đều bởi vì cái loại sát phạt này mà dần dần đỏ thẫm lên. Bọn hắn không biết còn bay như vậy trong bao lâu, nhưng nếu như Mạn Đà La chưa từng lên tiếng, vậy bọn họ cũng đành phải chăm chú theo sau. Một hồi sau, Mạn Đà La tốc độ rút cuộc có chút thay đổi chậm dần, rồi sau đó thanh âm ngưng trọng vang vọng trong tai mọi người, đều cẩn thận một ít. Nghe được Mạn Đà La nhắc nhở, đám người Mục Trần đều khẽ giật mình, tinh thần căng thẳng vận chuyển linh lực. Oành, lúc bọn hắn vừa mới vận chuyển linh lực bảo vệ thân hình liền phát giác được, trong thiên địa vốn vang vọng tiếng chém giết, tựa hồ là vào lúc này biến mất. Thiên địa chung quanh đồng dạng vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến trường bao la đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh biển lớn mênh mông vô cùng, biển rộng hiện ra màu xanh thẫm, sóng biển gào thét trồm lên, đổ xuống, mà khi sóng biển đổ xuống, bọn Mục Trần rõ ràng trông thấy, không gian dường như đều bị sóng biển nghiền nát. Nước biển nơi đây, mỗi một giọt tựa hồ cũng nghìn cân. Bọn Mục Trần kinh dị nhìn qua một màn này, biển rộng sâu không thấy đáy, phảng phất là biến thành vô tận hắc ám, làm cho lòng người lạnh ngắt. Mà trên không, đồng dạng là một mảnh thâm sâu hắc ám. Bọn Mục Trần hai mặt nhìn nhau, cái mảnh hải dương lạ lẫm mặc dù không giống như viễn cổ chiến trường chi khí thiên lương tràn ngập, nhưng không biết vì sao, bọn hắn vẫn cảm giác được một loại áp bách cực kỳ trầm trọng. Cái loại cảm giác áp bách này không rõ đầu đuôi, nhưng làm cho người ta không thở nổi. Mạn Đà La lăng không mà đứng, mắt quét qua cái mảnh biển lớn màu xanh thẫm này, một lát sau, trong con người phảng phất là có kim quang lóe lên, thì thào tự nói, hảo thủ đoạn. Vực chủ, nơi này là? Thiên Thú Hoàng thấp giọng dò hỏi, cái mảnh hải dương này, hắn cũng cảm giác được áp lực vô hình. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đây là Chí Tôn Hải của Đệ Tứ Điện Chủ biến thành, Mạn Đà La thản nhiên nói. Chí Tôn Hải biến thành? Chư Vương trợn mắt há mồm nhìn qua cái hải dương, Chí Tôn Hải là suối nguồn lực lượng của mỗi một vị Chí Tôn, cho nên bọn họ đều quen thuộc, nhưng bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, Chí Tôn Hải lại có thể biến thành thế này. Lúc thực lực đạt tới cấp độ này, Chí Tôn Hải đã tương đương với một mảnh không gian, thời điểm gặp địch, triển khai Chí Tôn Hải, trực tiếp hút vào trong đó, coi như là bát phẩm Chí Tôn, một cái sóng biển linh lực cũng đủ để nghiền thành hư vô rồi, Mạn Đà La nói. Bọn Mục Trần nghe được âm thầm tặc lưỡi, ở cấp độ của bọn hắn, đều đem Chí Tôn Hải giấu ở trong cơ thể, sợ bị người phá hư. Dù sao đối với một vị Chí Tôn cường giả mà nói, thân thể bị hủy cũng không ngại, nhưng một khi Chí Tôn Hải bị hủy rồi, một thân tu vi trôi theo dòng nước, cho nên ai cũng không dám dễ dàng đem đối thủ hút vào Chí Tôn Hải của mình. Nhưng bọn hắn đâu có nghĩ, cái chuyện bọn hắn tránh né, trong tay địa Chí Tôn lại đáng sợ như thế. Nơi đây hẳn là trung tâm địa Chí Tôn bí tàng. Mạn Đà La nhìn về phía chỗ sâu trong mảnh biển rộng, bàn tay nhỏ bé cũng là chỉ hướng này trong, đều cẩn thận một ít. Bọn Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng có chút dùng mình, rút cuộc đã tới trung tâm sao? Không biết những thế lực khác đã xâm nhập rồi chưa? Chư Vương thần sắc đều căng thẳng, bọn hắn có thể phát giác được, cuồng phong đang thổi tới. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!